Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 516, cho anh nếm thử táo ngọt. Lộ Thiến Thiến và Liêu An như thấy bộ dạng của Tông An thì trong lòng đề cao cảnh giác, trên mặt xuất hiện vẻ lạnh lùng ghét bỏ, chỉ e trốn không kịp. Tông An thẹn quá hóa giận mà nổi trận lôi đình, hắn hung hăng nói. Thức thời một chút, nếu không tôi sẽ cho các cô đẹp mắt. Mau tránh ra, nếu tiếp tục ngăn cản không cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Hai người Liêu An như thật sự vô kế khả thi, lúc này Lô Thiến Thiến đành lấy cớ mời cảnh sát đến trợ giúp, xem như chuẩn bị sẵn sàng để chào đón quân địch. Hừ, ông còn chưa nói chuyện với cô lại không chờ được nữa rồi sao? Tôi nói cho cô biết, tối hôm nay cô sẽ được sướng, nếu muốn được sung sướng thì mau im miệng lại, nếu không ông lột trần ra bây giờ, có tin không? Tông An là một tên đàn ông có giọng đàn bàn, lúc này hắn nhanh chóng trở nên hung ác. Lộ Thiến Thiến vừa rồi còn tỏ ra cực kỳ oán hận, bây giờ nàng chợt dùng mình, trên cánh tay nổi đầy da gà. Tông An, tôi không tiếp tục tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng ở thành phố Giang Thị, cũng không muốn làm ngôi sao ca nhạc nữa. Nếu như anh còn bám theo chúng tôi cũng chỉ có thể báo cảnh sát. Một giọng nói trầm thấp và kiên định từ trong phòng vang ra. Đây là giọng nói của Liêu An Như, tuy đã hơn một năm chưa gặp mặt nhưng Vương Tử Quân vẫn nhớ rất rõ giọng nói của nàng. Thôi được rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều. Liêu Tiểu Thư, cô biết vì sao ông chủ của tôi coi trọng cô không? Vì cô không đi theo khuôn mẫu, đơn thuần đáng yêu, hương vị tốt. Tông An giống hệt như một con rắn độc, hắn cười hì hì nói. Tôi đã nói rồi, mời anh đi ra. Âm thanh kiên định lại vang lên, lần này Liêu An Như cũng không chút do dự. Nàng đứng lên đi về phía con đường bên ngoài. Hừ, nếu các người đã không biết tốt xấu, không uống rượu mời mà thích rượu phạt, như vậy đừng trách tôi ra tay độc ác. Anh em đâu, hầu hạ tốt ngôi sao của chúng ta, đúng rồi, đừng làm cho gương mặt nhỏ nhắn kia bị thương, có biết không? Tông An khẽ vung tay lên, một dạng như mèo bắt chuột. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh Tông cứ yên tâm, đám chúng em nên ra tay sẽ ra tay. Nếu ra tay chỉ có chính xác và nắm đủ lực lượng, anh Tông bảo bọn em ra tay, chúng em cũng không nỡ. Nhưng này anh Tông, chúng tôi là những người thương hoa tiếc ngọc, nhưng cô bé kia rất nóng tính, sau này anh Tông có thưởng cho anh em giảm nhiệt một chút được không? Cũng không uổng công mọi người thường ngày làm theo lời anh. Vài người đàn ông mặc trang phục bảo vệ nở nụ cười cực kỳ ẩn ý tiến về phía Liêu An Như. Các người muốn làm gì? Khi Vương Tử Quân khẽ híp mắt. Đúng lúc này Tô Anh đã vọt lên, theo sát bên cạnh nàng là Lộ Chiêu Thông. Tông An quả nhiên không ngờ gặp vài người muốn xen vào chuyện của người khác. Hắn thấy có vài người muốn quấy rối chuyện tốt của mình, thế là hắn chợt nổi nóng. Nhưng khi thấy đoàn người Vương Tử Quân thì hắn chợt híp mắt, chỉ là một đám thanh niên, căn bản không có vấn đề. Nhưng hai người Liêu An Như đang không biết phải làm sao thì trở nên cực kỳ vui vẻ, hầu như cùng nhìn về phía nhóm Vương Tử Quân, trong mắt có những phản xạ khác biệt. Lộ Thiến Thiến thấy nhóm người bên kia rất xa lạ, còn Liêu An Như thì hầu như thấy đám người vây quanh Vương Tử Quân. Đây là có thật không? Gương mặt người đàn ông kia thật sự có lực tác động rất lớn với nàng, khoảnh khắc này Liêu An Như thật sự không dám nhìn thẳng vào Vương Tử Quân, nàng cố gắng quay đầu đi nơi khác, không nhìn hắn. Ôi, xem ra rất muốn xen vào chuyện của người khác. Nhưng tôi nói cho các người biết, đây là chuyện của công ty chúng tôi, nếu ai dám chen vào. Đừng trách nắm đấm của anh em đây không có mắt. Tông An dùng ánh mắt tham lam nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó cười hì hì nói. Gương mặt Vương Tử Hoa thật sự không tốt, vừa rồi hắn đã dùng giọng sắt son đảm bảo với anh họ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Không ngờ bọn họ vừa mới chuẩn bị đi ra thì đụng phải tình cảnh người ta đang ức hiếp Liêu An Như. Chuyện này là ai làm? Vương Tử Hoa không cần nghĩ cũng biết, hắn nhìn gương mặt tràn đầy kiêu ngạo của Tông An. Thế là tức giận quát lớn. Anh gọi Hồng Trung Phát ra đây cho tôi, để tôi hỏi anh ta xem, có phải vừa rồi là thuận miệng nói với tôi cho vui không? Tông An có thể được Hồng Trung Phát trọng dụng trong công ty thì cũng không phải là một kẻ ngu ngốc ăn không ngồi rồi. Khi thấy Vương Tử Hoa nói như vậy, mở miệng đã gọi thẳng tên Hồng Trung Phát, hắn lập tức ý thức được đối phương có lai lịch lớn. Hắn nghĩ đến tình huống đây là con đường dành cho khách quý, thế là chút tâm tư trong lòng chợt tan biến. Hắn nhìn về phía Vương Tử Hoa, lại đưa mắt nhìn nhóm người Vương Tử Quân, lúc này mới cười nói. Ông chủ của chúng tôi đang trên lầu, tôi có thể bẩm báo một tiếng, nhưng trước tiên cũng xin hỏi anh bạn tên gì. Tôi là Vương Tử Hoa.
Vương Tử Hoa cắn chặt răng trầm giọng nói. Vương Tử Hoa. Tông An thật sự từng nghe qua tên này, hắn biết rõ đối phương là công tử của bí thư Vương Giải Phóng. Tuy Vương Giải Phóng không công tác ở thành phố Giang Thị, thế nhưng Vương Tử Hoa cũng xem như có số má trong đám công tác tỉnh Chiết Giang. Trong đầu Tông An chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn nhanh chóng cho ra quyết định, sau đó cười hì hì nói. Thì ra là Vương công tử, xin ngài chờ một chút, tôi sẽ đi xin chỉ thị của ông chủ. Tông An nói rồi khoát tay áo với đám đàn ông đứng phía sau, tỏ ý đừng cho Liêu An Như đi, còn nhóm người Vương Tử Hoa thì cứ tự nhiên. Liêu An Như nhìn Vương Tử Quân, trong lòng dù có rất nhiều lời muốn nói nhưng lúc này thật sự không nói nên lời. Nàng thật sự cảm thấy mình nên giao phó tất cả cho hắn, người này từ đầu đến cuối đã giống như cướp đi ước mơ và sự nhiệt tình của nàng, hắn nắm trong tay vui buồn hờn giận của nàng, nhưng nàng căn bản không thể nào tiếp cận hắn. Hai người có thể nói là đang diễn kịch câm. Thì ra là cô, đã lâu không gặp. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt bình tĩnh của Liêu An Như đang nhìn mình, hắn khẽ nói, giọng điệu cực kỳ ôn hòa và dịu nhẹ. Liêu An Như không ngờ Vương Tử Quân lại có thể trò chuyện với mình trong hoàn cảnh này. Nàng vốn là một cô gái thông minh, nàng học đại học vài năm, dù là khí chất hay học thức cũng đã sớm mạnh mẽ hơn biết bao nhiêu lần so với cô gái ở thôn Yên Chi Nam trước đó. Vương Tử Quân có thể thoải mái mở miệng trò chuyện với nàng, điều này càng có nghĩa là hai người đứng sát nhau nhưng lại xa cách tận chân trời. Lúc này một cảm giác đau lòng chợt bùng phát trong người Liêu An Như, nàng càng siết chặt tay, cố gắng không cho tiếng nức nở phát ra từ cuống họng. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi không lên tiếng, Liêu An Như giống như chết lặng, nàng đã quên trả lời giống như căn bản không kịp phản ứng. Nàng thật sự cảm thấy đau đớn, người đàn ông này làm cho nàng trở nên tiều tụy, làm cho nàng cực kỳ uất ức. Nàng đứng co rúm vào một góc, sau đó nàng thả lỏng hai tay ra, thiếu chút nữa nước mắt đã chảy xuống. Thật là trùng hợp, cũng không ngờ lại gặp anh ở chỗ này. Nếu so sánh với một Liêu An Như hầu như không khống chế được cảm xúc thì Vương Tử Quân lại cực kỳ bình tĩnh, dù trong lòng cực kỳ khổ sở. Sau này mình chỉ có thể là người qua đường sao? Cô hát rất hay, Tiểu Bắc rất thích. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, ngay sau đó giọng điệu đã trở nên cực kỳ bình tĩnh. Mạc Tiểu Bắc trước đó vì Vương Tử Quân và Liêu An Như nói chuyện với nhau mà đưa mắt nhìn Liêu An Như, lúc này nghe Vương Tử Quân nhắc đến mình, nàng khẽ cười nói với Liêu An Như. Cô hát thật sự rất cảm động. Chị quá khen rồi, hát cho vui mà thôi, thật sự làm chị chê cười. Tuy Mạc Tiểu Bắc chỉ khẽ cười nhưng Liêu An Như chợt cảm thấy cô gái kia thật sự giống như mây bay trên trời, là tồn tại mà cả đời nàng cũng không thể nào với tới được. Thế là trong lòng nàng không khỏi bùng lên cảm giác cực kỳ tự ti. Có lẽ chỉ những người như vậy mới thật sự xứng đôi với Vương Tử Quân. Chủ tịch Hà, tôi nghe nói ngoại ô có một khu đất chuẩn bị xây công viên. Nói thật, dựa theo quy hoạch của thành phố chúng ta thì sau này nơi đó sẽ là trung tâm buôn bán, nếu biến nó thành công viên chẳng phải là uổng phí tài nguyên sao? Quá đáng tiếc. Hồng Trung Phát sờ đầu mình rồi dùng giọng có vài phần nịnh hót nói. Người đàn ông trung niên được gọi là chủ tịch Hà nào không hiểu tâm tư của Hồng Trung Phát. Nhưng hắn cũng không mở miệng, chỉ khẽ nhìn rượu đỏ trong ly thủy tinh, giống như thấy được màu sắc gì đó cực kỳ đẹp đẽ. Tôi cảm thấy nơi đó nên biến thành một khu dân cư xa hoa, chỉ có một khu dân cư xa hoa mới phù hợp với trung tâm buôn bán như vậy, mới có thể tôn lên vẻ đẹp của nhau. Chủ tịch Hà, ngài là lãnh đạo nắm công tác xây dựng, ngài là người có quyền lên tiếng mạnh mẽ nhất. Hồng Trung Phát nói mang theo ánh mắt chờ đợi, chủ tịch Hà khẽ nang ly rượu lên nhấp một ngụm. Sau đó mới dùng giọng hời hợt nói. Ông chủ Hồng, tiền thật sự xài không hết, việc làm ăn phải hiểu chừng mực, cũng đừng nên quá tham lam. Lúc này ánh mắt Hồng Trung Phát thật sự rất nhu hòa, hắn giống như biến thành một con thú cưng biết nghe lời đang đứng trước mặt ông chủ của mình. Tên mập vừa rồi nói chuyện với Trần Hòa đang đứng ở một bên, hướng nghe chủ tịch Hà lên tiếng mà trong lòng liên tục oán thầm. Trong lòng thầm nghĩ, người này thật sự rất biết cách giả vờ. Mỗi lần ông chủ tìm đối phương làm việc thì luôn nói ra những lời cực kỳ có lý, luôn ra vẻ đạo mạo để dạy bảo Hồng Trung Phát. Nhưng sau đó thì sao? Không làm theo kế hoạch của ông chủ của mình sao? Chỉ là đối phương đứng ra thu tiền với số lượng không nhỏ, rõ ràng là lòng dạ độc ác. Đã muốn làm kỹ nữ còn thích lập đền thờ, còn bà nó đây là hình tượng gì? Trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy, tên mập thật sự cho ra lời khẳng định không mấy hay ho về chủ tịch Hà. Tiền xài không hết. Nhà cũng xây dựng không hết, nếu anh có thời gian thì nên tu thân dưỡng tính, chỉ cần ánh mắt anh nhìn thoáng một chút, tâm tính yên ổn một chút thì có thể hưởng thụ cuộc sống,
không phải là cuộc sống rất đẹp sao? Chủ tịch Hà đặt ly rượu xuống bàn rồi nói tiếp. Cuộc sống tốt phải nói đến hai chữ hưởng thụ, anh không nên cứ mãi chú tâm vào tiền. Một người như anh cả ngày chỉ biết nghĩ về tiền, tôi thật sự cảm thấy anh nên xin lỗi cuộc sống của mình. Chủ tịch Hà, anh nói đúng, cuộc sống vui vẻ bình thản mới là hạnh phúc. Một người quan cao như ngài có thể bảo trì được lòng dạ thanh thản thật sự làm cho người ta bội phục không thôi. Sau này tôi nhất định sẽ phải đẩy mạnh học tập anh, cố gắng hưởng thụ cuộc sống. Hồng Trung Phát gật đầu như gà mổ thóc, sau đó tỏ ra cực kỳ khiêm tốn. Ông chủ! Khi chủ tịch Hà đang định mở miệng thì cửa phòng bị đẩy ra, Tông An nở nụ cười nịnh nọt đi vào trong. Nhưng sự xuất hiện của Tông An giống như chặn họng chủ tịch Hà, điều này làm cho chủ tịch Hà rất khó chịu. Tông An còn chưa kịp mở miệng thì Hồng Trung Phát đã trừng mắt nói. Tiểu nha đầu kia đâu, mau đem đến đây. Gương mặt của chủ tịch Hà vốn trở nên âm trầm, bây giờ lại xuất hiện nụ cười, hơn nữa càng thêm sáng lạn hơn so với tình huống nói chuyện với Hồng Trung Phát lúc vừa rồi. Ông chủ, có chút sự việc ngoài ý muốn, gặp phải Vương Tử Hoa. Trước khi Tông An đến đây cũng đã nghĩ kỹ xem nên nói thế nào. Đụng phải Vương Tử Hoa. Hổ tử nghe tin tức này mà cực kỳ ngạc nhiên, tuy hắn thật sự không cho rằng đó là tin tức gì lớn, thế nhưng đại biểu tình huống hắn làm việc không thuận. Hơn nữa vừa rồi Vương Tử Hoa còn đặc biệt nhắc mình quan tâm đến Liêu An như kia. Chủ tịch Hà cũng có mặt khi tên mập báo cáo với Hồng Trung Phát về Vương Tử Hoa, bây giờ lại nghe Tông An nói, sao lại không hiểu. Hắn thấy Hồng Trung Phát cau mày, thế là cười lạnh nói. Đi nói cho Vương Tử Hoa, nói là Bí Thư Vương đang chờ hắn về nhà dùng cơm. Đừng tiếp tục làm loạn ở chỗ này. Hồng Trung Phát phất tay với Tông An, tuy hắn thấy đáp án như vậy sẽ làm cho Vương Tử Hoa mất vui, nhưng Vương Tử Hoa so với Chủ tịch Hà thì kém nhau quá xa. Cấp bậc của Vương Tử Hoa không thể so với Chủ tịch Hà, nếu như Vương Tử Hoa không có một ông bố tốt, chính Hồng Trung Phát cũng không thèm quan tâm đến một cán bộ cấp khoa. Trong đầu chưa lóe lên ý nghĩ mới, Hồng Trung Phát phất tay với Tông An, tỏ ý cho hắn đi ra nói với Vương Tử Hoa. Tông An nghe được phân phó thì chạy ra ngoài như gió, vừa rồi hắn không bị mắng đã là quá vui rồi, bây giờ hắn nếu không muốn bị lãnh đạo truy cứu, như vậy phải trói Liêu An như đến đây cho Chủ tịch Hà. Đây không phải là việc gì khó, hắn thấy thật sự giống như chỉ thị của Chủ tịch Hà, Vương Tử Hoa nên về nhà dùng cơm thì hay hơn. Bí thư Vương đang chờ về nhà dùng cơm. Chủ tịch Hà nói ra câu này thật sự rất hay, rất có ẩn ý, Tông An nghĩ đến câu nói của Chủ tịch Hà mà không khỏi nở nụ cười. Tông An đi rất gấp, chỉ một phút sau đã đi đến khúc ngoặt hành lang con đường dành cho khách quý, hắn nhìn nhóm người Vương Tử Quân đứng chung với Liêu An Như, thế là khóe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Vương tiên sinh, chuyện này tôi đã xin chỉ thị của ông chủ. Lúc này Vương Tử Hoa có thể nói là cực kỳ mất kiên nhẫn, điều này cũng không liên quan đến sự kiên nhẫn của hắn, vì hắn cảm thấy để chị dâu của mình đứng đây chờ thì thật sự là một sỉ nhục. Hơn nữa kết quả như lúc này cũng là vì hắn căn bản không xử lý tốt sự việc. Còn không nói người của mình tránh ra, nhường đường cho chúng tôi đi qua. Vương Tử Hoa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tông An rồi xoay người muốn đi. Vương công tử, anh đi thì sẽ không ai ngăn cản, nhưng hai người Liêu An Như phải ở lại. Tông An nhìn thấy Vương Tử Hoa quay mặt lại nhìn thì tiếp tục nói với bộ dạng giả vờ sợ hãi. Vương công tử, đây cũng không phải là tôi nói. Ông chủ Hà nói lúc này có lẽ Bí Thư Vương đang chờ anh về nhà dùng cơm, anh cũng đừng nên để cho Bí Thư Vương lo lắng. Gương mặt Vương Tử Hoa chợt đỏ bừng bừng, hắn rất muốn tiến lên cho Tông An một tát, thế nhưng Tông An nói đến ông chủ Hà, hắn căn bản biết rõ đó là ai. Ông chủ Hà này trước kia làm phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền tỉnh Chiết Giang, bây giờ là phó chủ tịch thành phố Giang Thị, chưa nói đến người ở phía sau chủ tịch Hà. Chính bản thân đối phương trước kia còn là lãnh đạo trực tiếp của mình, một nhân vật như vậy căn bản khó thể đắc tội. Khi Vương Tử Hoa còn không biết nên làm thế nào thì Vương Tử Quân đã chậm rãi đi đến vỗ vai nói. Ông chủ Hà kia là ai? Là phó chủ tịch thường vụ Hà Hòe Lương của thành phố Giang Thị. Vương Tử Hoa trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân chưa từng nghe nói đến cái tên Hà Hòe Lương, dù sao thì hắn cũng không tiếp xúc nhiều với những chuyện ở thành phố Giang Thị. Hắn đưa mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Toa, sau đó lạnh lùng nói. Anh quay lại nói với Hà Hòe Lương, nói chúng tôi có chút đói bụng, để anh ta chuẩn bị mời chúng tôi ăn khuya, tôi tên là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tuy không làm ít chuyện ở thành phố Giang Thị, thế nhưng thanh danh của hắn chỉ lưu truyền trên giới thượng tầng,
đám người như Tông An căn bản là chưa đủ cấp bậc. Nhưng khi nghe thấy Vương Tử Quân gọi thẳng tên của Hà Hoè Lương với bộ dạng cực kỳ khí phách, hắn càng cảm thấy sự việc không đơn giản, vì vậy vội vàng chạy đi. Cầu vồng trong mưa, cầu vồng trong mưa. Lúc này một ca sĩ đang hát bài Tông An thích nghe nhất, thế nhưng hắn lại không còn chút tâm tình muốn nghe. Hắn nghĩ đến tình huống tên thanh niên tên là Vương Tử Quân kia dùng giọng khí phách nói Chủ tịch Hà phải đến mời cơm tối. Con bà nó, không nên xảy ra chuyện lớn gì đấy chứ. Trong đầu Tông An liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn thật sự cảm thấy không yên, chỉ sau chớp mắt đã chạy về phòng Hồng Trung Phát. Lúc này cửa phòng cũng chưa hoàn toàn khép lại, một khe hở nhỏ xuất hiện, chợt nghe thấy Hồng Trung Phát cười nịnh nọt với Hà Hoè Lương, mà Hà Hoè Lương lại cười nói. Chỉ là một đứa bé mà thôi, đừng động vào nó, nhưng sau này nên cho nó chút mặt mũi. Con trai của Vương Giải Phóng thật sự có chút thông minh nhưng không thật sự phát triển tốt, cũng không quan tâm, nếu anh không nỡ thì có thể mời hắn dùng một bữa cơm. Hà Hoè Lương nói rồi dùng ngón tay gõ bàn tự tin nói. Hơn nữa Vương Giải Phóng cũng không thích con mình đi ra ngoài gây chuyện, đừng nói là tiểu tử kia không dám không nghe lời bố, chỉ sợ nếu sự việc lần này phát sinh sẽ bị đánh đòn. Tông An nghe thấy Hà Hoè Lương nói bằng giọng điệu như vậy thì chợt thả lỏng một chút, hắn cũng không do dự mà gõ cửa đi vào. Người đâu? Hồng Trung Phát thấy thuộc hạ đi vào thì trầm giọng nói. Tông An nhìn vẻ mặt ông chủ của mình không tốt, hắn cũng rất bồn chồn, thế là không dám chần chừ mà nói. Nhóm người Vương Tử Hoa không chịu bỏ qua. Chủ tịch Hà Hoè Lương vừa rồi mới dạy bảo Hồng Trung Phát một trận, lúc này đang cảm thấy cực kỳ mỹ mãn. Nhưng khi thấy Vương Tử Hoa từng là thuộc hạ cũ của mình không chịu nể mặt, hắn chợt lạnh lẽo nói. Có phải anh chưa nói tôi đang ở đây? Chủ tịch Hà, tôi đã nói rõ ràng với Vương Tử Hoa, nhưng người này không bỏ qua. À, trong đó có một người tên là Vương Tử Quân càng phát ngôn bừa bãi, nói là bọn họ đang muốn đi ăn khuya, yêu cầu ngài mời khách. Tông An có chút do dự, sau đó nói ra lời Vương Tử Quân. Ép một vị phó chủ tịch thường vụ thành phố mời đi ăn khuya. Người này cũng quá kiêu ngạo rồi. Hồng Trung Phát gần đây có quan hệ tốt với Chủ tịch Hà Hoè Lương, hắn biết rõ khi Hà Lão Gia Tử còn đang đương quyền thì Chủ tịch Hà cũng là người hoành hành ngang ngược, căn bản chưa từng chịu hại bao giờ. Con bà nó, cái quái gì vậy? Dám nói như vậy với Chủ tịch Hà sao? Chủ tịch Hà, nếu không tôi cho vài tên sang cho thằng kia một bài học nhé. Hồng Trung Phát dùng giọng cực kỳ trung thành tận tâm như một vị thần phục tùng hoàng đế để nói với Hà Hoè Lương. Có bà nó, anh cũng đừng gây phiền toái cho tôi. Hà Hoè Lương trước nay rất ít lớn tiếng nói tục, bây giờ lại hung hăng nói một câu, điều này làm cho khí độ vừa rồi của hắn chợt tan biến sạch sẽ. Hồng Trung Phát nhìn thấy ông chủ của mình tức giận, hắn lập tức cảm thấy may mắn vì mình phản ứng nhanh, nếu không Chủ tịch Hà thật sự nổi giận thì hắn cũng không thể nào chịu đựng được. Đúng, con bà nó Vương Tử Quân, dù ỷ vào Vương gia cũng không nhìn xem trước mắt là ai, Chủ tịch, tôi sẽ đi ra tay. Cút, con bà nó anh cút đi ngay, ai cho anh đối phó với Vương Tử Quân. Chủ tịch Hà ném ly rượu về phía Hồng Trung Phát, trên mặt là vài phần dữ tợn. Hồng Trung Phát bị ném ly rượu lên người, tuy không phải rất đau nhưng rượu lại dây lên người. Lúc này hắn không dám nhúc nhích, hắn đứng thẳng người nơi đó chờ đợi Chủ tịch Hà Hoè Lương cho ra chỉ thị tiếp theo. Hà Hoè Lương là một người chỉ mất vài năm để có thể phát triển quật khởi ở thành phố Giang Thị, đây là một vị chủ tịch rất có thực quyền và thực lực. Tất nhiên Hồng Trung Phát sẽ không tin Chủ tịch Hà sẽ là người lỗ mãng. Biểu hiện của Chủ tịch Hà với Vương Tử Hoa và Vương Tử Quân là hoàn toàn khác biệt, Hồng Trung Phát có thể cảm nhận được điều này, thế cho nên hắn cảm thấy Vương Tử Quân không phải là nhân vật tầm thường, phải là một cánh cửa sắt rất lớn. Sợ rằng sự kiện lần này xảy ra cũng là mình đá vào một tấm sắt dày. Hồng Trung Phát không dám lên tiếng, đám người trong phòng càng không dám nói lời nào, tên mập trước đó đã đến gặp Vương Tử Hoa lại càng tỏ ra không yên. Vì lúc này hắn chợt nhớ đến tình huống khi đi gặp Vương Tử Hoa, Vương Công Tử nói anh mình muốn cô ca sĩ kia phát triển lành mạnh, chứ không phải là chính Vương Công Tử múa như vậy. Khi đó tên mập tỏ ra có chút coi thường, căn bản không phân biệt rõ ràng, trực tiếp nói với lãnh đạo đó là lời của Vương Tử Hoa. Nếu nói đó là lời của anh Vương Tử Hoa, chỉ sợ sự việc sẽ không đến nước này. Tuy tên mập thầm nghĩ như vậy nhưng cũng không ngốc nói ra. Tuy khi đó hắn nói là Vương Tử Hoa hay anh của Vương Tử Hoa thì kết quả cũng không có gì thay đổi, thế nhưng hắn cũng không muốn mình chạy ra làm kẻ thế tội. Không thể nói, dù đánh chết cũng không thể nói. Khi tên mập đang cố gắng hạ quyết tâm, Chủ tịch Hà Hoè Lương chợt suy nghĩ rõ ràng, hắn nói với Hồng Trung Phát.
Chuyện này đã xảy ra như vậy thì xem như dừng lại, anh đến xin lỗi Vương công tử, nói sự việc hôm nay là anh Hà tôi lỗ mãng. Anh Hà lỗ mãng, đây rõ ràng là có ý chịu thua, là nhận sai sao? Hồng Trung Phát đi theo Hà Hoè Lương đã rất lâu, thật sự lần đầu tiên thấy lãnh đạo có biểu hiện như vậy. Vương Tử Quân và Vương Tử Hoa chỉ khác nhau một chữ, tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Chủ tịch Hà, tôi thấy hay là bỏ qua chuyện xin lỗi đi. Hồng Trung Phát dò dự một chút rồi khẽ nói. An Hồng, tôi đã nói anh lắm lời làm gì? Nói ít một chút cũng không chết người. Hà Hoè Lương nói rồi đứng lên khỏi ghế, lại đi về phía trước hai bước với bộ dạng có hơi tập tễnh. Lúc này hắn cảm thấy mình ăn thịt uống rượu của người ta, bây giờ dù sao cũng mang danh là ông chủ của người ta, chính mình cũng không nên chửi mắng bọn họ như thuộc hạ của mình, thế là hắn trầm giọng nói. Anh Hồng, anh ở thành phố Giang Thị chưa lâu, có thời gian nên tìm hiểu về những việc trước kia, đặc biệt là về vị chủ tịch tiền nhiệm. Về vị chủ tịch tiền nhiệm, Hồng Trung Phát nghĩ đến những lời này của Hà Hoè Lương mà vẻ mặt chợt biến đổi. Hắn dù không biết nhiều về vị chủ tịch trước đó của thành phố Giang Thị, nhưng cũng biết tin vị chủ tịch kia đắc tội với một người nào đó mà bị đốn ngã. Rất nhiều người nói về chuyện này thì tỏ ra rất bí hiểm, chẳng phải là... Nếu thật sự là người kia thì chính mình không thể đắc tội được. Hồng Trung Phát tuy là người cuồng vọng nhưng cũng hiểu nông sâu thế nào, hắn biết rõ có những người mình thích làm gì thì làm, có những người mình không thể động vào. Nếu Vương Tử Quân thật sự là người kia, đây tuyệt đối là nhân vật không thể động vào. Chủ tịch Hà, tôi hiểu rồi, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý mỹ mãn. Hồng Trung Phát đồng ý một tiếng, hắn định đi ra ngoài, nhưng khi xoay người lại dừng bước nói. Chủ tịch Hà, đám người kia cũng có tố chất không tệ, hay là anh? Hôm nay tôi mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước. Hà Hoè Lương khoát tay áo rồi đi ra ngoài, khi hắn đi đến bên cửa thì dừng lại nói. Nếu nhóm Vương Tử Quân muốn đi ăn khuya, anh sắp xếp cho bọn họ. Vương Tử Quân ngồi trước bàn làm việc, dù hắn đang xem văn kiện nhưng trong lòng lại nghi về những gì xảy ra trong hai ngày qua ở thành phố Giang Thị. Tuy Vương Tử Quân là một chủ tịch thành phố, cũng không có người nào dám kiểm tra xem hắn có đi làm hay không. Thế nhưng sáng sớm thứ ba sau ngày mừng thọ của ông cụ, hắn cùng Thái Thần Bân phải chạy về thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân rời khỏi thành phố Giang Thị, hắn thấy trong mắt Mạc Tiểu Bắc là cái nhìn không muốn xa rời, hắn cũng không muốn rời xa nàng. Thế nhưng khi nhìn gương mặt quật cường của nàng, hắn không đành lòng muốn tăng thêm áp lực cho vợ mình. Đối với Vương Tử Quân thì tốt nhất là lúc này Mạc Tiểu Bắc rời khỏi cương vị đến thành phố Đông Bộ làm một người vợ hiền nấu cơm nấu nước cho mình. Nhưng hắn là người bận rộn. Mạc Tiểu Bắc lại là người khá buồn bực, nếu cứ để nàng ở nhà chờ đợi một mình. Cuối cùng Vương Tử Quân phủ định ý nghĩ của mình, vẫn cho Mạc Tiểu Bắc bay lượn theo sở thích của nàng. Nghĩ đến tình huống rời đi, trên mặt Vương Tử Quân xuất hiện nụ cười. Vương Tử Quân nghĩ đến Mạc Tiểu Bắc thì không khỏi xuất hiện hình bóng của Liêu An Như, hắn thật sự không ngờ đến cung văn hóa thành phố Giang Thị lại gặp nàng. Trong ngày hai người gặp mặt, bọn họ chỉ đơn giản nói vài câu. Sau khi Hồng Trung Phát nói lời xin lỗi và mời đi ăn khuya, bọn họ phải tách ra. Sau này mình còn cơ hội gặp lại cô ấy không? Vương Tử Quân chợt xuất hiện ý nghĩ như vậy. Mỗi người đều có con đường của mình, không ai có thể làm chủ cho con đường của người khác, chính mình cũng là như vậy. Tút tút tút. Chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn dãy số, là điện thoại của Tần Hồng Cẩm. Chồng, hai ngày qua thế nào? Giọng điệu dịu dàng của Tần Hồng Cẩm làm cho tâm tình buồn bực của Vương Tử Quân nhanh chóng tươi tỉnh, quan hệ giữa hắn và Tần Hồng Cẩm đã không còn dùng hai từ tình nhân để miêu tả nữa rồi. Trong cảm giác của mình, Vương Tử Quân cảm thấy Tần Hồng Cẩm như một người bạn tốt, như một tri kỷ, còn là... Thật sự rất vui. Vương Tử Quân khẽ cười rồi thản nhiên nói. Em cũng cảm thấy chồng sẽ rất vui vẻ, được ở cùng vợ lớn xinh đẹp dịu dàng như nước, mỗi ngày đều mơ màng, hàng đêm có da thịt thân cận. Anh em, không vui vẻ với là lạ ấy chứ. Tần Hồng Cẩm liên tục thay đổi cách xưng hô với Mạc Tiểu Bắc, trong giọng điệu có vài phần ghen tuông. Vương Tử Quân nghe những lời ghen tuông của Tần Hồng Cẩm thì khẽ cười nói. Anh cũng nhớ em, bây giờ anh cũng rất mệt, không bằng em đến giúp anh đi. Hừ, anh hay lắm, khi không có chính cung nương nương thì mới nghĩ đến em sao. Anh nghĩ rằng em là người luôn ở bên cạnh, lúc nào cũng có thể lấp đầy chỗ trống sao. Hừ. Em không đi, em chỉ muốn chị vợ cả kia đến tìm anh, đến cho anh hưởng thụ cảm giác sung sướng mà thôi.
Tần Hồng Cẩm nói lời trêu chọc làm cho Vương Tử Quân chợt nghĩ đến bộ dạng lúc nàng mặc một bộ nội y màu đỏ, hắn cảm nhận được phản ứng của cơ thể mình, thế là không khỏi nói. Em thành thật nghe lời cho anh, mau đến chỗ này, anh sẽ có phần thưởng, nếu không thì mông nở hoa đấy. Hừ, chỉ sợ không nỡ mà thôi. Tần Hồng Cẩm khẽ cười một tiếng yêu kiều, sau đó khẽ nói. Chồng, ông thích món quà của em đấy chứ? Thích, nói rằng không thu cháu uổng phí. Vương Tử Quân học theo giọng điệu của ông mình, dùng giọng chậm gì gì nói. Anh đấy, lúc nào chỉ muốn chọc cho em vui. Tần Hồng Cẩm tuy nói lời hờn dỗi nhưng lại tràn đầy vui mừng, rõ ràng nàng rất vui khi được ông cụ khích lệ như vậy. Sau khi nói chuyện thêm vài câu với Tần Hồng Cẩm thì Vương Tử Quân chuyển chủ đề sang tập đoàn Quân Thành, gần đây hắn căn bản không quá quan tâm đến chuyện của tập đoàn Quân Thành, nhưng mỗi khi có chuyện gì khó giải quyết thì hắn lại là tham mưu cho Tần Hồng Cẩm. Chồng, anh nói xem em có nên mở một công ty điện ảnh truyền hình không? Sau khi Tần Hồng Cẩm báo cáo tình hình phát triển của tập đoàn Quân Thành cho Vương Tử Quân, sau đó nàng đột nhiên đổi giọng nói. Mở công ty điện ảnh truyền hình, không phải Tần Hồng Cẩm nghe ra chút tin tức nào đấy chứ? Trong lòng Vương Tử Quân chợt xuất hiện hình bóng của Liêu An Như, hắn có chút trầm ngâm. Tại sao em lại có ý nghĩ này? Vì có một công ty điện ảnh truyền hình kinh doanh không tốt, muốn chuyển nhượng lại, em cảm thấy công ty của bọn họ rất có tương lai, vì vậy muốn tiếp nhận để đầu tư phát triển. Tần Hồng Cẩm lúc này giống như không còn là bà chủ tập đoàn Quân Thành nắm tiền tỷ trong tay, nàng giống như biến thành một cô vợ đang nài nỉ chồng mua món hàng gì đó. Vương Tử Quân nghe nói không liên quan đến Liêu An Như thì thở hắt ra một hơi, sau đó hắn nói. Cũng không phải không thể mở công ty điện ảnh truyền hình, nhưng cần Hát Perry bồi dưỡng một ngôi sao sáng làm cho người ta hâm mộ cuồng nhiệt. Chồng, anh cũng đừng nhìn người ta bằng ánh mắt như vậy chứ, em không những muốn làm cho công ty phát triển tốt, còn muốn bồi dưỡng một ngôi sao làm cho anh nhìn vào chảy nước miếng. Anh cũng mỏi mắt mong chờ. Vương Tử Quân thoải mái dựa lên ghế salon, hắn cười hì hì nói, khi hai người đang nói chuyện ngọt ngào thì có người gõ cửa. Có người đến, chúng ta nói chuyện sau vậy. Vương Tử Quân khẽ nói với Tần Hồng Cẩm, sau đó cúp điện thoại. Chào Chủ tịch Vương. Khi thấy người đến thì Vương Tử Quân có hơi nhíu mày, nhưng trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười. Thư ký trưởng Nguyên Thương, anh có chuyện gì sao? Thái Nguyên Thương nhìn gương mặt đầy nụ cười của Vương Tử Quân, lúc này trong lòng hắn thật sự tràn đầy không yên và bất an. Hắn đang ở trên vị trí bị ghẻ lạnh, có thể nói là căn bản không muốn đến gặp Vương Tử Quân, nhưng hắn là phó thư ký trưởng, có những chuyện xảy ra cần đến báo với Chủ tịch. Chủ tịch Vương, hai ngày trước phòng giám sát thị ủy tiến hành kiểm tra ngầm về tác phong cơ quan đơn vị, bọn họ phát hiện ở trong khu văn phòng khối chính quyền có người chơi bài trong giờ làm việc. Thái Nguyên Thương dùng giọng bất an đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Điều tra ngầm về tác phong công tác của cán bộ cơ quan đơn vị. Vương Tử Quân nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ sự việc không chỉ là đơn giản như vậy. Nếu chỉ có người chơi bài thì Thái Nguyên Thương là phó thư ký trưởng có thể xử lý, căn bản không cần báo cáo với một chủ tịch như mình làm gì. Thái Nguyên Thương chờ Vương Tử Quân đặt câu hỏi, nhưng khi thấy Vương Tử Quân không có phản ứng thì trên người càng vã mồ hôi. Chủ tịch đã không nói lời nào thì hắn phải nói tiếp. Hắn đã lĩnh giáo được sự lợi hại của Chủ tịch Vương Tử Quân, hắn cũng không dám qua loa. Chủ tịch Vương, khối chính quyền chúng ta yêu cầu cho ra xử lý nghiêm túc với những nhân viên đánh bài trong giờ làm việc, nhưng phòng giám sát thị ủy lại nói muốn tiến hành phê bình, dùng nó để đạt đến mục đích cảnh cáo cán bộ. Vương Tử Quân làm Chủ tịch thành phố Đông Bộ chưa được vài ngày. Nhưng trong thời gian vài ngày này lại xuất hiện tình huống nhân viên vì tác phong công tác có vấn đề mà bị thông báo phê bình. Nếu người chủ đạo sự kiện này là Vương Tử Quân, sẽ có người nói Chủ tịch Vương đang chỉnh đốn tác phong công tác của khối chính quyền thành phố, nhưng sự kiện này lại không phải do Vương Tử Quân chủ đạo, mà là do phòng giám sát thị ủy thực hiện. Chỉ là một thông báo phê bình nho nhỏ nhưng sẽ làm cho người ta liên tưởng đến nhiều thứ. Đầu tiên là người ta sẽ dễ dàng nghĩ rằng Vương Tử Quân là chủ tịch thành phố mà không quản người của mình cho tốt, không đủ năng lực khống chế khối chính quyền thành phố. Đi làm mà đánh bài thì phải xử lý cho thật nghiêm túc. Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên bàn, ánh mắt nhìn lên người Thái Nguyên Thương. Nguyên Thương, chuyện này anh làm chủ đạo, hỗ trợ phòng giám sát thị ủy, xử lý sao cho thật tốt. Xử lý cho tốt, xử lý thế nào cho tốt. Nếu như bây giờ chủ tịch thành phố là Nhâm Sương Bình, Thái Nguyên Thương nhất định sẽ xử lý cực kỳ lo lắng. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân là chủ tịch thành phố, đối phương lại cho mình đi xử lý vụ này,
không phải muốn mượn nhờ cơ hội lần này mà đá mình ra khỏi văn phòng khối chính quyền đấy chứ. Thái Nguyên Thương càng nghĩ càng thấy sự việc xảy ra theo chiều hướng như vậy, hắn đã có kết luận Vương Tử Quân muốn lợi dụng chuyện này để đẩy một con phượng hoàng như mình rời khỏi núi. Thế là hắn sinh ra cảm giác vò sứt lại mẻ, trên người càng vã mồ hôi, càng thêm chứng thực suy đoán của mình. Chủ tịch Vương, phòng giám sát cho ra thông báo, nói là ý kiến của thư ký trưởng văn phòng thị ủy, anh xem tôi có nên nói trước một câu với thư ký trưởng văn phòng thị ủy không? Thái Nguyên Thương nói rồi nhìn về phía Vương Tử Quân, hắn không phải kẻ ngu, hắn biết rõ đáng chết nhất chính là bản thông báo, nếu không thông báo thì căn bản sẽ chẳng có vấn đề gì. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt lấp lánh của Thái Nguyên Thương, hắn nào không rõ đối phương đang nghi gì. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, Vương Tử Quân khẽ cười nói. Nguyên Thương, chuyện này tôi ủy quyền cho anh là một thư ký trưởng có tư cách trong văn phòng khối chính quyền thành phố, tôi tin anh có thể xử lý tốt sự kiện này. Còn chuyện liên quan đến thư ký trưởng văn phòng thị ủy, anh nhất định phải thông báo cho thư ký trưởng văn phòng thị ủy, bây giờ công tác cơ quan có chút lơ là, khối chính quyền muốn hỗ trợ phòng giám sát điều tra rõ ràng, tăng cường công tác kiến thiết tác phong của cơ quan đơn vị. Thái Nguyên Thương nhai nuốt từng câu từng chữ của Vương Tử Quân, hắn chợt hiểu ý của Chủ tịch Vương Tử Quân. Đây chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, thế nhưng hắn lại cảm thấy nó che giấu rất nhiều thứ. Chính mình bị Vương Tử Quân đặt lên đỉnh đối kháng, chờ đợi mình sẽ là thứ gì? Thái Nguyên Thương thật sự cảm thấy rất phiền, vô tình hắn cảm thấy mình đứng trên vách núi treo leo, bốn phía là vách núi, chỉ cần không cẩn thận sẽ rơi xuống thịt nát xương tan. Thái Nguyên Thương thầm sợ hãi, hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng hắn còn chưa nói thì Vương Tử Quân đã lên tiếng. Thư ký trưởng Nguyên Thương, ban ngành khối chính quyền vừa mới chỉnh hợp, có vài công tác dù là tôi hay chủ tịch Chí Trường cũng không quá rõ ràng. Anh là thư ký trưởng lâu năm, là thư ký trưởng có tư cách, anh cần dũng cảm gánh lấy những gì đang xảy ra gần đây ở khối chính quyền thành phố. Mọi người đều nói Thái Nguyên Thương anh là người có năng lực, anh cũng không nên để lời đó chỉ xuất hiện trên miệng mọi người. Anh cần phải dùng hành động thực tế để chứng minh. Sự thật dù sao cũng có sức thuyết phục hơn dư luận chứ. Anh nói xem có đúng không? Vương Tử Quân đến gần Thái Nguyên Thương rồi khẽ vỗ vai đối phương nói. Nguyên Thương, anh có thể đảm đương trọng trách vào lúc này, tôi tin anh có năng lực như vậy. Gánh vác trọng trách, bây giờ Thái Nguyên Thương là phó thư ký trưởng xếp hàng đầu ở khối chính quyền thành phố, vậy vị trí quan trọng hơn nữa chính là thư ký trưởng. Nếu như Nhâm Sương Bình không rơi đài thì hắn sẽ tiến cấp, chứ phụ thư ký trưởng sẽ là ván đóng thuyền, cơm trong tay. Nhưng sau khi vị trí chủ tịch thay đổi là Vương Tử Quân, trong khu văn phòng khối chính quyền thành phố căn bản không còn ai coi trọng hắn. Thái Nguyên Thương là người của Nhâm Sương Bình, hắn nghĩ rằng mình sẽ bị điều đến công tác ở khối hội đồng nhân dân hay mặt trận tổ quốc gì đó, cũng đã có sẵn chuẩn bị. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân lại lên tiếng như vậy, ý nghĩa quá sâu sắc. Chỉ sau nháy mắt đã làm cho hắn thấy hy vọng. Chương 517, nhắc đến cao độ, tăng cường chỉnh đốn. Chủ tịch Vương nhắc đến vị trí quan trọng hơn, chẳng lẽ là chủ tịch Vương muốn dùng mình? Thái Nguyên Thương nghĩ đến đây thì trái tim chết lặng chợt trở nên linh hoạt, trong mắt lóe lên tia sáng hy vọng. Thái Nguyên Thương là người cực kỳ có quyết tâm muốn bỏ lên cao trong quan trường, hắn có thể nói cực kỳ nhạy cảm với những cơ hội có thể làm cho mình tiến lên. Nếu như là người khác lên tiếng thì hắn sẽ phỏng đoán và xem xét nhiều hơn, suy xét cho thật sự cẩn thận, thế nhưng người nói lúc này là Vương Tử Quân, điều này hoàn toàn khác biệt. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, Chủ tịch Vương là người mà căn bản chưa từng biểu hiện vui buồn hờn giận ra nét mặt, rất ít khi nói lời hảo cảm với người khác, thế nhưng lời nói của Chủ tịch Vương lúc này lại không phải chỉ là hảo cảm bình thường, điều này làm cho Thái Nguyên Thương càng thêm tin tưởng hơn. Thái Nguyên Thương nghĩ như vậy. Hắn tự nhận mình vẫn còn giá trị lợi dụng. Hơn nữa sau khi Vương Tử Quân đi vào thành phố Đông Bộ thì danh tiếng liên tục tăng trưởng mạnh mẽ, tuy hắn là người của Nhâm Sương Bình nhưng lại cực kỳ bội phục Vương Tử Quân. Thái Nguyên Thương cảm thấy đây là cơ hội biểu hiện của mình, hắn chỉ cần có thể nắm bắt cơ hội lần này, như vậy sẽ có thể xoay người thật mạnh. Dù hắn không thể tranh thủ được vị trí thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố, thế nhưng cũng sẽ được Chủ tịch Vương ủy thác trách nhiệm. Chủ tịch Vương, ngài cứ yên tâm. Tôi sẽ tuyệt đối không làm cho ngài thất vọng. Thái Nguyên Thương trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt có thêm vài nguồn sáng tươi vui của Thái Nguyên Thương, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Sau khi khuyến khích Thái Nguyên Thương thêm vài câu, hắn để cho đối phương rời khỏi phòng. Chủ tịch Vương, Triệu Quốc Lương chờ Thái Nguyên Thương đi ra thì khẽ đẩy cửa đi vào,
hắn vừa thu dọn trà nước của Thái Nguyên Thương vừa khẽ nói. Vừa rồi Bí Thư Đồng gọi điện thoại, nói là giữa trưa anh có thời gian không? Bí Thư Đồng muốn cùng anh dùng cơm ở canteen. Canteen thị ủy chủ yếu dành cho những cán bộ giữa trưa không về nhà và buổi tối ở lại tăng ca, thức ăn không đắt nhưng hương vị lại bình thường. Đại đa số thời điểm thì các vị thường ủy và chủ tịch thành phố sẽ không dùng cơm ở canteen. Sáng nay tôi có hoạt động xã giao nào không thể không đi nào không? Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó hắn khẽ hỏi Triệu Quốc Lương. Phó chủ nhiệm Tề của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Sơn Nam sẽ dẫn đoàn xuống thành phố Đông Bộ kiểm tra thị sát, giữa trưa sắp xếp ở khách sạn Đông Bộ, chủ nhiệm Triệu của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình thành phố đã gọi điện thoại đến vài lần, muốn ngài tự mình đến. Triệu Quốc Lương cúi đầu suy nghĩ rồi khẽ nói. Vương Tử Quân cầm bút lên vẽ hai đường trên giấy, sau đó nói với Triệu Quốc Lương. Gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch Chí Trường, nói anh ấy thay tôi tham gia bữa tiệc vào buổi trưa. Vâng. Triệu Quốc Lương vốn cho rằng với phong cách của Chủ tịch Vương, nếu có sắp xếp gì đó vào buổi trưa sẽ từ chối lời mời của Bí Thư Đồng. Tuy hai người vừa mới nhập gánh công tác, thế nhưng giữa hai người có thể nói là không thể hài hòa. Đặc biệt là sự kiện Bí Thư Đồng giúp Phạm Bằng Phi tiếp nhận vị trí Chủ tịch thành phố, Chủ tịch Vương nhất định sẽ có ý kiến sâu sắc với Bí Thư Đồng. Triệu Quốc Lương rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, chuyện đầu tiên hắn cần làm là gọi điện thoại cho thư ký của Đồng Quốc Khánh. Vì hai vị lãnh đạo có chút khúc mắc với nhau, thế cho nên Triệu Quốc Lương cũng căn bản không quá khách khí với vị thư ký đệ nhất thị ủy kia. Hai bên nói vài câu thăm hỏi, sau đó nói thêm vài câu không đến nơi đến chốn, cuối cùng kết thúc cuộc điện thoại. Khi Triệu Quốc Lương gọi điện thoại đến cho người phụ trách canteen sắp xếp món ăn, lúc này thư ký của Đồng Quốc Khánh đi đến gõ cửa phòng làm việc của bí thư. Đồng Quốc Khánh đang ngồi trong phòng, hắn ngồi sau bàn làm việc của mình. Trên ghế salon bên bàn trà chính là vị thư ký trưởng văn phòng thị ủy vừa mới nhận chức, là Đảng Hằng. Bí thư Đồng, vừa rồi phía Chủ tịch Vương đã có phản hồi, nói rằng giữa trưa Chủ tịch Vương có thời gian rảnh. Vị thư ký này của Đồng Quốc Khánh vừa được chọn lựa vào bổ nhiệm thời gian gần đây, thế cho nên ăn nói cực kỳ chú ý và cẩn thận. Đồng Quốc Khánh khẽ gập đầu và khoát tay áo với thư ký của mình. Viên thư ký cũng không nói nhiều, sau khi châm trà cho hai vị lãnh đạo thì rời khỏi phòng. Thư ký trưởng đảng, hai ngày qua xem xét tư liệu thấy thế nào? Đồng Quốc Khánh mở văn kiện trên bàn ra xem, sau đó cười nói với Đảng Hằng. Đảng Hằng khi còn là trưởng ban ở phòng tổ chức tỉnh ủy thì luôn đi cùng Đồng Quốc Khánh, có thể nói chính Đồng Quốc Khánh là người đề bạt hắn thượng vị. Lúc này lãnh đạo lại tiếp tục đề bạt hắn, kéo hắn từ phó chủ tịch tỉnh ủy xuống thành phố Đông Bộ nhận công tác. Vì rất thân thuộc với Đồng Quốc Khánh, vì vậy khi Đảng Hằng nói chuyện với bí thư Đồng cũng không có quá nhiều cố kỵ. Hắn nâng ly nước uống một ngụm, sau đó cười nói. Bí thư Đồng, khi còn công tác trên tỉnh tôi đã nghe nói vị phó bí thư chủ trì công tác của tỉnh đoàn thật sự rất tài năng. Nhưng hai ngày qua tôi xem qua tư liệu, tôi cảm thấy chủ tịch Vương của chúng ta không chỉ là có chút tài năng mà thôi. Đồng Quốc Khánh dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn và khẽ gật đầu với Đảng Hằng. Hắn rất tán thưởng Đảng Hằng, vì người này còn trẻ, tư tưởng lại nhanh nhạy, ý nghĩ vượt trội. Cũng vì những nguyên nhân này mà Đồng Quốc Khánh trở thành bí thư thị ủy Đông Bộ, sau đó hắn nhất quyết điều Đảng Hằng đến làm thư ký trưởng cho mình. Thư ký trưởng đảng, không cần phải che giấu tôi, vị chủ tịch Vương này không phải chỉ có chút tài năng, thậm chí tôi đã chịu nhiều thiệt thòi trong tay anh ta. Đồng Quốc Khánh nở nụ cười tự giễu, sau đó uống một hớp trà rồi nói tiếp. Tôi đưa Chí Trường đến khối chính quyền làm phó chủ tịch thường vụ, lại không ngờ vị chủ tịch Vương này ra tay còn hay hơn. Trực tiếp sắp xếp một vị phó bí thư sau lưng tôi. Hi hi, bây giờ xem như bên cạnh ai cũng có người của đối phương. Bí thư Đồng, dù thế nào thì ngài cũng là bí thư thành phố Đông Bộ, điều này thật sự không thể nghi ngờ. Đảng Hằng thật sự suy xét và rất tán thưởng lời nói của bí thư Đồng, sau đó hắn khẽ nói. Ánh mắt Đồng Quốc Khánh nhìn thoáng qua Đảng Hằng, khi thấy Đảng Hằng nở nụ cười như có như không, trong lòng chợt sinh ra cảm giác tri âm. Hắn cười lên ha hả nói. Thư ký trưởng đảng, xem ra tôi đưa cậu từ phòng tổ chức tỉnh ủy xuống thành phố Đông Bộ là rất đúng. Đúng vậy, dù sao tôi cũng là bí thư thị ủy, là lãnh đạo đứng đầu thành phố Đông Bộ này, có một số ưu thế mà dù là người có thủ đoạn mạnh mẽ cũng tuyệt đối không thể nào xóa đi được. Đồng Quốc Khánh nói xong thì cười rất lớn, cực kỳ tự tin, giống như chút thất bại trước đó thật sự không làm cho hắn sinh ra cảm giác thất bại. Đảng Hằng hiểu ý của Đồng Quốc Khánh. Đồng Quốc Khánh cũng tiết lộ một chút ý nghĩ của mình với Đảng Hằng.
Thế cho nên Đổng Quốc Khánh sắp cho ra một vài hành động liên tiếp, đảng hằng thầm đồng ý với những hành động đó của lãnh đạo. Ưu thế trên vị trí tuyệt đối không phải là thứ mà thủ đoạn mạnh mẽ có thể triệt tiêu được. Căn tin nằm sau khu văn phòng khối chính quyền thành phố, là một tòa nhà 2 tầng. Trước kia nơi đây chính là phòng họp của thị ủy, nhưng sau này 2 khối đảng ủy chính quyền đều xây khu văn phòng mới, thế là căn nhà kia lui ra khỏi lịch sử chính trị thành phố Đông Bộ. Sau này phòng quản lý sự vụ cơ quan thấy bỏ đi như vậy là có hơi lãng phí, thế nên biến nó thành căn tin. Giữa trưa đến căn tin dùng cơm thường là những nhân viên bình thường không uống rượu, đối với những người này thì buổi trưa chạy tới chạy lui tốn thời gian không bằng ăn cơm ngay tại đây rồi về phòng làm việc nghỉ ngơi một giấc cho thoải mái. Ôi, anh Trần, hôm nay là ngày gì? Vì sao các món ăn lại trở nên thịnh soạn thế này? Vương Quân Thần là nhân viên công tác của khoa tin tức của khối chính quyền thành phố, hắn là khách quen của căn tin. Vị cán bộ trẻ là sinh viên tốt nghiệp một trường đại học hàng hiệu ở tỉnh bạn đang ở vào trạng thái một người ăn no cả nhà không đói bụng, thế nên một ngày 3 bữa trên cơ bản đều giải quyết ở căn tin, sau khi đến đây nhiều lần thì xem như làm quen được với các đầu bếp căn tin. Đám người ăn cơm ở căn tin thường chỉ muốn no bụng, nếu nói muốn được ăn món ngon thì rõ ràng là hy vọng xa vời. Ví dụ như món rau xào thịt, tuyệt đối chỉ thấy rau mà không thấy thịt, nhưng nấu nướng như vậy cũng có một chỗ tốt, chính là ăn nhiều rau sẽ có lợi. Mà giá cả lại rẻ. Dù món ăn không ngon mà rẻ, nhưng mỗi ngày đều phải dùng cơm ở căn tin cũng làm cho Vương Quân Thần thầm sinh ra oán hận với cơm ở nơi này, thế cho nên mỗi lúc đến giờ cơm đều giống như đi chịu tội. Vương Quân Thần nhìn anh Trần gắp cho mình một phần cơm đầy thịt kho tàu, có cả thịt dê, làm hắn cảm thấy rất quái lạ. Hình như hắn cũng không tăng tiền đóng cho căn tin, vì sao món đậu xào thường ngày lại biến thành thịt kho tàu thế này? Vương Quân Thần vừa nuốt nước miếng vừa nhìn thoáng qua đầu bếp Trần, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Theo lời miêu tả của Vương Quân Thần thì anh Trần thật sự là hảo hán, thân cao 1m8, cao to vạm vỡ. Nhưng một người đàn ông cực kỳ vạm vỡ như vậy cũng không phải cưỡi ngựa bắn cung, anh Trần mỗi ngày chỉ thích cuộc sống vui tươi hớn hở, suốt ngày liên hệ với dao và thớt. Cứ ăn đi, có chết đâu. Anh Trần nói lời vui đùa, sau đó đưa phần cơm cho Vương Quân Thần rồi cười mắng. Hừ, có thức ăn ngon thì cứ ăn, nào có người hỏi nhiều như vậy. Vương Quân Thần nhìn thấy nụ cười thần bí của anh Trần, hắn không khỏi nhớ đến một sự kiện, hôm trước khi nói chuyện vui đùa với nhau, một chị gái ở phòng nhân sự nói anh Trần thấy Vương Quân Thần khá tốt, điều này có phải là nguyên nhân? Có phải là muốn gả con gái cho mình rồi không? Lúc đó Vương Quân Thần thầm vui mừng, hắn ưỡn ngực nghỉnh mặt, bản thân hắn căn bản không từ chối ai, chỉ cần là người đẹp là hoan nghênh. Bây giờ hắn thấy nụ cười tủm tỉm của anh Trần, lại thấy phần ăn của mình ngon hơn thường ngày, thế là thầm nghĩ, chẳng lẽ tin đồn kia là thật. Một người cao 1m8 vạn vỡ khủng bố như anh Trần nếu có con gái thì thế nào, mình sao có thể khống chế được. Vương Tử Quân nghĩ đến điều này mà cảm thấy toàn thân phát run. Những chuyện này đối với một người có chỉ số thông minh cao như Vương Quân Thần, nhất định phải bóp chết ngay từ trong trứng nước. Đầu bếp Trần, nếu chuyện này nói không rõ ràng, tôi cũng không ăn. Vương Quân Thần dù đã 2 ngày không ăn thịt, bụng dạ đang thầm kêu khóc không ngừng, nhưng hắn là một thanh niên sống có nguyên tắc, hắn cũng không muốn ăn không của người ta. Người xếp hàng phía sau đã sớm nhìn thấy món thịt kho tàu, vừa nghe thấy Vương Quân Thần lên tiếng thì nói ngay. Không ăn sao, không ăn thì nhịn đói. Chúng tôi còn vội vàng dùng cơm, đừng làm ảnh hưởng đến chúng tôi. Anh Trần và Vương Quân Thần có quan hệ không tệ, thấy Vương Quân Thần cứ mãi kiên trì thì hắn lên tiếng. Đối với căn tin chúng tôi thì hôm nay là ngày vui, hôm nay Bí Thư Đổng và Chủ tịch Vương đến căn tin dùng cơm. À, ra là như vậy. Vương Quân Thần chợt thở dài một hơi, hắn lập tức không quan tâm đến hình ảnh cô gái vạm vỡ như anh Trần trong đầu mình. Thế là hắn nhìn về phía mâm cá chiên vàng ở phía bên kia, lại nở nụ cười cực kỳ thuần khiết nói. Đầu bếp Trần, ăn hết thịt sao không có cá cho được. Cho thêm 2 con cá đi. Hừ, đúng là... Anh Trần chỉ vào Vương Quân Thần, sau đó vẫn lấy cho đối phương 2 con cá. Vương Quân Thần nhìn 2 con cá vàng ươm và đang định cảm ơn, lúc này căn tin ồn ào chợt trở nên tĩnh lặng, đám cán bộ nhân viên ăn cơm ở căn tin bình thường chỉ thích vừa ăn vừa bàn luận, bây giờ ai cũng giống như bị ếm bùa, kẻ nào cũng ngậm miệng lại, cúi đầu dùng cơm. Vương Quân Thần chợt cảm thấy rất khó hiểu, nhưng hắn dù sao cũng công tác ở khối chính quyền thành phố được 1 năm, 1 năm cũng học được không ít. Mà chủ yếu nhất chính là kinh nghiệm đi theo số đông. Có câu nước cùng nhảy thành dòng, không chảy theo chỉ có chết,
tuy làm vậy cũng không cho ra danh tiếng gì, thế nhưng ít nhất làm như vậy cũng là phương pháp giữ mình sinh tồn của nhân viên công chức. Vương Quân Thần cũng ngậm miệng lại theo mọi người, sau đó hắn đưa mắt nhìn ra cửa, chợt thấy hai người đi vào. Dù Vương Quân Thần chưa từng nói chuyện với hai người kia, thế nhưng mỗi ngày đều được gặp trên TV. Bí thư thị ủy Đồng Quốc Khánh và chủ tịch thành phố Vương Tử Quân hầu như song song đi vào căn tin, Đồng Quốc Khánh đi bên trái, Vương Tử Quân đi bên phải. Trong mắt tất cả mọi người thì bí thư Đồng Quốc Khánh đang cười, chủ tịch Vương Tử Quân cũng đang cười, hai người thật sự giống như đồng tâm đồng đức. Lúc này trên mặt Vương Tử Quân treo nụ cười nhưng trong lòng lại không sảng khoái, vì lần này đi dùng cơm với Đồng Quốc Khánh trên căn bản là thư ký Triệu Quốc Lương của mình phải ra mặt sắp xếp. Dù sao ai cũng không nên chờ ai, vì vậy giả vờ ngẫu nhiên gặp mặt rồi đi đến căn tin dùng cơm. Đám cán bộ phòng quản lý sự vụ cơ quan đã chờ sẵn ngoài cửa căn tin, khi Đồng Quốc Khánh và Vương Tử Quân đi vào thì nhanh chóng tiến lên chào đón. Đi đầu chính là trưởng phòng sự vụ cơ quan Lục Tiến Bình. Khi thấy hai vị lãnh đạo còn đang nói chuyện, hắn thân thuộc lách người đi đến sau lưng hai vị lãnh đạo, sau đó cất bước theo sau. Vương Tử Quân nhìn căn tin vắng lặng như tờ, hắn nhìn về phía Đồng Quốc Khánh rồi cười nói. Bí thư Đồng, chúng ta vào phòng dùng cơm thôi. Ừ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến các đồng chí dùng cơm ở bên ngoài. Đồng Quốc Khánh cười nói, sau đó đi lên lầu 2. Gian phòng có điều hòa được chuẩn bị sẵn có vẻ rất đẹp. Sau khi Vương Tử Quân và Đồng Quốc Khánh ngồi xuống ghế thì một nữ nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng lên 4 món ăn. Một phần thịt kho tàu nấu khá tốt, một phần cá chiên vàng, một phần rau cải xào, một phần nấm xào, nhìn qua cũng thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác thèm ăn. Làm món ăn cho hai vị lãnh đạo như thế nào thì thật sự làm cho đám lãnh đạo phòng quản lý sự vụ cơ quan phải suy nghĩ nát óc. Món ăn không được quá ngon, cũng tuyệt đối không được quá tệ. Nếu muốn ăn sơn hào hải vị thì đến căn tin làm gì? Nhưng nếu làm cho lãnh đạo mất vui, đám lãnh đạo phòng sự vụ cơ quan cũng khó ăn nói với các vị lãnh đạo chủ quản là thư ký trưởng. Cuối cùng Lục Tiến Bình tranh thủ thời gian triệu tập các vị đầu bếp của căn tin, bọn họ thương nghị nhiều lần, cuối cùng mới cho ra khẩu phần cho ngày hôm nay. Căn cứ vào nguyên tắc vừa không đắt đỏ lại vừa làm cho lãnh đạo cảm thấy ngon, trưởng phòng Lục tự mình đặt ra 4 món vào lúc này. Sau đó nữ nhân viên phục vụ chóng dọn chén đũa cho hai vị lãnh đạo, lại đặt trước mặt hai vị lãnh đạo một tô súp thịt bò, cuối cùng rời khỏi phòng ăn. Chủ tịch Tử Quân, anh xem những món ăn này, anh thấy thức ăn ở căn tin cơ quan là thế nào? Đồng Quốc Khánh cầm bánh bao lên cắn một miếng, sau đó cười ha hả nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gắp một miếng thịt kho tàu lên bỏ vào miệng nhai nuốt, hắn hiểu ý nghĩ lời nói của bí thư Đồng Quốc Khánh. Hắn suy đoán được ý nghĩ của đối phương. Dù là như vậy nhưng vẫn nói. Rất không tồi, bí thư Đồng, nếu không thì hai người chúng ta vì thức ăn cho cán bộ cơ quan mà thay nhau trực ban, mỗi ngày có một người đến căn tin dùng cơm, anh thấy thế nào? Ha ha ha! Đồng Quốc Khánh cười vô cùng sảng khoái, Vương Tử Quân có thể đoán được ý nghĩ của mình thế nhưng lại nói bằng giọng điệu ẩn giấu và khôi hài như vậy, thật sự là quá thông minh. Đồng Quốc Khánh đã sớm xem Vương Tử Quân là đối tượng cấp bách cần thu phục đầu tiên trong công cuộc triển khai mở rộng công tác của mình ở thành phố Đông Bộ, hắn chưa từng đánh giá thấp Vương Tử Quân, nhưng Vương Tử Quân trả lời ẩn ý như vậy thật sự làm hắn bất ngờ. Chưa nói đến những gì đang xảy ra vào lúc này, nếu chúng ta thay phiên nhau đến căn tin, chỉ sợ không bao lâu nữa lãnh đạo phòng sự vụ cơ quan sẽ biến thành đầu bếp. Hai người Đồng Quốc Khánh và Vương Tử Quân lên tiếng rồi cùng nở nụ cười. Sau khi buôn chuyện vài câu đơn giản thì hai người bắt đầu chú ý dùng cơm, thế là thức ăn trên bàn liên tục biến mất dưới sự nỗ lực của hai người. Đồng Quốc Khánh ăn thêm hai cái bánh bao nhỏ rồi đặt đũa xuống nói. Chủ tịch Tử Quân, tôi vẫn rất có lòng tin với việc triển khai mở rộng công tác ở thành phố Đông Bộ. Tuy thành phố gần đây xảy ra không ít chuyện, tăng trưởng kinh tế cũng chậm lại, nhưng tôi tin với thực lực của Đông Bộ, chúng ta muốn phát triển mạnh mẽ cũng không phải là không được. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không nói lời nào, chỉ khẽ buông đũa chờ Đồng Quốc Khánh tiếp tục lên tiếng. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi đến dùng cơm ở căn tin, thế nhưng theo phán đoán của tôi thì thức ăn ở đây cũng không thể nào được như lúc này. Nhìn vào sự việc này, chúng ta có thể thấy ở rất nhiều phương diện công tác các đồng chí tuyến dưới chỉ làm cho chúng ta xem, thường chỉ thích bộc lộ mặt tốt, căn bản giấu đi thật kỹ các vấn đề liên quan. Đồng Quốc Khánh trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Tất cả mọi người đang che mặt ôm đàn tỳ bà, đang cố gắng che giấu những thứ không hay. Chúng ta không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này,
muốn thành phố Đông Bộ phát triển thì tôi thấy việc đầu tiên cần phải giải quyết chính là phương diện suy nghĩ. Chúng ta chỉ có thống nhất tư tưởng, mọi người cùng nỗ lực về một hướng, làm việc cùng nhịp, như vậy mới cho ra hiệu suất cao. Chúng ta phải tự động, đoàn kết tập thể, như vậy mới có thể dẫn đầu thành phố Đông Bộ tiến lên con đường cao tốc phát triển mạnh mẽ. Vương Tử Quân lặng lặng lắng nghe lời nói của Đồng Quốc Khánh, trong đầu liên tục vận chuyển. Hắn biết rõ Đồng Quốc Khánh nói hiệu suất cao, tự động, đoàn kết tập thể chính là muốn lấy đối phương làm đầu tàu, muốn quán triệt tư tưởng trong tập thể ban ngành thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân là người hợp tác với Đồng Quốc Khánh không nghĩ như vậy, hắn không hy vọng mình và Đồng Quốc Khánh là nước cùng bầu, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ là người phụ thuộc vào Đồng Quốc Khánh. Làm chủ tịch thành phố, tất nhiên phải phối hợp công tác với bí thư, thế nhưng hắn cũng phải quán triệt và mở rộng ý chỉ của mình trong phạm vi công tác và quyền lực cho phép. Trong suy nghĩ của Vương Tử Quân thì mình chắc chắn phải cùng Đồng Quốc Khánh tìm ra điểm chung công tác, gác lại bất đồng, chứ không phải tạo ra xu thế một người cường thế, một người làm chủ đạo. Sắp tới tôi chuẩn bị mở rộng chuyên đề phát triển ý thức, tăng cường lý niệm phục vụ và tiến tới chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ công nhân viên trong khắp thành phố Đông Bộ. Tôi tin tưởng thông qua hoạt động này thì thành phố Đông Bộ nhất định sẽ xuất hiện một lực hướng tâm mạnh mẽ, sẽ truy cầu phát triển, hăng hái công tác, sẽ tạo ra xu thế tốt trạng thái tốt, bừng bừng khí thế, sẽ thay đổi diện mạo cán bộ thành phố Đông Bộ. Đồng Quốc Khánh dùng giọng chém đinh chặt sắt nói, trong lời nói tràn đầy tin tưởng với hoạt động lần này. Vương Tử Quân lặng lặng lắng nghe, Đồng Quốc Khánh lúc này tuy mở miệng nói về công tác, thế nhưng thực tế chính là muốn nói ra tính toán của mình. Vương Tử Quân cũng không phản đối hoạt động lần này của Đồng Quốc Khánh, hai người bọn họ vừa nhận chức chưa lâu, tiến hành một hoạt động chỉnh đốn tác phong công tác cũng là việc cần phải làm. Bí thư Đồng, tôi thấy điều này là hoàn toàn có thể, nhưng trong lúc triển khai mở rộng công tác cần phải nắm chắc mức độ. Vương Tử Quân chọn lọc ngôn ngữ rất kỹ, nói đúng điểm thì dừng lại. Điều này tôi biết rõ. Đồng Quốc Khánh vung tay lên cười lớn nói. Tôi cũng có vài ý nghĩ về phương diện này. Sau khi nói ra vài sự việc quan trọng thì hai người Đồng Quốc Khánh rơi vào trạng thái trầm mặc. Sau đó bọn họ tiếp tục dùng cơm, cùng húp tô súp thịt bò, sau đó cả hai ăn ý rời khỏi phòng ăn canteen. Nữ nhân viên phục vụ ở bên ngoài hầu hạ thấy hai vị lãnh đạo đi ra thì nhanh chóng tiến lên nghênh đón, nàng khẽ hỏi xem còn yêu cầu gì không. Vương Tử Quân cười cười không nói, Đồng Quốc Khánh lại khoát tay nói. Đồng chí, cứ bận rộn công tác, hai chúng tôi còn chưa đến mức không thể quan tâm được cho chính mình. Đồng Quốc Khánh rời khỏi căn tin rồi nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Tử Quân, tôi có một thùng trà do một người bạn gửi đến, hương vị rất tốt, anh có muốn cùng nếm thử không? Vương Tử Quân nhìn ánh mắt có vài phần xâm lược của Đồng Quốc Khánh, hắn khoát tay áo nói. Cảm ơn Bí thư Đồng. Những ngày này tôi có thói quen nghỉ trưa chốc lát nếu không đến chiều sẽ không có tinh thần, hay là để lần sau thôi. Được rồi. Đồng Quốc Khánh cũng không hoàn toàn nổi giận vì lời từ chối của Vương Tử Quân, hắn khẽ cười đi về phía khu văn phòng thị ủy. Vương Tử Quân nhìn hình bóng Đồng Quốc Khánh rời đi, hắn khẽ lắc đầu, cũng đi về phía phòng làm việc của mình. Vừa rồi hắn từ chối cành ô liu của Đồng Quốc Khánh, không chỉ vì hắn biết cành ô liu kia không tốt, thậm chí còn có một số vấn đề không thể sửa đổi. Đó là muốn hắn làm người phụ thuộc vào Đồng Quốc Khánh, dù thế nào thì hắn cũng không làm được điều này. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong thời gian này, khối chính quyền thành phố Đông Bộ rất bình tĩnh, điều duy nhất làm người ta sinh ra hứng thú nói chuyện ngoài sự kiện có vài nhân viên của khối chính quyền đánh bài trong lúc làm việc, còn có một vị tài xế văn phòng thị ủy đi ra ngoài chơi, vì đậu xe có vấn đề nên phát sinh tranh chấp với người ngoài. Cuối cùng hai bên ra tay đánh nhau, tài xế kia không có vấn đề. Thế nhưng chiếc xe chở lãnh đạo lại bị đập bể hai bóng đèn. Sự việc này sau đó được cảnh sát giao thông vào cuộc điều tra, cuối cùng thu được phí bồi thường, cũng không cần truy tố. Thế nhưng có rất nhiều người căn bản không tin lý do đỗ xe rồi phát sinh mâu thuẫn. Đảng Hằng ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn đập văn kiện trong tay xuống bàn. Phần văn kiện này chính là thông báo phê bình của khối chính quyền thành phố về sự kiện nhân viên đánh bài trong giờ làm việc. Đảng Hằng vốn cho rằng khối chính quyền sẽ không có cùng âm thanh, thế nên sau khi được Đồng Quốc Khánh giúp đỡ, hắn tiến hành kiểm tra và cho ra quyết định phê bình. Khốn nổi điều làm Đảng Hằng bất ngờ lại xảy ra, vị chủ tịch Vương trẻ tuổi kia căn bản không có phản ứng nào với vấn đề này, thật sự giống như sự việc làm chủ tịch mất mặt căn bản không được nói vài trong tai, không được phản ánh với lãnh đạo. Mà vị phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền là Thái Nguyên Thương được phái đến hỗ trợ điều tra lại giống như làm hòa thượng một ngày thì gõ mõ một ngày.
chỉ cần mình nói gì thì đối phương sẽ đồng ý, cho đến bây giờ chưa từng có âm thanh phản đối. Mà ngay cả văn bản phê bình này cũng làm khó hắn, vì thư ký trưởng Thái cũng chỉ làm theo phép, nói ra vài câu phản đối, sau đó cũng không có ý kiến gì. Tất cả đều thuận lợi, nhưng khi thông báo được đưa xuống thì sự kiện lái xe của ban lái xe thị ủy đi ra ngoài sinh chuyện bị đánh bể đèn lại xảy ra. Tính chất của sự việc này căn bản không hơn sự kiện đánh bài ở khối chính quyền là bao nhiêu, nếu như là lúc bình thường thì thư ký trưởng thị ủy sẽ phê bình một câu là xong. Tuy sự việc đánh bài bên khối chính quyền còn chưa có kết quả, thế nhưng điều này lại làm cho thư ký trưởng đảng cực kỳ khó hiểu. Quan trọng là thân phận của lái xe kia, chính là lái xe của Đồng Quốc Khánh, chỉ với mấy chữ như vậy cũng phát sinh nhiều liên tưởng, cuối cùng người ta cũng chỉ nhớ đến Đồng Quốc Khánh mà thôi. Đảng Hằng nghĩ đến chuyện này thì vẻ mặt càng thêm khó nhìn, hắn thấy tất cả như quá trùng hợp. Nhưng khi hắn vừa rời khỏi phòng làm việc của bí thư Đồng, vị bí thư thị ủy này lại mắng một câu làm cho người ta ghi nhớ mãi không thôi. Những chuyện hư hỏng thế này, con bà nó, đúng là trùng hợp như bố gặp mẹ, thật sự trùng hợp quá mức vậy sao? Mặc kệ sự việc có đơn giản như vậy hay không, Đảng Hằng đều phải xử lý chuyện này, dù sao thì nó cũng liên quan đến thể diện của Đồng Quốc Khánh. Sau khi xem xét văn kiện phê bình vừa ném xuống bàn lại vài lượt, hai tay Đảng Hằng khẽ dùng lực, phần văn kiện kia bị xé thành hai nửa. Lúc này xử lý thì phải làm sao cho hai bên bình hòa như nhau, vì thế phần thông báo phê bình này là căn bản không đạt đến mục đích. Đảng Hằng nghĩ đến vấn đề định mượn nhờ sự kiện đánh bài ở khối chính quyền thành phố để thúc đẩy hoạt động chỉnh đốn tác phong cán bộ, thế là không nhịn được phải lẩm bẩm. Thật sự trùng hợp vậy sao? Trùng hợp hay không cũng là như vậy. Bây giờ tất cả đều không quan trọng. Sau khi Đảng Hằng cho văn kiện bị xé vào sọt rác, hắn cầm lên một bản thảo khác, sau khi nhìn kỹ thì chợt nở nụ cười. Tiêu đề của bản thảo tiến vào trong mắt hắn, thông báo về hoạt động đề cao ý thức, tăng cường lý niệm phục vụ, chỉnh đốn công tác tác phong của cán bộ trong phạm vi toàn thành phố. Vương Tử Quân duỗi lưng mệt mỏi, hắn đứng lên sau bàn làm việc, sau đó nhìn sắc trời đen kịt bên ngoài, cuối cùng hắn xách cặp đi ra phòng làm việc. Chủ tịch Vương, Triệu Quốc Lương thấy Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng thì vội vàng nở nụ cười tiến lên nghênh đón. Quốc Lương, cậu cũng không nhắc nhở tôi một tiếng, vì nghĩ đến vài việc mà quên cả giờ tan tầm, nếu không phải bụng đói kêu gào, cũng không biết còn ngồi nghĩ đến lúc nào. Vương Tử Quân khẽ khoát tay áo với Triệu Quốc Lương rồi nói tiếp. Tôi cũng không phải đã nói rồi sao, nếu quá muộn thì hãy về trước, dù sao bây giờ cũng không phải thời kỳ đặc biệt. Chủ tịch Vương, bây giờ chúng ta đi đâu? Triệu Quốc Lương cúi đầu cười cười, sau đó vươn tay nhận lấy cặp của Vương Tử Quân. Đều tự về nhà, còn đi đâu nữa? Vương Tử Quân đưa cặp cho Triệu Quốc Lương, hắn nói tiếp. Thế này đi, trước tiên cùng thần Bân đưa tôi về nhà, sau đó muốn đi đâu thì đi, tôi cho thần Bân đưa cậu đi. Triệu Quốc Lương nghe được lời của Vương Tử Quân mà có chút do dự, nhưng nó chỉ lóe lên trong chớp mắt, ngay sau đó đã biến mất sạch sẽ. Vì đèn hành lang cũng không quá sáng, thế cho nên Vương Tử Quân cũng căn bản không phát hiện được viên thư ký của mình có chút do dự. Vương Tử Quân đi xuống khu văn phòng, hắn nhìn thấy khu văn phòng thị ủy và chính quyền vẫn sáng đèn, thế là trong lòng không khỏi khẽ động. Quốc Lương, không phải ngày mai có kiểm tra gì đấy chứ? Vì sao nhiều đơn vị tăng ca như vậy? Chủ tịch Vương, không phải bọn họ tăng ca, mà là bọn họ đang chờ họp. Triệu Quốc Lương nhìn về phía những phòng họp sáng đèn rồi khẽ nói. Họp. Vương Tử Quân chợt sững sờ, tối thế này còn họp gì? Là họp học tập lý luận, thị ủy chúng ta cho ra hoạt động mở rộng và triển khai công tác học tập lý luận, tất cả đơn vị cho học tập vào thời điểm buổi chiều khi sắp tan tầm, thế nhưng bí thư Đồng lại công tác đúng giờ hành chính, thế là bọn họ chỉ có thể rời học tập đến buổi tối. Triệu Quốc Lương nói làm cho Vương Tử Quân cau mày, tuy hắn nhớ đến hoạt động kia. Thế nhưng chuyện học tập vào buổi tối thì hắn không đồng ý. Vì nhân viên nhà nước đã làm việc cả ngày, ai cũng không có con nhỏ. Đám người kia học tập có đạt được hiệu quả gì không? Điều này chỉ có trời mới biết. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không nói gì mà trực tiếp lên xe. Triệu Quốc Lương thấy Vương Tử Quân không có hứng thú nói chuyện thì cũng nhanh chóng lên ngồi ở vị trí tay lái phụ. Xe dừng lại ở khu nhà dành cho thường ủy thị ủy. Vương Tử Quân để cho Triệu Quốc Lương và Thái Thần Bân về nhà nghỉ ngơi, chính hắn đi về nhà mình. Sau khi tắm nước nóng thật sự thoải mái, Vương Tử Quân mở tủ lạnh chuẩn bị làm vài món đơn giản, nhưng khi mở tủ lạnh thì hắn nhíu mày. Trong tủ lạnh rỗng tuếch, không có bất cứ thứ gì.
Vương Tử Quân đối mặt với tủ lạnh rỗng thì dù trình độ nấu nướng có đến mức nào cũng căn bản là không bột đố gột nên hồ. Cuộc sống của Vương Tử Quân vốn được phòng sự vụ cơ quan cực kỳ quan tâm, nhưng hắn không thích loại quan tâm như vậy, cho nên cho người ta quay về. Tuy người của phòng sự vụ cơ quan cũng vì chuyện này mà đi vào phòng làm việc của hắn, nhưng hắn lại nói, tôi lớn thế này mà không tự chăm sóc mình được sao? Sự thật chứng minh Vương Tử Quân rõ ràng đánh giá cao năng lực của mình, vì trong nhà có một mình hắn, hơn nữa thường xuyên không dùng cơm trong nhà, vì vậy mà không mấy quan tâm đến tủ lạnh. Mỗi lần ăn thứ gì đó thì Vương Tử Quân luôn nghĩ rằng mình sẽ bổ sung thêm thức ăn vào tủ lạnh, nhưng mỗi lần từ bên ngoài đi về thì hắn lại quên mất. Vương Tử Quân cố tình nhịn một chút, thế nhưng bụng đói kháng nghị làm hắn phải quyết định đi ra ngoài tìm thứ gì đó để ăn. Hắn thay đổi trang phục, đeo cặp kính gọng vàng mà Tần Hồng Cẩm mua cho mình, lúc này một Vương Tử Quân trẻ hơn cả chục tuổi khi xuất hiện trên TV chợt có mặt trong phòng. Sau khi xác nhận người quen gặp mặt cũng không nhận ra mình, Vương Tử Quân khẽ rời khỏi khu nhà thường ủy thị ủy. Khu nhà thường ủy nằm ở khu vực phồn hoa, bốn phía đầy quán cơm, thế nên Vương Tử Quân cũng không lo không tìm được nơi lót bụng. Vương Tử Quân đưa mắt đánh giá một cửa hàng mì bò vài lượt, sau đó hắn cất bước đi vào. Lúc này khách hàng trong quán không nhiều, ngoài vài người ngẫu nhiên lớn tiếng uống rượu thì khá tĩnh lặng. Vương Tử Quân gọi một tô mì bò và dĩa rau trụng, hắn chuẩn bị ăn. Nhưng khi hắn kẹp miếng mì bò vào miệng, TV trong quán mì bắt đầu phát tin tức thời sự thành phố Đông Bộ. Trong bản tin thời sự, Đồng Quốc Khánh mặc một bộ tây trang màu đen nhìn có vẻ cực kỳ hoạt bát đang cho ra lời phát biểu. Trong lúc lên tiếng, Đồng Quốc Khánh yêu cầu tất cả cán bộ thành phố cần phải nhân cơ hội này đẩy mạnh học tập, chăm chú xem xét tìm ra chênh lệch, cùng nhau cầu tiến. Nhân viên phục vụ, chuyển đài đi. Khi Vương Tử Quân vừa ăn mì vừa xem thời sự thì một tên đàn ông hơn 30 chợt vỗ bàn lớn tiếng nói với nhân viên phục vụ. Ôi, anh bạn, mọi người đang xem, vì sao chuyển kênh cứ? Tôi thấy bí thư Đồng nói rất hay mà. Một tên đàn ông đang uống rượu chợt đặt ly xuống nói. Hay con bà nó ấy chứ? Tên kia cũng uống nhiều rượu, hắn loạng choạng đi đến chỉ vào Đồng Quốc Khánh đang phát biểu trên TV rồi nói. Con bà nó cái gì là hoạt động học tập lý luận, thuần túy chỉ là lắm mồm, con bà nó ban ngày rảnh rỗi thì không học, lại phải học vào buổi tối. Ai mà không có vợ chồng con cái? Ai có thời gian để mỗi tối cứ phải học tập theo? Anh bạn, nói vậy cũng không đúng, tôi cảm thấy bí thư Đồng không sai, sau khi đến đây thì khai đao với một đám cán bộ. Còn vấn đề thời gian học tập, hi hi, dù sao bọn họ cũng được cầm tiền lương như ý, như vậy cũng phải chịu khổ chút chứ. Tên đàn ông ở bên kia uống một ngụm rượu rồi dùng giọng quái dị nói. Tên đàn ông này lên tiếng thì nhanh chóng được bạn rượu hưởng ứng, hai tên bạn ở phía sau cũng cười theo. Hừ, không là gì ra hồn, suốt ngày chỉ bắt học như quỷ đòi mạng, học con bà nó ấy chứ. Tên đàn ông hơn 30 chợt đập ly rượu trên bàn xuống đất. Con bà nó, ông sau này không học tập, để như vậy thì làm gì được, khai trừ tôi sao, tôi xem ai dám. Ông chủ quán thấy tên kia uống rượu say thì vội vàng chạy đến khuyên, nhưng còn chưa nói được hai câu thì tên kia đã lên tiếng. Anh bạn, anh bình luận phán xử xem, hai vợ chồng tôi cùng công tác. Trong nhà có con nhỏ, lúc đưa con đi học thì không sao, nhưng khi nó học xong thì dù thế nào cũng phải đưa đón về. Tôi không được xin nghỉ, nhưng không cho tôi nghỉ thì tôi cũng phải lo cho con chứ, có phải không? Đúng vậy, trời đất bao la, quan tâm đến con cái chính là nhiệm vụ đệ nhất. Ông chủ quán vừa rót nước cho người đàn ông kia vừa cười nói. Người đàn ông này đến quán uống rượu vốn là muốn phát tiết tâm tình. Bây giờ nghe thấy có người đồng ý với ý kiến thì càng nói hăng say, thật sự không che đậy miệng. Học tập văn kiện, ông đây không phản đối, nhưng ban ngày rảnh rỗi ngồi nói chuyện thì không học, lại chờ đến tối mới học, đây không phải là vô nghĩa sao? Cũng không cho nghỉ thì ông cũng nghỉ về nhà trông con, vì con tôi xảy ra chuyện thì Đồng Quốc Khánh sẽ quản được sao? Người đàn ông vừa rồi không cho chuyển kênh cũng bị câu chuyện của người đàn ông hơn 30 bên này hấp dẫn, hắn cười ha hả nói. Đồng Quốc Khánh sẽ không quan tâm, nhưng công an sẽ quan tâm. Công an quan tâm thì đã trễ, bọn họ không cho tôi về lo cho con thì tôi vẫn về. Không phải ông chỉ vắng họp thôi sao? Khai trừ thì khai trừ, ông cũng mặc kệ. Giọng điệu của người đàn ông kia càng lúc càng lớn, hắn dùng tay vỗ bàn, càng vỗ mạnh mẽ hơn. Khi nghe rõ cảnh ngộ của tên đàn ông bên kia thì nhóm người bên này muốn trêu ghẹo cũng không mở miệng. Ông chủ quán lại an ủi. Cậu à! Người hầu không tự do, tự do không phải người hầu,
vấn đề ấy cũng không là gì cả. Không tham gia học tập thì mai làm kiểm điểm nói hai tiếng với lãnh đạo là xong thôi. Bây giờ anh nên về nhà ngủ một giấc, suy nghĩ xem nên nói gì với lãnh đạo. Đại ca, tôi không phải không thừa nhận sai lầm. Ông chủ quán không nói không sao, lên tiếng lại làm cho người đàn ông kia thêm kích động. Những năm qua tìm công tác không dễ dàng, tôi công tác còn phải nuôi cả gia đình, ai cam lòng vứt bỏ chứ. Nhưng lãnh đạo đơn vị cũng không làm chủ được, phòng giám sát của thị ủy muốn lấy tôi làm điển hình, lấy tôi làm tấm gương làm cho đám người không nghe lời phải kinh sợ. Không làm việc cho giỏi, còn bà nó, trong phòng có ai không biết Trần Dịch Khanh tôi làm tốt nhất. Tôi đây không sợ so sánh với bất kỳ ai ở phòng nhân sự, nhưng làm việc mệt mỏi cả ngày thì như thế nào. Bây giờ tôi nói gì cũng như không, bọn họ căn bản muốn lấy tôi làm điển hình, muốn đuổi tôi đi. Chương 518, chú ý hốt thuốc đúng bệnh ốn. Khi người đàn ông kia say khướt thì một người phụ nữ hơn 30 tuổi chạy vào, tay phải còn dắt theo một cô bé 5-6 tuổi. Người phụ nữ kia nhìn tên đàn ông đang say khướt nói gì đó không rõ, thế là nàng nói với con gái. Tiểu Vũ, gọi ba ba của con đi, chúng ta cùng về. Cô bé này rất khôn khéo, nàng đi đến bên cạnh người đàn ông đang say rượu, sau đó nàng kéo tay bố rồi khẽ nói. Ba ba, mẹ muốn chúng ta về nhà. Tiểu Vũ, con gái ngoan của bố, bố sẽ về nhà ngay, con và mẹ về trước đi, cũng đừng chờ bố làm gì. Người đàn ông nở nụ cười tự ái, hắn ôm lấy cô con gái rồi nói. Trần Dịch Khanh, anh nếu còn là đàn ông thì tranh thủ về nhà, không phải là khai trừ sao? Cũng không phải trời sập, đáng giá để uống say vậy à? Hai mẹ con tôi chê anh sao? Người phụ nữ cắn chặt răng đi đến bên cạnh người đàn ông rồi nói. Vương Tử Quân nhìn gia đình nhỏ trước mắt mà không khỏi cảm thấy có chút ảm đạm, người đàn ông uống rượu say kia xem ra là một người làm việc hăng say trong cơ quan. Người phụ nữ kia lại khá hiền lành. Đây vốn là một gia đình tươi đẹp hạnh phúc, cũng vì một đợt học tập mà thành ra như vậy. Học tập lý luận vào buổi tối, có đáng giá như vậy không? Vương Tử Quân chợt có ý nghĩ của mình, hắn đứng lên khỏi bàn. Anh bạn, vợ anh nói đúng, không phải chỉ là một phần công tác sao? Mất thì mất, chẳng lẽ không sống được nữa sao? Không khoa trương như vậy chứ? Dù thế nào cũng còn gia đình, còn vợ con. Sẽ tìm được công việc mới phù hợp hơn mà thôi. Ông chủ quán kéo tay Trần Dịch Khanh rồi mở miệng khuyên giải. Nhưng, đại ca, tôi là đàn ông, chỉ cần vợ con không chê thì tôi cũng không có vấn đề, nhưng điều quyết định là tôi cảm thấy rất bức bối. Những lời khuyên bảo của đám người chung quanh làm cho tên đàn ông đổi ý, hắn chuẩn bị đứng lên, đúng lúc vợ hắn lên tiếng. Cảm ơn các vị, chồng tôi vì không thoải mái nên khó trách ra đây uống rượu. Việc này đều là do tôi. Hôm đó tôi trực đêm, vì lo lắng con gái ở nhà một mình nên mới bảo anh ấy nghỉ ở nhà trông con. Các anh nói xem, có chuyện gì quá đáng hay không, chẳng phải chỉ là một buổi học tập sao? Ban ngày đi làm với thái độ như thế nào sao không ai quan tâm? Ban ngày công tác 8 tiếng sao Đồng Quốc Khánh không quan tâm, còn quản cả buổi tối tan tầm. Người vợ bày tỏ cảm giác uất ức cũng không ít hơn chồng mình, thật sự nói như súng máy. Chị à, chị cũng đừng gấp. Có chuyện gì xảy ra chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết là được. Hơn nữa phòng giám sát cũng không phải một tay che trời, bọn họ cũng triển khai mở rộng công tác dưới sự chỉ đạo của các vị lãnh đạo thị ủy. Tôi cảm thấy anh nhà chỉ cần phản ánh sự việc với lãnh đạo, sẽ không phải xử lý nghiêm trọng như vậy. Vương Tử Quân lên tiếng làm cho người phụ nữ kia cảm thấy rất có lý, sau đó nàng cảm tạ đám người nơi đây rồi kéo chồng con đi về. Có chuyện thế này xảy ra nữa sao? Ông chủ khách sạn nhìn một nhà. Hừ, quan mới đến nhận chức phải đốt vài đống lửa, người ta mở rộng hoạt động học tập lý luận, chỉ cần một buổi không có mặt sẽ bị xem là điển hình. Con người đúng là như vậy, không đánh kẻ siêng chẳng đánh kẻ lười, chỉ đánh những người không có mắt, tiểu tử kia xem như xui xẻo. Ôi, người hầu không được tự do không phải là người hầu, làm một tháng kiếm tiền lương còn không bằng tôi kinh doanh tiêu dao tự tại. Cái quái gì mà đến tối còn phải học tập, con cái để cho ai quan tâm bây giờ? Đám quan kia mỗi ngày chỉ biết chạy theo thành tích, mọi người chờ mà xem, chỉ vài ngày sau trò học tập lý luận này sẽ được tuyên truyền rộng khắp thành phố. Vương Tử Quân ăn sạch tô mì trong tiếng cười nói nghị luận của đám người chung quanh, nhưng lúc này trong lòng cũng không quá thoải mái. Đêm mùa hè, nhiệt độ cũng không giảm xuống theo mặt trời xuống núi. Vương Tử Quân đi trên đường, trong lòng thầm nghĩ nên làm sao xử lý cho tốt việc học tập lý luận vào lúc này. Tuy hắn cũng không phản đối tăng cường học tập lý luận.
nhưng phương án triển khai lại giống như làm khổ cán bộ, căn bản là hắn không đồng ý. Đi từ đầu đường đến cuối phố, Vương Tử Quân thở hắt ra một hơi, hắn thầm hạ quyết tâm, thế là quay đầu lại đi về một hướng khác. Tuyết tuyết tuyết, tiếng còi xe vang lên bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó một chiếc xe đạp điện chạy sát qua bên cạnh. Khi hắn cảm thấy người chạy xe đạp thật sự khá ẩu tả, đúng lúc này lại có một hàng ngũ xe đạp điện như vậy từ phía đối diện chạy đến. Đám người này chạy xe đạp như bay, giống như đằng sau có người điên cuồng chạy theo vậy. Anh Lý, đi dùng cơm cho vui. Thôi khỏi, các cậu ăn đi, tôi còn về nhà vợ con đang chờ. Con bà nó, một ngày học tập văn kiện làm tôi choáng váng, ngay cả cơm cũng không nuốt trôi. Ôi, rõ ràng là máy móc, lãnh đạo lên đài đọc, tôi ở bên dưới ngủ gật, lần đầu tiên cảm thấy khổ sở thế này. Đủ mọi âm thanh vang lên, Vương Tử Quân chợt nhận ra thân phận của đám người này, hắn nhìn đồng hồ trên tay theo bản năng, 9 giờ tối. Cũng nên nói đến vấn đề này rồi. Sáng sớm Vương Tử Quân ăn vài món điểm tâm đơn giản, sau đó hắn đi xuống lầu. Lúc này Triệu Quốc Lương và Thái Thần Bân đã sớm chờ bên ngoài, bọn họ nhanh chóng tiến lên đón chào Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lên xe rồi nhìn thoáng qua Triệu Quốc Lương cười nói. Quốc Lương, hai ngày nay tinh thần của cậu không quá tốt, có phải là chuyện tình cảm đang tăng tiến làm ảnh hưởng không? Cậu đừng nặng lòng, việc này gấp cũng không được, nhưng cậu phải nắm chắc một chút. Hi hi. Thái Thần Bân ở bên cạnh cười nói. Anh Quốc Lương nhất định sẽ nhớ kỹ lời vàng ngọc của lãnh đạo. Chủ tịch Vương, không phải như thế đâu. Sau khi Triệu Quốc Lương theo làm thư ký cho Vương Tử Quân, tuy da mặt của hắn không còn mỏng như xưa, thế nhưng lúc này Vương Tử Quân và Thái Thần Bân cùng mở miệng trêu chọc làm cho hắn sinh ra cảm giác khó thể chống đỡ. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Đã không phải là như vậy thì phải là như vậy, cậu tự biết là được. Thái Thần Bân dùng ánh mắt khoa trương nhìn Triệu Quốc Lương, lại lén mở miệng cười. Triệu Quốc Lương thì đỏ mặt không biết nên mở miệng thế nào, chỉ ngồi trong xe cười ngây ngô. Sau vài ba câu trêu chọc thì bầu không khí trong xe thoải mái hơn, Vương Tử Quân thuận miệng hỏi về lịch trình sắp xếp công tác hôm nay. Chủ tịch Vương, sáng nay có một tổ kiểm tra công tác của Cục Địa Chính xuống thành phố kiểm tra, cần gặp ngài một lần, đồng thời chiều nay còn có một đợt học tập lý luận, cần anh tham gia. Triệu Quốc Lương được Vương Tử Quân hỏi sắp xếp ngày hôm nay, hướng nhanh chóng tươi cười hỏi. Ban ngày đi làm, buổi tối học tập, phía dưới có phản ứng thế nào với hoạt động lần này? Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi quay sang hỏi Triệu Quốc Lương. Triệu Quốc Lương thật sự không có chuẩn bị với câu hỏi của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Chủ tịch Vương, thật ra bên dưới ai oán, bọn họ còn biên ra một câu vẻ, anh nghe rồi cho ra ý kiến. Sao? Câu vẻ thế nào? Thành phố Đông Bộ thật kỳ diệu, buổi tối kéo đèn học tập, ban ngày ngủ ngon không có việc gì. Thái Thần Bân cũng không đợi Triệu Quốc Lương nói ra, hắn cười ha hả nói. Vương Tử Quân nghe câu vẻ kia mà không khỏi cười nhạt một tiếng. Nếu xuất phát từ đại cục thì hắn nhất định phải tiến hành phê bình câu vẻ kia, nhưng thật lòng thì hắn vẫn rất đồng ý, hắn từ chối cho ra ý kiến, cũng không có lời bình. Vì Vương Tử Quân không mở miệng nên Thái Thần Bân và Triệu Quốc Lương cũng không tiếp tục lên tiếng, vài phút sau xe chạy vào khu chính quyền thành phố. Vương Tử Quân vừa lên lầu vừa nói với Triệu Quốc Lương ở phía sau. Quốc Lương, hoạt động học tập ở khối chính quyền chúng ta do ai phụ trách? Trảo khảo là thư ký trưởng Lý, phụ trách giám sát là thư ký trưởng Thái. Triệu Quốc Lương không chút do dự trầm giọng nói ra phân công của hai người Lý Cẩm Hồ và Thái Nguyên Thương. À! Vậy cậu thông báo cho thư ký trưởng Thái đến phòng làm việc của tôi. Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc, sau đó hắn khẽ phân phó Triệu Quốc Lương. Vấn đề vệ sinh trong phòng làm việc của Vương Tử Quân cũng không cần Triệu Quốc Lương quan tâm, trước khi hắn đến đã có nhân viên văn phòng quét dọn sạch sẽ. Triệu Quốc Lương đi vào pha trà châm nước cho Vương Tử Quân, sau đó rời khỏi phòng. Vài phút sau Thái Nguyên Thương đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này đối với hắn thì Vương Tử Quân là lãnh đạo lớn nhất. Dù là chuyện gì cũng không dám chậm trễ. Sau khi xử lý tốt sự kiện thông báo phê bình, Thái Nguyên Thương thật sự chạy đến phòng làm việc của Vương Tử Quân khá nhiều. Khi hắn chạy đến phòng làm việc của Chủ tịch Vương ngày càng nhiều, hắn loáng thoáng cảm thấy vị trí của mình đang dần đi về phía ổn định. Đám trưởng ban trưởng khoa trong cơ quan trước đó trở mặt với hắn vì Nhâm Xương Bình rớt đài, bây giờ bọn họ lại hớn hở tươi cười với hắn, đồng thời cũng thành thật hơn nhiều. Chủ tịch Vương, anh tìm tôi sao? Thái Nguyên Thương hấp tấp đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân,
hắn cũng không ngồi mà đứng thẳng người trực tiếp hỏi. Thư ký trưởng Nguyên Thương, đến chỗ tôi thì cứ tùy tiện ngồi xuống, cũng đừng đứng. Vương Tử Quân đang xem một phần văn kiện, hắn khoát tay chặn Thái Nguyên Thương, tỏ ý cho đối phương ngồi xuống nói chuyện. Thái Nguyên Thương tất nhiên sẽ không từ chối phân phó của Vương Tử Quân, hắn ước gì mỗi ngày đều có thể được đến đây ngồi vài phút với lãnh đạo. Dù không có công tác gì để báo cáo, thế nhưng đến đây nói nhăng nói cuội vài câu với lãnh đạo cũng xem như là phương pháp cực tốt nối liền khoảng cách. Hắn kiên định cho rằng chỉ cần mình có quan hệ tốt với Chủ tịch Vương, đó sẽ là một con đường tắt để hắn tiến nhanh hơn trên đường quan trường. Đáng tiếc là bây giờ đó chỉ là hy vọng xa vời, Thái Nguyên Thương thật sự chưa thể nào quen thuộc với Vương Tử Quân như vậy. Vì thế Thái Nguyên Thương ngồi trên ghế salon chỉ bằng nửa mông, hắn cố gắng làm cho cơ thể thật thẳng, chờ Vương Tử Quân lên tiếng. Nguyên Thương, hiện tại vấn đề giám sát học tập lý luận ở bên khối chính quyền như thế nào rồi? Vương Tử Quân trầm ngâm sau giây lát rồi khẽ hỏi Thái Nguyên Thương. Chủ tịch Vương, phương diện giám sát chủ yếu lấy phòng giám sát thị ủy và khối chính quyền làm chính, chủ yếu là tiến hành kiểm tra không định kỳ với các đơn vị học tập lý luận. Đúng rồi, Chủ tịch Vương, tôi nghe nói trong lúc học tập lý luận thì thị ủy cố gắng sát nhập hai phòng giám sát của hai khối đảng ủy chính quyền làm một, cùng nhau bố trí giám sát. Thái Nguyên Thương dùng giọng cực kỳ chú ý để khẽ nói với Vương Tử Quân. Nhập hai phòng giám sát, sao mình chưa từng nghe nói về điều này? Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ, nhưng biểu hiện của hắn vẫn điềm nhiên như không, đúng lúc chuẩn bị lên tiếng thì điện thoại vang lên. Alo, chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Chào lão lãnh đạo, tôi là Tiếu Tử Đông, bây giờ anh có rảnh không? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Tiếu Tử Đông. Tuy Vương Tử Quân đã rời khỏi huyện Lô Bắc khá lâu nhưng trước nay chưa từng gián đoạn liên lạc với Tiếu Tử Đông. Lúc này nghe được âm thanh của Tiếu Tử Đông thì hắn cười ha hả nói. Tử Đông, anh đang ở chỗ nào? Lão lãnh đạo, tôi ở trong huyện, khi nào thì ngài cho tôi một tờ điều lệnh. Tôi thật sự sẽ nhanh chóng chạy đến dốc sức cho ngài. Nói thật, tôi ở huyện Lô Bắc đã cảm thấy không ngồi yên được rồi. Tiếu Tử Đông dùng giọng tràn đầy vui vẻ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản không tin những lời của Tiếu Tử Đông, hắn biết rõ lúc này Tiếu Tử Đông đang phát triển rất tốt ở huyện Lô Bắc, chỉ cần nín nhịn 1-2 năm nữa sẽ tiến lên cấp phó giám đốc sở thôi. Anh đúng là, có được tiện nghi còn khoe mẽ, người nào không biết anh đang phát triển rất tốt ở huyện Lô Bắc. Bí thư Trịnh cũng rất tán thưởng anh cũng không bỏ hũ vàng mà chạy đến sa mạc chứ. Thế nên cũng đừng lấy tôi làm trò cười. Tiếu Tử Đông ở đầu dây bên kia khẽ cười cười, lúc này mới nói. Lão lãnh đạo, nếu như trước kia ngài nói tôi rời khỏi huyện Lô Bắc thì thật sự không nỡ, nhưng bây giờ chỉ cần ngài nói một tiếng tôi sẽ chạy đi ngay. Nghe nói bí thư Trịnh sắp được đề bạt, nếu như vị chủ tịch đại nhân thành phố An Dịch tiến lên làm bí thư, chỉ sợ những ngày an nhàn của tôi sẽ không còn. Vương Tử Quân thầm hiểu vấn đề, Tiếu Tử Đông và vị chủ tịch thành phố An Dịch có chút va chạm, lúc này Trịnh Đông Phương lại chạy sang tỉnh hàng xóm. Hắn biết rõ tin tức còn sớm hơn cả Tiếu Tử Đông. Lúc này nếu nói lời xin lỗi thì rõ ràng là giả mù sa mưa. Vì vậy hắn trầm ngâm một chút rồi nói với Tiếu Tử Đông. Tử Đông, anh cũng đừng vội, ở trên cương vị chỉ một phút cũng phải có trách nhiệm. Việc này bàn bạc kỹ rồi nói sau, nếu thật sự không thể nào làm tốt hơn, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Cảm tạ lãnh đạo, có những lời này của ngài thì tôi sẽ an tâm hơn. Tiếu Tử Đông nói rồi thay đổi chủ đề. Lão lãnh đạo, tôi còn có việc muốn làm phiền anh. Anh nói đi. Vương Tử Quân dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Lão lãnh đạo, là thế này, anh Trịnh của phòng nhân sự trong huyện Lô Bắc có một đứa cháu công tác ở thành phố Đông Bộ. Người này vì về nhà chăm con mà nghỉ một buổi học tập lý luận chính trị của thị ủy, trùng hợp là bị người của phòng giám sát bắt được. Bây giờ kết quả xử lý còn chưa có, nhưng nghe nói nặng thì khai trừ, nhẹ thì cho ra rìa, điều này không khỏi làm cho người một nhà cảm thấy bàng hoàng. Anh Trịnh biết anh là chủ tịch thành phố Đông Bộ. Thế là muốn kéo tôi cùng đến thành phố Đông Bộ gặp mặt anh, muốn để tôi cùng anh ấy đi đến nói vài lời. Thế là tôi tự tiện nhận việc, nếu là người khác thì đi qua cũng không có vấn đề, nhưng đó là lão lãnh đạo, tôi cảm thấy cũng không nên cho anh Trịnh đến làm phiền anh. Xem ra Tiếu Tử Đông làm người càng ngày càng khéo đưa đẩy, Vương Tử Quân thật sự tán thưởng sự biến hóa của Tiếu Tử Đông, dù hắn thích ở chung với người ngay thẳng, thế nhưng là người trong quan trường, hắn thật sự cho rằng cán bộ phải là hạng người ngoài tròn trong vuông. Cháu của anh Trịnh tên gì? Vương Tử Quân thầm cảm thấy trùng hợp, chính mình đang định mở miệng nói với Thái Nguyên Thương về vấn đề này,
không ngờ Tiếu Tử Đông lại gọi điện thoại đến vì chuyện này. Là Trần Dịch Khanh, nghe anh Trịnh nói thì đây là một cán bộ thành thật, luôn cần cù chăm chỉ trong đơn vị, nếu chỉ vì vắng mặt một buổi mà bị đuổi việc, như vậy rõ ràng chẳng phải chuyện bé xé ra to sao. Ha ha ha, Vương Tử Quân cười phá lên, hắn thầm nghĩ thế giới này thật sự rất nhỏ. Tiếng cười này của Vương Tử Quân làm cho Tiếu Tử Đông ở bên kia có chú không yên, khi hắn nghĩ rằng mình đã nói sai điều gì thì Vương Tử Quân lại nói. Chuyện này tôi biết rồi. Biết rồi, Vương Tử Quân xưa nay luôn có tư thái như vậy, dù anh có chuyện gì cầu cạnh, chỉ cần nói ra hai chữ này, như vậy tất cả đã xong, đã coi như đại cát đại lợi. Tiếu Tử Đông hiểu rõ tính tình của Tiếu Tử Đông, hắn nói hai ba câu rồi cúp điện thoại. Khi Vương Tử Quân gọi điện thoại thì Thái Nguyên Thương vốn có ý nghĩ muốn tránh đi, thế nhưng lại được Vương Tử Quân khoát tay giữ lại. Thái Nguyên Thương cũng chẳng phải chưa từng gặp tình huống này, hắn ngồi trên ghế salon rất quy củ, chờ Vương Tử Quân gọi điện thoại cho xong. Tôi nghe nói phòng giám sát kiểm tra tất cả đơn vị học tập lý luận có phát hiện đồng chí Trần Dịch Khanh vắng họp phải không? Vương Tử Quân cười cười nhìn Thái Nguyên Thương rồi thuận miệng hỏi. Đúng vậy, Chủ tịch Vương. Nghe nói ý kiến của phòng giám sát chính là lấy đó làm điển hình, cho ra biện pháp xử lý nghiêm túc với đồng chí Trần Dịch Khanh này. Biện pháp xử lý nghiêm túc là như thế nào? Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi trầm giọng hỏi. Nặng thì khai trừ, nhẹ thì ăn không ngồi rồi nửa năm. Thái Nguyên Thương nhìn về mặt của Vương Tử Quân rồi nói tiếp. Chủ tịch Vương, sự việc này có phải là quá mức rồi không? Ừ, cán bộ trẻ phạm chút sai lầm. Chỉ cần không phạm vào phương diện nguyên tắc, cần phải cho bọn họ một cơ hội sửa sai, không thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết người, như vậy sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của cán bộ trẻ. Thấy Vương Tử Quân tỏ thái độ thì Thái Nguyên Thương can đảm nói. Cũng xem như tiểu tử kia gặp chuyện không may, từ khi hoạt động đẩy mạnh học tập lý luận được triển khai thì phòng giám sát luôn muốn tìm ra tấm gương điển hình, Trần Dịch Khanh vừa vặn phạm vào chút sai lầm và bị túm tóc. Anh liên hệ với phía thị ủy. Nói rõ ý kiến của tôi, chính là chuyện này không nên gây chiến, lấy giáo dục phê bình là chính. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi khẽ nói với Thái Nguyên Thương. Thái Nguyên Thương vội vàng gật đầu, bây giờ hắn dồn tất cả tâm tư phục vụ Chủ tịch Vương, thế cho nên hắn sẽ không dám chần chờ với những lời phân công của lãnh đạo. Nhưng sau khi đồng ý thì hắn lại có chút do dự, hắn dùng giọng báo cáo chi tiết nói. Chủ tịch Vương. Nghe nói phòng giám sát thị ủy sở dĩ có thể đẩy mạnh công tác như vậy cũng là được lãnh đạo ngầm đồng ý. Thái Nguyên Thương nói rất có ý nghĩa, dù không nói rõ ràng vị lãnh đạo kia là ai, thế nhưng Vương Tử Quân cũng biết sự việc này không đơn giản như biểu hiện mặt ngoài. Hắn cũng chỉ cười cười với lời nhắc nhở đầy thiện ý của Thái Nguyên Thương, cũng không nói lời nào. Thái Nguyên Thương đã hiểu ý của Vương Tử Quân, hắn cũng không muốn nói nhiều, sau khi báo cáo một hai hạng mục công tác với lãnh đạo thì xoay người bỏ đi. Khi Vương Tử Quân và Thái Nguyên Thương đang bàn về vấn đề của Trần Dịch Khanh, lúc này trong phòng làm việc của thư ký trưởng thị ủy Đảng Hằng, thư ký trưởng đảng đang lạnh mặt nhìn phó thư ký trưởng Trương Tiếu Huy ở bên cạnh. Trương Tiếu Huy là một người đàn ông hơn 40, tóc khá thưa, cơ thể có hơi mập, trên mặt lúc nào cũng cười tủm tỉm, thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ hiền lành. Lúc này Trương Tiếu Huy cũng đang cười, hơn nữa cười rất đẹp. Hắn là phó thư ký trưởng chủ khảo phòng giám sát thị ủy. Gần đây quyền uy của hắn trong thị ủy tăng lên khá mạnh. Hắn là cán bộ năm xưa được Đồng Quốc Khánh đề bạt, hắn đã bị ghẻ lạnh ở thành phố Đông Bộ nhiều năm. Từ khi Đồng Quốc Khánh đến thành phố Đông Bộ làm bí thư thị ủy, hắn tất nhiên cũng là nước lên thuyền lên, từ vị trí ghẻ lạnh tiến lên vị trí chạm tay có thể bỏng. Nếu như nói Đồng Quốc Khánh cực kỳ chán nản vì mình không được tiến lên làm trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy, như vậy sự kiện Đồng Quốc Khánh được điều xuống làm bí thư thị ủy Đông Bộ càng làm cho đám thu hạ cũ cảm thấy vui mừng. Trương Tiếu Huy chính là một người trong số đó. Khi Tiết Diệu Tiến còn chủ trì công tác ở thành phố Đông Bộ, đám người bọn họ luôn phải đứng sang bên cạnh, bây giờ bí thư Đồng ngóc đầu dậy có ý nghĩa thế nào? Đối với bọn họ rõ ràng là băng tuyết tan đi hạt giống nảy mầm, làm cho bọn họ cảm nhận được mùa xuân chính trị đang kéo đến. Trương Tiếu Huy biểu hiện thì có vẻ cực kỳ hầu hạ vị lãnh đạo là thị ủy, thư ký trưởng văn phòng đảng ủy Đảng Hằng, thế nhưng trên một số chuyện lại có chủ trương của mình. Tất nhiên những chủ trương của Trương Tiếu Huy là khá bí mật, hắn cũng là người cực kỳ có chừng có mực. Theo lý thì muốn nắm chắc mức độ là rất khó, thế nhưng hắn lại nắm rất đúng mực, làm cho Đảng Hằng cảm thấy khống chế mình rất tự nhiên, giống như hai bên chưa từng phát sinh chút xung đột nào. Thư ký trưởng đảng, tôi cũng không ngờ bí thư Đồng biết đến chuyện này.
Trương Thiếu Huy dùng giọng vô tội khẽ báo cáo với Đảng Hằng. Trên mặt Đảng Hằng lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Bí thư Đồng chấp trưởng công tác của cả thành phố Đông Bộ, chúng ta là người phục vụ cho bí thư, phụ trách nhiệm vụ thượng truyền hạ đạt, liên lạc thẳng một đường, đây là chức trách tối thiểu nhất. Thư ký trưởng Trương, anh cũng là cán bộ thủ hạ của bí thư Đồng, anh nên biết điều này chứ. Công tác của chúng ta nhìn từ phương diện nào đó thì chính là phụ trợ lãnh đạo cho ra quyết sách, sưu tầm tin tức, nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không nên diễn dịch công năng của mình để làm những chuyện lừa trên gạt dưới. Đúng vậy, thư ký trưởng, tôi vừa rồi có chút sốt ruột, thật sự choáng váng đầu óc rồi. Trương Thiếu Huy cười hì hì nói. Đảng Hằng rất phản cảm với gương mặt tươi cười của Trương Thiếu Huy, thế nhưng hắn mới đến, còn chưa xây dựng tổ chức của mình. Hơn nữa công tác ở thị ủy cũng không phải hoàn thành ngày một ngày hai, hơn nữa phía trên hắn còn có một phó bí thư chủ khảo công tác văn phòng thị ủy, thế cho nên dù hắn không có cảm tình với Trương Thiếu Huy cũng chỉ có thể nén giận mà thôi. Thư ký trưởng, chuyện này anh xem nên xử trí thế nào? Trương Thiếu Huy khẽ hỏi. Nghiêm Hắc làm theo chỉ thị của lãnh đạo thị ủy. Đảng Hằng nói, sau đó cầm một phần văn kiện lên xem. Trương Thiếu Huy thấy Đảng Hằng cầm văn kiện lên xem, hắn biết mình nên rời đi. Hắn có chút do dự, sau đó cáo từ Đảng Hằng bỏ đi. Đảng Hằng nhìn hình bóng của Trương Thiếu Huy, vẻ mặt chợt trầm xuống. Trên phương diện xử lý vấn đề của Trần Dịch Khanh, hắn vốn định xử lý đơn giản, lại không ngờ vẫn bị người ta bôi thuốc nhỏ mắt. Hắn không biết báo cáo cụ thể của đối phương với lãnh đạo là thế nào, nhưng có một điều có thể khẳng định, bị người ta đấm vào sau lưng cũng không phải không bực mình. Đối với chuyện liên quan đến Trần Dịch Khanh, Trương Thiếu Huy cho ra báo cáo với kết quả khai trừ. Đảng Hằng là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, hắn cảm thấy vì chuyện nhỏ như vậy mà khai trừ đồng chí của mình thì rõ ràng là quá không hay, quá qua loa, vì thế hắn không đồng ý mà đổi thành cảnh cáo. Không ngờ Trương Thiếu Huy không rên một tiếng, trực tiếp đến nói với bí thư Đồng. Đúng là loại tiểu nhân. Đảng Hằng vứt văn kiện ra rồi khẽ mắng, tuy hội nghị không thể không khuất phục thái độ của Đồng Quốc Khánh, thế nhưng hắn lại không tán thành phương thức của Đồng Quốc Khánh. Bí thư Đồng xem ra cũng quá gấp rồi. Đảng Hằng chợt sinh ra ý nghĩ như vậy, hắn thở dài một hơi. Đảng Hằng rất tán thành mở rộng và phát triển hoạt động học tập lý luận, hắn cảm thấy mới đến nhận chức thì vị lãnh đạo nào cũng đốt vài đống lửa, càng bỏ ra nhiều tâm tư thì càng đứng vững vàng hơn. Hoạt động đẩy mạnh công tác học tập lý luận vào lúc này thật sự là một phương pháp rất tốt để bí thư Đồng có thể xây dựng quyền uy của mình ở thành phố Đông Bộ, là một con đường tắt có thể thấy rõ hiệu quả. Nhưng cách làm của Đồng Quốc Khánh lúc này giống như đi ngược lại ý nguyện ban đầu, sai một ly đi ngàn dặm, nếu cứ như vậy thì sao có thể tạo nên danh tiếng cho mình trong những âm thanh xì xào bàn tán và bực bội. Lúc này Đảng Hằng thật sự mơ hồ có chút bận tâm đối với hoạt động đẩy mạnh công tác học tập lý luận lần này. Phải nghiêm túc xử lý tất cả những tình huống chủ quan và qua loa trong hoạt động học tập lý luận, điều này nói rõ tư tưởng nhận thức còn chưa đạt yêu cầu. Ý kiến của Bí thư Đồng Quốc Khánh chính là đảm bảo thời gian học tập, thái độ học tập và hiệu quả học tập, dù không nói sẽ khai trừ ai thế nhưng thái độ là như thế nào thì dù là ai cũng hiểu rõ ràng. Tuy xử lý nghiêm túc những người vi phạm thì hoàn toàn có thể thúc đẩy hoạt động học tập lý luận theo chiều hướng nghiêm túc và mạnh mẽ hơn, nhưng khuyết điểm trong đó thì thật sự là khó tránh. Đối với chút khuyết điểm này thì Đảng Hằng tin là Đồng Quốc Khánh cũng có thể nhìn ra được. Đảng Hằng dùng sức lắc đầu, hắn thở dài một hơi, trong lòng hiểu biện pháp bá đạo của Đồng Quốc Khánh chính là vì nóng lòng muốn tạo ra chiến tích ở thành phố Đông Bộ, cũng muốn nắm chặt cơ hội nhiệm kỳ mới ở tỉnh ủy vào thời điểm sang năm, muốn tìm cho mình một vị trí tốt. Chỉ là quá nhanh sẽ không đạt yêu cầu. Đảng Hằng thật sự cũng không có quá nhiều thời gian cảm khái, sau đó bắt đầu có người đến phòng làm việc của hắn báo cáo công tác. Hắn là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, mỗi ngày đều có rất nhiều sự kiện ở thị ủy cần hắn giải quyết. Sau hơn 2 giờ xử lý công tác, Đảng Hằng cảm thấy đầu óc choáng váng. Khi hắn đang định nằm nhắm mắt dưỡng thần thì Trương Thiếu Huy đi đến. Thư ký trưởng, Trương Thiếu Huy khẽ nói với Đảng Hằng. Đảng Hằng không lên tiếng, trong lòng có chút khó chịu, thế là hắn cho đối phương đứng yên một lúc, dù sao thì hắn cũng có quyền lợi này. Trương Thiếu Huy nhìn thấy Đảng Hằng không nói gì. Hắn có chút do dự, cũng không lên tiếng. Đảng Hằng tuy nhắm mắt nhưng tâm tư lại đặt lên người Trương Thiếu Huy, thấy đối phương không mở miệng thì hắn vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Thư ký trưởng, 5 phút sau Trương Thiếu Huy cuối cùng cũng không nhịn được mà kêu lên. Đảng Hằng thấy đã đến đúng thời điểm, chờ Trương Thiếu Huy gọi đến lần thứ hai thì hắn chợt mở to mắt ra. Ôi, thư ký trưởng Trương, anh đến khi nào vậy?
Đảng Hằng vừa nói vừa khẽ vỗ vỗ đầu nở nụ cười tự giễu. Mùa này thật sự quá dễ ngủ, thiếu chút nữa thì ngủ quên mất rồi. Trương Thiếu Huy nghe được lời của Đảng Hằng thì thầm mắng một câu, hắn biết rõ Đảng Hằng đang cố gạt mình, nhưng hắn cũng chỉ thể giận mà không thể làm gì hơn. Dù sao Đảng Hằng cũng là thượng cấp của hắn, có như vậy cũng không là vấn đề. Bác sĩ chú trọng tìm đúng bệnh, trong quan trường lại chú trọng nói về phương diện hợp lý. Thư ký trưởng, tôi còn tưởng rằng ngài đang nghĩ đến vấn đề gì đó, nếu biết ngài đang ngủ thì tôi sẽ không gọi dậy. Tất cả chuyện lớn nhỏ ở văn phòng thị ủy đều do ngài ra tay phí sức, thế cho nên chắc chắn sẽ không ngủ ngon, cực khổ quá độ. Điều này thì các đồng chí tuyến dưới như chúng tôi hiểu rất rõ. Trương Thiếu Huy dù nói ra những lời không gì là mới mẻ nhưng ít nhất thì vẻ mặt cũng rất thoải mái. Đảng Hằng khẽ khoát tay áo nói. Mỗi vị trí có nhiệm vụ của nó, thư ký trưởng Trương, anh có chuyện gì không? Thư ký trưởng Đảng, có chuyện cần xin chỉ thị của anh. Trương Thiếu Huy bị người ta lừa gạt còn phải mở mồm nói tốt, hắn đã sớm tức giận đến mức muốn chửi chó má, thế nhưng lúc này Đảng Hằng hỏi thì hắn cũng chỉ biết trả lời. Là thế này, thư ký trưởng Đảng, nói đến việc xử lý Trần Dịch Khanh, ý kiến của Chủ tịch Vương chính là lấy việc phê bình giáo dục là chính. Vẻ nhàn nhã của Đảng Hằng chợt tan biến sạch sẽ, Vương Tử Quân phản đối sự việc nhưng lại để cho Thái Nguyên Thương đi liên lạc, đây rõ ràng đã là biểu hiện thái độ rất rõ ràng. Và thái độ đó không ngờ lại tương đồng với ý kiến của Đảng Hằng. Lúc này Đảng Hằng tuy tỏ ra cực kỳ bình tĩnh nhưng trong lòng lại rối loạn như ong vò vẽ, nào có chút hưng phấn. Thái độ của Chủ tịch Vương Tử Quân đi ngược lại ý kiến của Bí thư Đồng Quốc Khánh, nếu như sự việc này xử lý không tốt thì sẽ làm cho quan hệ giữa hai vị trí lãnh đạo đứng đầu thành phố Đông Bộ tiếp tục rơi vào cục diện bế tắc. Không, phải nói là tình huống dương cung bạt kiếm, vì dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Bí thư và Chủ tịch bất đồng ý kiến sau khi nhận chức ở thành phố Đông Bộ. Nên xử lý thế nào? Phải nói rằng Đảng Hằng là người cực kỳ thông minh, sau khi đi vào con đường làm quan thì hắn luôn làm tốt công tác phục vụ lãnh đạo. Khi hắn công tác thì biểu hiện là một người biến hóa kỳ diệu và giỏi đưa đẩy, lại cực kỳ khôn khéo và có khả năng. Chính vì những tính chất như vậy mà hắn mới trụ lại được trong đơn vị, có thể phát triển mạnh mẽ, mọi việc thuận lợi. Đảng Hằng gãi gãi đầu, hắn vô thức đốt điếu thuốc. Với kinh nghiệm xử lý công tác vài năm, hắn càng phải cảm thấy sự việc này nên giải quyết cho thật tốt. Trong quan trường thì thư ký dù là người của lãnh đạo, thế nhưng lãnh đạo không phải là người của thư ký. Dù là gặp phải chuyện gì thì cũng phải hiểu rõ điều này. Vì thế làm cấp dưới phải suy nghĩ trên lập trường của lãnh đạo, đồng thời làm việc phải đứng trên lập trường của mình. Phát triển trong quan trường thì anh có thể không thông minh nhưng không thể không cẩn thận, đặc biệt là đối mặt với tình huống hai vị lãnh đạo đứng đầu có chính kiến bất đồng, thủ hạ càng thêm lo sợ, càng phải cẩn thận, vì nếu vô ý sẽ mất hết. Trương Thiếu Huy đang đứng chờ lãnh đạo quyết định, điều này làm cho Đảng Hằng rất bực mình. Hắn thầm mắng. Nếu không phải là người này làm phát sinh vấn đề, vì sao mình lại rơi vào tình huống bị động như hôm nay? Trương Thiếu Huy thấy một lúc lâu sau mà Đảng Hằng cũng không nói gì, chính hắn cũng buồn bực đứng yên mà không nói lời nào. Dưới tình huống hiện tại thì hắn tốt nhất là không nên cho ra bất kỳ ý kiến gì của mình, vì nói nhiều sẽ nói hớ, biết đâu nói câu gì đó sai sẽ làm cho phiền toái kéo đến. Thế cho nên lúc này hắn chờ, thật sự chờ thư ký trưởng Đảng Hằng lên tiếng phân xử. Thư ký trưởng Thiếu Huy, anh theo tôi đến báo cáo với Bí thư Đồng. Đảng Hằng thật sự rất mất hứng, hắn nói rồi đứng lên đi ra ngoài cửa. Hơn 10 phút sau Trương Thiếu Huy đi ra khỏi phòng làm việc của Bí thư Đồng Quốc Khánh, lúc này trong lòng hắn thật sự không yên. Tuy Đồng Quốc Khánh nghe xong báo cáo của mình và không nói gì thêm, thế nhưng Bí thư Đồng chỉ nhìn mình mà không nói một lời bày tỏ thái độ, điều này làm cho hắn biết rõ Bí thư Đồng đang nổi giận với mình. Xem ra trong quan trường điều cần thiết là trông nom cái miệng của mình cho tốt, nhiều khi thái độ an toàn nhất chính là giả ngu, nếu không chỉ cần mở miệng sẽ có vấn đề. Trương Thiếu Huy lúc này thật sự hận không thể cho mình hai tát, Bí thư Đồng đã gộp phòng giám sát thị ủy và phòng giám sát khối chính quyền làm cục đôn đốc, Trương Thiếu Huy cực kỳ có sức cạnh tranh cho vị trí cục trưởng, thế nên trước đó mới chạy đến nịnh nọt lãnh đạo, không ngờ sự việc lại xảy ra theo chiều hướng như vậy. Không những hắn cảm thấy mình rõ ràng là nói hớ. Hơn nữa chức cục trưởng cục đôn đốc kia xem ra còn chưa xác định, còn phải nhìn vào thái độ của Bí thư Đồng với mình là như thế nào. Chủ tịch Vương cũng thật là, mỗi ngày có nhiều chuyện như vậy nhưng lại quan tâm đến một sự kiện nhỏ nhặt thế này, đây không phải là ăn no rừng mỡ sao. Thời tiết tháng 6 càng thêm nóng, lúc này hoạt động học tập lý luận của thành phố Đông Bộ lại đang được tiến hành hừng hực dưới cái nóng như vậy.
dưới sự giám sát của phòng giám sát, tất cả đơn vị cơ quan ban ngành trong thành phố đều học tập cực kỳ chăm chú, những bản in về tinh thần chỉ thị chất đầy trên bàn. Học tập bút kỳ, học tập tâm đắc, học tập truy cứu tài liệu. Nhiều giai đoạn làm cho người ta ứng phó cực kỳ mệt mỏi, nhưng khi những hoạt động này được tiến hành thì cái tên Đổng Quốc Khánh càng trở nên nổi tiếng, càng được nhiều người biết đến. Trong chiếc Audi màu đen, Vương Tử Quân đang cầm trong tay một phần văn kiện, bên cạnh hắn chính là Phó Thư Ký Trưởng Lý Cẩm Hồ. Cẩm Hồ, anh xem văn kiện này đi. Vương Tử Quân đưa văn kiện trong tay cho Lý Cẩm Hồ rồi khẽ nói. Lý Cẩm Hồ tiếp nhận văn kiện, hắn nhìn qua một lượt, sau đó cười nói. Chủ tịch Vương, tôi thấy bài viết này rất hay, tiểu tử này dù còn thiếu kinh nghiệm nhưng ý nghĩ lý luận đáng giá khẳng định. Vương Tử Quân cười cười mà không nói gì, Lý Cẩm Hồ đặt văn kiện xuống rồi nói. Trần Dịch Khanh này rõ ràng là một mầm cây tốt, tôi cảm thấy phòng nghiên cứu chính sách còn thiếu người, dứt khoát cho anh ta đến đó công tác. Nhắc đến người này thì cũng cảm thấy rất may mắn, xem như gặp họa có phúc. Lý Cẩm Hồ nói đến đây thì cũng không nói gì thêm, Vương Tử Quân lại thầm hiểu ý của thư ký trưởng Lý. Hắn không nói gì trên sự kiện này, Đổng Quốc Khánh xem như mở nắm đấm siết chặt, thế nhưng nó cũng không đại biểu cho điều gì. Là mầm cây tốt thì nên bồi dưỡng. Vương Tử Quân cười cười, sau đó mở miệng xem như cho ra quyết định. Thấy Vương Tử Quân không tiếp tục nói về đề tài này, Lý Cẩm Hồ cũng không nói gì thêm. Hắn thầm cảm thấy sự việc lần này chỉ là đối kháng nho nhỏ, căn bản không ai thắng ai thua. Chủ tịch Vương, đi thêm vài km nữa sẽ đến địa phận của huyện Nhạc Huy. Thái Thần Bân đang chăm chú lái xe phía trước chợt khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn dùng ngón tay ấn nút cửa sổ xe, thế là cửa sổ hạ xuống, một cơn gió nóng thổi ùa vào. Vương Tử Quân nhìn mặt trời gay gắt, hắn định mở miệng thì đột nhiên thấy vài người đang làm việc, đám người này đang sơn lại những bức tường. Dừng xe. Vương Tử Quân chờ xe dừng lại thì đi về phía vài người đang làm việc. Đó là bốn người đàn ông trung niên, làn da màu đồng vì phơi nắng, bốn người mặc áo tay ngắn, trên tay cầm một chiếc cọ nhỏ. Chào anh, cho tôi hỏi thăm đường. Vương Tử Quân đi đến bên cạnh một người đàn ông, hắn mời thuốc đối phương, sau đó cười nói. Vài người đàn ông đang làm việc cũng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, nhưng bọn họ lại không từ chối thuốc của Vương Tử Quân, nhanh chóng châm lửa. Ông chủ, xem như ông hỏi đúng người rồi, tôi nói cho anh biết, anh em chúng tôi thật sự quen thuộc bán kính 50 km ở chỗ này. Một người đàn ông ngồi xuống hút thuốc rồi nói với Vương Tử Quân. Cho hỏi Đỗ Gia Khẩu ở chỗ nào? Vương Tử Quân cũng đốt một điếu thuốc rồi hỏi. Đỗ Gia Khẩu cách đây 10 km, anh đi về phái trước hơn 2 cây thì gặp một ngã tư, anh rẽ sang con đường đất phía bên trái, cứ đi thẳng là đến. Cảm ơn các anh, đúng rồi, các anh đang làm gì vậy? Vương Tử Quân nhìn về phía bức tường rồi hỏi. Chúng tôi sơn tường, anh không thấy rõ sao? Tên đàn ông vừa trả lời Vương Tử Quân cười ha hả. Vương Tử Quân cũng không nổi nóng, hắn cười ha hả nói. Tôi biết rõ các anh đang sơn tường, nhưng người ta thường sơn nhà và sơn phòng, thế nào các anh lại sơn tường ngoài đường thế này? À, cho đẹp thôi. Tên đàn ông kia đã hút xong điếu thuốc, hắn ném đầu lọc xuống, sau đó dùng chân dẫm lên rồi cười giải thích. Vương Tử Quân nhìn một bức tường dài được sơn trắng, hắn cũng cảm thấy rất đẹp, thế nhưng làm vậy cũng quá mất công mất việc mà cũng tốn tiền thì phải. Hi hi, chúng tôi cũng mặc kệ, chỉ làm việc kiếm tiền mà thôi. Gần đây các vị quan nói gió chính là mưa, đâu cần quan tâm đến điều gì khác. Tên đàn ông kia tiếp tục lên tiếng, nhưng một người đàn ông lớn tuổi hơn ở bên cạnh đã kéo lại. Nhị Lôi, làm việc đi, cũng đừng nói nhảm. Vương Tử Quân nhìn đám đàn ông tiếp tục lấy cọ quét tường, hắn không khỏi lắc đầu, sau đó quay về xe. Chủ tịch Vương, tôi nghe nói hai ngày trước bí thư Đồng tổ chức họp và nhấn mạnh chú trọng hình tượng của thành phố Đông Bộ, yêu cầu tất cả quận huyện phải làm tốt công tác với diện mạo của mình, đặc biệt là vài con đường chủ đạo, càng phải có tiêu chuẩn thống nhất. Triệu Quốc Lương chờ Vương Tử Quân lên xe rồi khẽ nói. Chương 519, không nắm công nghiệp, không lo nông nghiệp, chỉ chú trọng hoàn cảnh và vệ sinh. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Khi hắn đi đến địa giới huyện Nhạc Huy, đám cán bộ huyện Nhạc Huy đã sớm đến chờ nhanh chóng đón chào. Đi đầu là bí thư huyện ủy Lý Mạnh Lương, hắn tiến lên bắt chặt tay Vương Tử Quân, dùng giọng nhiệt tình hoan nghênh chủ tịch thành phố đến thị sát kiểm tra công tác. Vương Tử Quân cũng không phải là lần đầu tiên đến huyện Nhạc Huy, nhưng lần trước hắn đến trên cương vị là phó chủ tịch thường vụ.
Sau khi bắt tay với Lý Mạnh Lương, hắn cùng bắt tay với Chủ tịch Triệu Cương Truyền và các vị lãnh đạo khác của huyện Nhạc Huy, sau đó leo lên xe, dù sao thì ngoài đường nắng nóng cũng không phải địa điểm nói chuyện. Lý Mạnh Lương và Triệu Cương Truyền cùng lên xe của Vương Tử Quân, trước khi bọn họ lên xe thì Triệu Quốc Lương và Lý Cẩm Hồ đã về xe của Lý Cẩm Hồ. Lý Mạnh Lương ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, Triệu Cương Truyền ngồi trên vị trí tay lái phụ, hắn cười ha hả nói. Chủ tịch Vương, hôm nay xem như tôi tiến lên một bậc, cũng muốn được hưởng thụ cảm giác làm thư ký của lãnh đạo. Triệu Cương Truyền là người rất gầy nhưng ăn nói rất khéo, chỉ một câu nói mà có thể nâng Vương Tử Quân lên, còn kéo gần quan hệ với Vương Tử Quân. Lý Mạnh Lương nhìn thoáng qua Triệu Cương Truyền, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó hắn cười nói. Chủ tịch Triệu, anh muốn làm thư ký cho Chủ tịch Vương, tôi thấy như vậy cũng được, nhưng sau này anh nên ăn nhiều hơn một chút, nếu không sẽ chẳng thể hiện được tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội khoa học. Một câu không ảnh hưởng đến toàn cục của Lý Mạnh Lương làm cho ba người đều nở nụ cười. Nhưng Vương Tử Quân lại có hơi híp mắt trong tiếng cười rộn rã, hai vị lãnh đạo đứng đầu huyện Nhạc Huy nhìn qua có thể nói là hòa hợp trò chuyện vui vẻ, nhưng thực tế lại khác biệt một trời một vực. Năm nay một huyện chủ yếu phát triển nông nghiệp như chúng tôi chú tâm vào các hạng mục trong nông nghiệp, đặc biệt là chú trọng vào công ty gia công lương thực Thuận Đạt trong huyện, quan tâm đến phương thức kinh doanh của công ty, cố gắng kéo 2.000 nông dân ở ba xã chung quanh đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình. Lý Mạnh Lương ở trên xe đại biểu cho huyện Nhạc Huy để làm báo cáo với Vương Tử Quân. Chỉ cần nhìn vào những số liệu phát ra từ miệng của Lý Mạnh Lương, có thể thấy vị bí thư này thật sự cho ra không ít chuẩn bị với báo cáo lần này. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đã từng là chủ tịch huyện, hắn hiểu tình huống dưới tuyến quận huyện là như thế nào. Đừng nhìn vào những lời nói sặc sỡ của Lý Mạnh Lương mà lầm tưởng, nếu không đi xuống thực địa xem xét thì những thứ kia căn bản là không có gì chắc chắn. Chủ tịch Vương, gần đây huyện Nhạc Huy chúng tôi chú ý đi theo con đường nông nghiệp đặc sắc, không những trồng thêm nhiều cây công nghiệp, còn khai khẩn nhiều đất hoang ở phía đông xã Thương Cố để đào ao nuôi cá, hiện tại hoa sen nở rộ tạo nên thắng cảnh tuyệt đẹp ở trong huyện. Thế là có không ít người ở thành phố chạy đến đây ngắm cảnh và tránh nóng, đồng thời cũng bán được nhiều cá hơn. Triệu Cương Truyền nhìn qua thì giống như bổ sung báo cáo của Lý Mạnh Lương, thế nhưng thực tế có ý nghĩa gì thì chỉ hai người bọn họ biết rõ mà thôi. Vương Tử Quân suy đoán mối quan hệ của hai vị lãnh đạo đứng đầu huyện Nhạc Huy, hắn cửa nói. Hai anh nói rất tốt về huyện Nhạc Huy, vậy hôm nay chúng ta cũng không đi theo tuyến đường đã được sắp xếp sẵn. Trạm đầu tiên chúng ta đến nhà máy Thuận Đạt, giữa trưa sẽ đi xem hoàn cảnh nông nghiệp đặc sắc là thế nào, chúng ta cũng không dùng cơm trưa trong huyện thành. Đến vị trí đảo ao nuôi cá, vừa dùng cơm vừa xem như hạ nhiệt. Chủ tịch Vương, anh nói những lời này thật sự là chạm vào đáy lòng tôi. Vừa rồi tôi còn nói với Chủ tịch Triệu, nói là phải mời Chủ tịch Vương đến nếm thử món cá trong huyện, đây rõ ràng là làm quảng cáo cho dịch vụ nông nghiệp sinh thái cho huyện chúng tôi. Ngài chỉ ăn một lần, đối với ngài thì không có vấn đề, thế nhưng như vậy cũng làm cho giá trị con cá của chúng tôi tăng lên gấp bội. Lô Minh Tắc và Triệu Cương Truyền nghe được sắp xếp của Vương Tử Quân thì trong mắt không che giấu được có chút vui vẻ, hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, Lý Mạnh Lương cười lớn nói. Lãnh đạo đến kiểm tra công tác, phía dưới sợ nhất cũng không phải là lãnh đạo xuống kiểm tra theo đường vạch sẵn, chỉ sợ lãnh đạo đi kiểm tra những điểm không chuẩn. Nếu không chuẩn bị thì thật sự không hay, có thành tích thì ai cũng vui vẻ, nhưng nếu để lãnh đạo phát hiện ra có vấn đề, như vậy các anh cứ ở đó mà chờ sấm sét phủ xuống đầu. Vì vậy hai vị lãnh đạo huyện Nhạc Huy khi nghe nói Vương Tử Quân sẽ xuống kiểm tra thị sát thì thật sự khá lo lắng. Tuy trước kia Vương Tử Quân đã từng đến huyện Nhạc Huy kiểm tra công tác, thế nhưng khi đó chỉ là phó chủ tịch thường vụ. Dù chủ tịch Vương khi đó là cán bộ có lực ảnh hưởng cực lớn ở thành phố Đông Bộ, thế nhưng cũng không thể quyết định vận mệnh của hai người bọn họ. Nhưng rõ ràng tình huống lúc này là xưa không bằng nay, Vương Tử Quân là chủ tịch thành phố. Chủ tịch Vương xuống kiểm tra thị sát làm cho hai người Lý Mạnh Lương và Triệu Cương Truyền cực kỳ chú ý. Bọn họ vì muốn làm tốt công tác thị sát của lãnh đạo mà mở hội nghị cùng cho ra những phương án tốt dù tất cả cán bộ huyện đều biết hai người bất hòa rất sâu sắc, khi đó Lý Mạnh Lương và Triệu Cương Truyền nói chuyện khá ăn ý, phối hợp vô cùng kín kẽ. Tuy hai người Lý Mạnh Lương đã có chuẩn bị thế nhưng cũng không dám xem thường, bọn họ chỉ sợ Vương Tử Quân đi không theo đúng đường mình sắp xếp. Tuy bọn họ cũng đã chuẩn bị vài đường khác dự bị, nhưng chỉ có con đường đẹp đẽ mới có thể giữ thể diện cho bọn họ được mà thôi. Bây giờ thì tốt, Chủ tịch Vương đi theo con đường mà huyện Nhạc Huy đã vạch sẵn, điều này đại biểu cho quá trình tiếp đãi của huyện Nhạc Huy đã hoàn thành hơn phân nửa, chuyện còn lại cũng không cần hai người bọn họ quan tâm.
Các anh cũng đừng khoa trương như vậy, hiệu ứng quảng cáo cũng khôn đến mức tốt đẹp như thế. Vương Tử Quân khẽ cười rồi khoát tay nói. Tất nhiên hắn hiểu rõ ý nghĩ của hai vị lãnh đạo chủ quản của huyện Nhạc Huy, hắn sở dĩ chọn con đường sắp xếp sẵn của huyện Nhạc Huy, vì mục đích của hắn lần này cũng không phải là tìm hiểu về các công tác của huyện Nhạc Huy. Hắn muốn thông qua sự kiện lần này để kéo gần quan hệ với các vị cán bộ lãnh đạo huyện Nhạc Huy, tạo nên cơ sở tốt cho công tác trong nhiệm kỳ mới của khối chính quyền thành phố vào cuối năm. Vì đã có chuẩn bị cho nên hành trình là một đóa hoa, lúc này còn chưa vào mùa khoai lang. Nhà máy Thuận Đạt đáng lý ra cũng chỉ hoạt động cầm chừng vì chưa đến mùa sản xuất chủ yếu. Thế nhưng khi Vương Tử Quân đến, nơi này thật sự bận rộn náo nhiệt. Quản lý của công ty trên cơ bản là cán bộ huyện, đại biểu cho huyện Nhạc Huy phụ trách công tác quản lý và vận hành nhà máy. Sau khi bắt tay với Vương Tử Quân, vị cán bộ nhìn có vẻ béo tốt lên tiếng giới thiệu cho Vương Tử Quân về nhà máy Thuận Đạt, nói rất rõ ràng và thuần thục. Chủ tịch Vương, nhà máy Thuận Đạt chúng tôi chủ yếu sản xuất bánh phở, các loại bột và miến, với nguyên liệu chủ yếu là khoai lang, đậu xanh và các loại cây nông nghiệp khác. Vì đảm bảo có nguồn cung cấp nguyên liệu dồi dào, chúng tôi dùng phương thức ký kết hợp đồng để nông dân trồng cây lương thực theo đúng quy định. Làm vậy không những đề cao tính tích cực của nhân dân, còn đề cao thu nhập của các hộ gia đình lên hơn 200 đồng. Tên cán bộ phụ trách càng nói càng có thứ tự, cũng không biết bên trong có bao nhiêu lời dối trá. Lúc bắt đầu hắn thật sự có chút sợ hãi khi báo cáo với chủ tịch thành phố. Nhưng khi thấy nụ cười thân thiện của chủ tịch, lá gan của hắn cũng lập tức lớn lên. Chủ tịch thì làm sao? Chủ tịch cũng là người, hơn nữa còn trẻ như vậy đã là chủ tịch thành phố, cũng không biết sau lưng người này có bao nhiêu mối quan hệ cứng. Thật sự là người so với người giận đến phát điên, hàng so với hàng thật sự khác biệt quá lớn, thế nhưng lúc này mình nói thế nào thì đối phương cũng chỉ biết nghe mà thôi. Tên cán bộ này cảm thấy mình có thể lừa dối được chủ tịch thành phố. Tuy biểu hiện thì có vẻ cung kính nhưng trong lòng lại không khỏi vui sướng và hưởng thụ. Bây giờ nguồn tiêu thụ thế nào? Vương Tử Quân đợi tên cán bộ giới thiệu xong thì khẽ hỏi. Rất tốt, chỉ cần sản xuất ra là có thể bán ra ngoài, vì có nhà nào làm cơm mà không dùng bánh phở của chúng tôi. Tên cán bộ mập mạp nở nụ cười hớn hở, sau đó vò đầu đáp. Lý Mạnh Lương và Triệu Cương Truyền cũng mỉm cười đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ xem như lần này vượt qua kiểm tra. Hai người bọn họ cũng nghe rõ tên cán bộ mập kia trả lời câu hỏi của lãnh đạo, bọn họ biết rõ tên kia rất có kinh nghiệm, sẽ không có vấn đề gì xảy ra. À, vậy thì tốt. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua tên cán bộ mập, lại nói tiếp. Nhưng bây giờ lợi nhuận làm bánh phở cũng không cao thì phải. Tên cán bộ mập cũng không ngờ Vương Tử Quân lại có chú kiến thức về lợi nhuận về bánh phở, hắn ngây người một chút, sau đó thành thật trả lời. Đúng vậy Chủ tịch Vương. Nhà máy gia công đơn giản, các phân xưởng cũng tùy ý gia công, vì vậy phương diện giá cả cũng không quá cao. Anh nói rất đúng, nhưng đó cũng chỉ là một nguyên nhân, tôi cảm thấy vấn đề chủ yếu nhất chính là chất lượng. Anh đến đây nói xem, bánh phở đậu xanh này rốt cuộc có bao nhiêu phần đậu xanh bên trong. Vương Tử Quân khẽ nâng một khối bánh phở lên rồi cười hỏi. Điều này. Tên cán bộ mập làm giám đốc nhà máy, hắn tất nhiên hiểu rõ vấn đề. Nhưng hắn lại không dám trả lời Vương Tử Quân. Lúc này hắn chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía bí thư Lý Mạnh Lương và chủ tịch Triệu Cương Truyền. Nhưng lúc này bí thư và chủ tịch huyện cũng đang cảm thấy phát run, nào quan tâm đến ánh mắt cầu cứu của tên kia. Hai người Lý Mạnh Lương và Triệu Cương Truyền cũng không am hiểu về chuyện này, tuy bọn họ cũng muốn chen vào vài lời, thế nhưng lúc này lại sinh ra cảm giác không biết nói gì cho phải. Vì hàm lượng đậu xanh thấp cho nên giá cả mới thấp. Nếu chỉ dựa vào phương án dùng bột khoai lang thay cho bột đậu xanh thì rõ ràng là càng làm càng giả, giá cả càng thấp, cuối cùng xí nghiệp chỉ có thể đi vào con đường diệt vong. Nếu muốn phát triển công ty đến mức thật sự kiêu ngạo thì chỉ nên chú trọng vào chất lượng, đẩy mạnh công tác tạo dựng nhãn hiệu, chỉ cần làm cho người ta nhắc đến công ty Thuận Đạt là giơ ngón tay cái, nói rằng chất lượng tốt, như vậy dù giá đắt thì cũng có người mua, đồng thời cũng có thể tiến vào thị trường cấp cao. Anh Mâu, sau này các anh nên đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu, tôi sẽ phụ trách tìm người tiêu thụ nguồn hàng cho các anh thấy thế nào? Tên cán bộ mập nào dám phản đối lời Vương Tử Quân? Tuy hắn cảm thấy lời đề nghị của Vương Tử Quân căn bản không phù hợp thực tế, nhưng hắn lại không dám mở miệng phản đối. Dù sao thì hắn đang nói chuyện với chủ tịch thành phố, mà nhà máy này cũng không phải là của hắn, chỉ cần bí thư và chủ tịch huyện đồng ý thì làm sao cũng được. Lý Mạnh Lương thấy tên cán bộ mập không nói một lời thì thầm mắng đối phương ngu như heo, chuyện tốt như vậy mà không chịu đồng ý.
Tuy hắn cảm thấy biện pháp của Vương Tử Quân là rất tốt, nhưng hắn cũng không phải coi trọng biện pháp này, hắn chú trọng đến người đưa ra biện pháp. Chỉ cần hắn kéo được quan hệ tốt đẹp với Vương Tử Quân, dù nhà máy Thuận Đạt này đóng cửa cũng không là vấn đề. Chủ tịch Vương, ngài cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tuân theo ý của ngài, sẽ cố gắng quan tâm trọng điểm đến chất lượng. Triệu Cương Truyền cũng có cùng tâm tư với Lý Mạnh Lương, hắn liếc mắt nhìn tên cán bộ mập, sau đó trực tiếp lên tiếng. Vương Tử Quân cười cười xem như đồng ý với Triệu Cương Truyền. Sau khi đi ra nhà máy thì Vương Tử Quân cười nói. Bí thư Mạnh Lương, chủ tịch Cương Truyền, nhà máy Thuận Đạt phát triển khá tốt, là một đại biểu xí nghiệp của tuyến xã huyện, nhưng những xí nghiệp như thế này muốn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ngoài vấn đề quản lý cần phải chú trọng, quan trọng nhất lại chính là chất lượng. Đặc biệt là các xí nghiệp thực phẩm, các anh càng phải coi trách nhiệm là nhiệm vụ hạng nhất. Bây giờ bánh phở của các anh vài hào một ký còn khó bán, nhưng nếu chúng ta có danh tiếng làm sản phẩm tinh khiết và nguyên chất, tôi dám nói dù giá cả gấp đôi thì người ta cũng tranh nhau mua. Chủ tịch Vương nói rất đúng. Lý Mạnh Lương và Triệu Cương Truyền trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó cả hai thật sự ăn ý nói lời nịnh hót với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân sao không nhìn thấy biểu hiện của hai người này? Nhưng hắn cũng không nói nhiều, những lời vừa rồi của hắn cũng không phải thuận miệng nói cho vui, nó có căn cứ rõ ràng. Trong kiếp trước, các thôn Yên Chi Nam không xa cũng có một thôn làm miến, lúc đầu làm sản phẩm tinh khiết nguyên chất, sau đó dần thay đổi, cho vào quá nhiều tinh bột, vì thế mà cuối cùng không thể bán ra ngoài. Trong lúc đó những nơi làm miến tinh chất lại càng tăng giá bán, hơn nữa giá cả có cao đến đâu cũng có người mua. Vương Tử Quân cũng không muốn nhiều lời. Những chuyện thế này chỉ có sự thật mới chứng minh được thôi, bây giờ hắn dù có nói gì cũng không có chút tác dụng. Nhóm người Vương Tử Quân rời khỏi nhà máy Thuận Đạt thì đã hơn 10 giờ sáng, không khí rất nóng, những con sóng nhiệt cuồn cuộn khắp đất trời. 20 phút sau đoàn người Vương Tử Quân đi đến một khu vực vài trăm hecta sen, Vương Tử Quân ngồi trong xe nhìn qua cửa sổ thấy không gian trước mắt đều là sen xanh ngắt, hắn không tự chủ được sinh ra cảm giác mát lạnh. Hoa sen từ trong kẽ lá ngóc đầu lên không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác say mê. Từ trong xe đi ra, chỗ này thật sự căn bản không có chút cảm giác nóng bức, gió nhẹ thổi lên, lá sen khẽ đung đưa, hương sen thoang thoảng, thật sự làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Nơi này rất đẹp và mát mẻ, xem như hôm nay chúng ta đến đúng địa điểm rồi. Vương Tử Quân nhìn lá sen xanh mát trải dài trước mắt rồi nói với Lý Mạnh Lương ở bên cạnh. Chủ tịch! Khu vực này trước kia là đầm hoang, được chính quyền xã Thương Cố đẩy mạnh khai phá, bây giờ đã là những cánh đồng sen mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Không những có nguồn thu từ cây sen, bên dưới còn tận dụng nuôi cá, cũng là một nguồn thu không nhỏ. Hai ngày trước xã Thương Cố đã cho ra báo cáo nói rằng sẽ mở rộng trên 100 hecta mặt nước nuôi cá, bây giờ trong huyện đang thương lượng chuyện này. Đây là chuyện tốt, trong huyện cần phải tăng cường giúp đỡ. Đúng rồi. Phòng nông nghiệp hiện tại đang có trong tay quỹ giúp đỡ các hạng mục nông nghiệp hiệu suất cao của Sở Nông nghiệp tỉnh, các anh có thể tranh thủ nguồn tài chính kia để đầu tư hạng mục của mình. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi gật đầu với Lý Mạnh Lương. Lý Mạnh Lương tuy cũng biết có chuyện như vậy nhưng khi nghe Vương Tử Quân lên tiếng thì cũng nhanh chóng cảm tạ sự quan tâm của lãnh đạo thành phố với huyện Nhạc Huy. Khi hai người nói chuyện với nhau thì Triệu Cương Truyền đi đến, bước tiến của hắn có hơi nhanh. Lúc này trên mặt còn mang theo những giọt mồ hôi rất lớn. Chủ tịch Vương, đều đã chuẩn bị xong, chúng ta đi nghỉ ngơi một lát. Triệu Cương Truyền đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó hắn chỉ tay về phía một mái đình nghỉ mát cách đó không xa rồi cười nói. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không phản đối tình huống nghỉ ngơi như thế này, hôm nay hắn đến chỉ với mục đích tăng cường liên hệ với cán bộ chủ chốt của huyện Nhạc Huy, tất nhiên sẽ khó tránh khỏi tình huống uống vài ly. Hơn nữa bây giờ thời tiết quá nóng bức. Hắn càng không thể ở mãi nơi này. Gâu gâu gâu. Tiếng chó sủa truyền đến từ phương xa, Vương Tử Quân nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy hơn 10 con chó chạy như điên về phía bên này, trước mặt đám chó là hai con thỏ vàng, phía sau còn có một nhóm đàn ông. Nhóm người này cùng sắn tay áo cùng nhau reo hò ra lệnh cho đàn chó của mình. Bên cạnh hồ sen là ruộng đồng, cây ngô bên trong cũng đã cao hơn nửa thước, đám người và chó kia đuổi theo hai con thỏ. Dù vẫn còn đang ở khá xa chưa chạy đến bên này, thế nhưng đứng đây cũng thấy có nhiều cây ngô bị ngã đổ. Lý Mạnh Lương thấy đám người phía bên kia thì vẻ mặt chợt biến đổi, Triệu Cương Truyền cũng dừng bước. Bí thư Lý, chủ tịch Triệu, sao trùng hợp như vậy? Chúng tôi bắt được vài con thỏ hoang, lấy nó làm món nhắm cho các anh nhé. Chạy đầu là một người đàn ông hơn 30 tuổi,
người này có gương mặt ngăm đen làm cho người ta nhìn qua và cảm thấy đó là một nông dân thứ thiệt. Nhưng những người này lại căn bản có quá nhiều điểm khác biệt so với nông dân, ít nhất thì bọn họ thấy bí thư và chủ tịch huyện mà không chút sợ hãi, ngược lại còn có thể mở miệng dùng giọng bình tĩnh như vậy để bắt chuyện. Hai mắt Lý Mạnh Lương xoay chuyển vài vòng, hắn cười nói. Anh Lưu, nếu anh kiếm thêm vài con thỏ nữa thì mới có thể chiêu đãi được chủ tịch Vương, nếu chỉ một con thì cũng chỉ cho mình tôi ăn mà thôi. Chủ tịch Vương, đây chính là Lưu Siêu Trì, có lẽ ngài không biết anh ấy, nhưng anh của anh ta là Lưu Chiêu Phong, có lẽ ngài cũng không xa lạ gì người này. Đây chính là niềm kiêu ngạo của huyện Nhạc Huy, không, phải là của cả thành phố Đông Bộ. Lý Mạnh Lương lên tiếng giới thiệu thân phận của Lưu Siêu Trì cho Vương Tử Quân, thế nhưng trọng điểm vẫn là anh của Lưu Siêu Trì, là Lưu Chiêu Phong. Lý Mạnh Lương nói Lưu Chiêu Phong là niềm kiêu ngạo của cả thành phố Đông Bộ thì có hơi quá. Nhưng Lưu Chiêu Phong cũng có thể coi là một nhân vật trong thành phố Đông Bộ. Bây giờ Lưu Chiêu Phong đang mang quân hàm thiếu tướng ở quân khu thủ đô, chính là một trong những con dân Đông Bộ phát triển mạnh mẽ ở bên ngoài. Thì ra là chủ tịch Vương đến, ha ha, xem ra những con thỏ này hôm nay gặp được quý nhân. Chủ tịch Vương, mời ngài nếm thử, nếu thích thì tôi sẽ bắt thêm làm quà cho ngài. Lưu Siêu Chỉ vừa đưa vài con thỏ qua vừa cười hì hì nói. Anh Lưu, cảm ơn thỏ của anh. Nhưng lần sau đuổi thỏ thì các anh cũng nên chú ý một chút, dù sao thì hoa màu cũng đang trong giai đoạn phát triển, chú ý không nên để chúng bị gãy đổ. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Lưu Siêu Trì rồi khẽ nói. Vẻ mặt Lưu Siêu Trì chợt đỏ hồng, từ khi vị trí của anh hắn trên thủ đô ngày càng nặng thì chính hắn cũng phát triển mạnh mẽ trong huyện Nhạc Huy. Dù hắn đối mặt với nhóm người Lô Minh Tắc và Triệu Cương Truyền cũng không quá mức kiêng nể, khác biệt là hai người kia còn phải khách khí với hắn. Bây giờ lại khác biệt, mình đuổi thỏ làm món nhắm cho vị chủ tịch đại nhân kia, không những chủ tịch đại nhân không lĩnh tình, còn nói ra những lời phê bình mình trước mặt bao người. Thế là một cảm giác nổi nóng chợt bùng lên trong lòng Lưu Siêu Trì. Nếu chủ tịch Vương không thích thì chúng ta đưa về tự xử lý, đi thôi anh em, hai con thỏ cũng chưa đủ ăn, chúng ta bỏ thêm chút sức, lát nữa mọi người có một bữa uống no say. Lưu Siêu Trì lấy hai con thỏ về, sau đó lớn tiếng hô với đám đàn ông đứng sau lưng. Đám người kia vốn chỉ đi theo Lưu Siêu Trì để tìm chút nguồn vui mà thôi, tuy bọn họ cũng nghe nói người thanh niên kia là chủ tịch thành phố, nhưng bây giờ bọn họ nghe được lời mời của Lưu Siêu Trì, thế là cùng nhau chạy đi. Đột nhiên một con thỏ chạy ra, đám người lại gào thét chạy theo con thỏ xấu số, vô tình khoảng đất cách đó không xa chợt rối loạn. Vẻ mặt Lô Minh Tắc và Triệu Cương Truyền lúc này cực kỳ khó coi, bọn họ lúc này thậm chí còn sinh ra xúc động muốn cho tên khốn Lưu Siêu Trì kia một bài học. Nhưng tên kia có người anh là thiếu tướng che chở, bọn họ cũng không làm gì được người ta. Chủ tịch Vương, Lưu Siêu Trì là một kẻ lỗ mãng, từ nhỏ đã không ăn học, ngài cũng đừng chấp nhất loại người như hắn. Hai ngày nữa tôi sẽ để hắn đến xin lỗi ngài. Lý Mạnh Lương cắn chặt răng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn gương mặt vã đầy mồ hôi của Lý Mạnh Lương, hắn trầm mặt xuống nói. Bí thư Lý, nông dân trồng lương thực cũng không dễ dàng gì. Lý Mạnh Lương nhìn gương mặt lạnh lẽo của Vương Tử Quân, trong lòng càng căng cứng, càng mắng Lưu Siêu Trì, thầm nghĩ một đợt kiểm tra tốt đẹp lại bị tên khốn kia làm loạn. Vương Tử Quân dù đang dùng cơm trong một tòa đình ở bên cạnh hồ sen nhưng đám lãnh đạo đảng ủy chính quyền huyện Nhạc Huy đều cảm nhận được lãnh đạo đang mất hứng. Nhưng hai người Lý Mạnh Lương và Triệu Cương Truyền thật sự không dám đến gây phiền phức cho Lưu Siêu Trì. Vương Tử Quân đơn giản uống một chén canh cá, lại ăn hai cái bánh bao. Sau đó hắn rời khỏi huyện Nhạc Huy. Lý Mạnh Lương và Triệu Cương Truyền tiễn Vương Tử Quân đến vùng giáp danh, sau đó mới rời đi. Lý Cẩm Hồ lại leo lên xe của Vương Tử Quân, hắn cũng thấy rõ sự kiện liên quan đến Lưu Siêu Trì, nhưng vì có mặt Lý Mạnh Lương và Triệu Cương Truyền nên không tiện mở miệng. Chủ tịch Vương, chuyện này không thể tránh được, chỉ cần địa phương xuất hiện một nhân tài, như vậy đảng ủy chính quyền địa phương đều tỏ ra cực kỳ cung kính. Đối với một địa phương nếu có nhân tài phát triển mạnh mẽ bên ngoài sẽ tạo ra nhiều đường ra, dù là sự việc liên quan đến địa phương hay chuyện của mình cũng có thể mượn nhờ danh tiếng của người này. Vì vậy mà lãnh đạo địa phương rất quan tâm đến thân nhân con cháu của các vị lãnh đạo kia, những chuyện nhỏ đều mở một mắt nhắm một mắt cho qua, như vậy xem như hai bên đều vui vẻ và tốt đẹp. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn hiểu rõ đây là chuyện không thể tránh được. Ví dụ như ông nội của hắn. Tuy đã về hưu nhưng lực ảnh hưởng vẫn là như trước, những thân thích và cán bộ dưới quê mỗi năm đều đến thăm hỏi. Tuy ông cụ cũng không hỏi đến chuyện xảy ra dưới xã huyện,
thế nhưng người dưới xã huyện lại nhờ vào danh tiếng của ông cụ mà kiêm được khá nhiều lợi ích. Tốt tốt tốt. Khi Vương Tử Quân và Lý Cẩm Hồ đang nói chuyện với nhau, điện thoại của Vương Tử Quân chợt vang lên. Hắn lấy điện thoại ra xem, là một số máy lạ, nhưng số máy này rất đẹp, năm số sau cùng đều là số 8. Vương Tử Quân có chú trầm ngâm, hắn bấm nút nghe, chợt nghe thấy bên trong điện thoại vang lên một âm thanh rất nhiệt tình. Chào Chủ tịch Vương, tôi là Lưu Siêu Cử của công ty bất động sản Lập Phong. Vương Tử Quân chưa từng nghe nói về công ty bất động sản Lập Phong, nhưng lúc này chính sách của quốc gia đang khá thông thoáng, cũng có một nhóm công ty bất động sản phát triển quật khởi. Vì hắn không có ấn tượng gì với người này nên chỉ ừ một tiếng mà thôi. Chủ tịch Vương, vừa rồi tôi đã mắng lão tứ nhà chúng tôi một chặp, tiểu tử kia từ nhỏ đến lớn có chút hồ đồ, không biết ai đối xử tốt với mình. Ngài là người rộng lượng, kính mong ngài đừng chấp nhất một người như nó. Sau khi nghe rõ lời Lưu Siêu Cử, Vương Tử Quân chợt hiểu ra nguyên nhân, thì ra đối phương đến xin lỗi em trai, có lẽ Lưu Siêu Cử này cũng là em trai của Lưu Chiêu Phong. À, cũng không có chuyện gì, giám đốc Lưu cũng không nên quá quan tâm. Người ta đến xin lỗi thì Vương Tử Quân cũng không nên quá gắng gượng khó chịu. Cảm ơn Chủ tịch Vương khoan hồng độ lượng, nhưng tứ đệ thật sự là vì chúng tôi mà sinh hư, Chủ tịch Vương cứ yên tâm, sau này sẽ không bao giờ cho cậu ta tiếp tục đuổi thỏ phá hoại hoa màu. Chủ tịch Vương, hai ngày trước anh tôi gọi điện thoại, nói rằng vài ngày nữa sẽ về thăm mẹ, không biết hai ngày sau anh có rảnh không? Nếu có thời gian thì chúng ta cùng nhau uống vài ly. À, để tôi xem tình huống cái đã. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi thản nhiên nói. Lưu Siêu Cử thấy phản ứng bình thản của Vương Tử Quân thì cũng không tiếp tục nhắc lại, hắn cười vài câu trong điện thoại, sau đó cúp điện thoại. Cẩm Hồ, anh đã nghe qua cái tên Lưu Siêu Cử chưa? Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi quay sang hỏi Lý Cẩm Hồ. Chủ tịch, Lưu Siêu Cử là con thứ hai trong nhà, trước kia khi anh của hắn còn chưa được đề bạt thì hắn là ông chủ thầu nắm trong tay một nhóm công nhân, nhưng bây giờ nghe nói mở một công ty bất động sản. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn định lên tiếng thì một mảnh tường trắng chợt xuất hiện trước mặt, hắn vội vàng hỏi Thái Thần Bân. Thần Bân, đây là đâu? Chủ tịch, đã rời khỏi địa giới huyện Nhạc Huy được 5 km rồi. Thái Thần Bân cũng không hiểu Vương Tử Quân có ý gì, hắn vừa chạy chậm lại vừa khẽ nói. Mau quay đầu xe, ông nội có một chuyện trước nay luôn căn dặn mà tôi luôn quên mất, bây giờ nếu tiếp tục quên thì chỉ sợ sẽ bị lột ra. Vương Tử Quân dùng giọng tự giễu nói. Đi đến Đỗ Gia Khẩu. Nếu nói đến sự kiện liên quan đến Đỗ Gia Khẩu, phải nhắc đến tình huống lần trước Vương Tử Quân về ăn mừng thọ ông nội. Khi trò chuyện với ông thì Vương Tử Quân ngẫu nhiên nhắc đến huyện Nhạc Huy, kết quả là ông nội nhớ mình có một chiến hữu ở thôn Đỗ Gia Khẩu, vì vậy nói Vương Tử Quân đi tìm xem vị chiến hữu kia còn ở đó không. Vương Tử Quân luôn khắc ghi lời phân phó của ông nội, hắn về thành phố Đông Bộ và chuẩn bị đến thôn Đỗ Gia Khẩu để xem xét. Nhưng khi quay về lại có quá nhiều việc xảy ra, thế cho nên mãi kéo dài đến tận bây giờ. Tối qua ông nội còn tự mình gọi điện thoại đến, tuy không nói gì thêm nhưng Vương Tử Quân là người hiểu rõ ông mình, hắn biết ông mình đang rất tức giận. Vì vậy lần này Vương Tử Quân đến huyện Nhạc Huy có thể nói là công tư vẹn cả đôi đường, vừa tiến hành kiểm tra thị sát huyện Nhạc Huy vừa có thể chạy đến thôn Đỗ Gia Khẩu tìm vị chiến hữu của ông nội có tên là Đỗ Ngọ Thành. Lúc này Thái Thần Bân mới nhớ buổi sáng đến huyện Nhạc Huy thì Vương Tử Quân có yêu cầu dừng xe hỏi đường, lúc này dân công đã đi nghỉ ngơi đâu hết, hai bên đường chỉ còn lại những bức tường trắng. Những bức tường trắng kia ngoài lãng phí nhân lực vật lực thì được cái gì? Vương Tử Quân nhìn những bức tường mà rơi vào trầm ngâm. Chủ tịch, khi thấy Vương Tử Quân không nói lời nào thì Thái Thần Bân có chút do dự, sau đó khẽ hô lên với Vương Tử Quân. Đi lên phía trước, cứ đi thẳng sẽ đến Đỗ Gia Khẩu. Vẻ mặt Vương Tử Quân khẽ động, hắn khoát tay với Thái Thần Bân rồi nói. Chủ tịch Vương, Bí thư Đồng đề xuất chú trọng diện mạo thành phố, điều này tôi đồng ý, nhưng tôi cảm thấy chuyện thay đổi diện mạo của thành phố cũng không phải làm như thế này. Anh xem, bây giờ những bức tường ở ngoài đường đều được sơn trắng, ngoài có thể che chắn sự cũ nát, căn bản chẳng có tác dụng nào. Hai ngày trước tôi có nghe nói có xã huyện vì muốn hoàn thành nhiệm vụ sơn tường mà bỏ ra khá nhiều tiền. Cũng có một vị lãnh đạo huyện vì gây bất lợi cho hạng mục này, thế là trực tiếp tuyển chuyển từ vị trí lãnh đạo huyện sang làm phó cục trưởng cục tôn giáo. Lý Cẩm Hồ nếu so sánh với trước kia thì đã biết đưa đẩy hơn, nhưng nếu nhìn trên phương diện bản tính thì căn bản không có gì khác xưa, đây chính là điểm làm cho Vương Tử Quân tán thưởng. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt tức giận bất bình của Lý Cẩm Hồ,
đầu óc hắn chợt xoay chuyển, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Cẩm Hồ, anh ngoài thời điểm công tác ở huyện Lô Bắc thì hình như chủ yếu đều công tác ở cơ quan phải không? Lý Cẩm Hồ nói ra ý nghĩ của mình, lại không ngờ Vương Tử Quân lại nói đến chuyện liên quan đến mình. Tuy hắn biết rõ Vương Tử Quân sẽ tuyệt đối không bạc đãi mình, thế nhưng lúc này hắn cũng không hiểu rõ rốt cuộc Chủ tịch Vương có ý gì, thế là khẽ trả lời. Đúng vậy, Chủ tịch Vương, đại đa số thời gian tôi đều công tác ở cơ quan đơn vị. Anh nên xuống tuyến dưới rèn luyện. Vương Tử Quân khẽ khoát tay áo với Lý Cẩm Hồ, sau đó nói tiếp. Tôi biết rõ tâm tư của anh, nhưng nếu không đến làm người đứng đầu một huyện, sau này sẽ là một cản trở lớn cho anh trên đường phát triển. Bây giờ nhìn qua thì thấy vị trí thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố sẽ cực kỳ có cảnh tượng, thế nhưng anh cũng không thể nào là thư ký trưởng cả đời được. Lý Cẩm Hồ hiểu Vương Tử Quân sắp xếp cho mình xuống tuyến dưới rèn luyện, tất cả cũng là suy nghĩ cho mình. Tuy hắn thật sự động tâm với vị trí thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố, thế nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thật sự đúng như những lời của Vương Tử Quân, vị trí thư ký trưởng tuy cực kỳ có cảnh tượng nhưng thật sự không có tương lai bằng xuống tuyến dưới làm lãnh đạo quận huyện. Tôi nghe theo lời chủ tịch. Lý Cẩm Hồ trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng kiên định nói với Vương Tử Quân. Vậy thì tốt, hai tháng sau, thành phố sẽ điều chỉnh ban ngành, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho anh. Đúng rồi. Tôi cũng sẽ không cho anh đi một mình, Thần Bân cũng sẽ cùng đi với anh. Thái Thần Bân vốn là lái xe, hắn cũng không ngờ Vương Tử Quân lại nói đến mình. Sau khi nghe được câu nói mình và Lý Cẩm Hồ sẽ cùng đi của Vương Tử Quân, hắn thật sự cảm thấy có chút hoảng loạn. Nhưng hắn là một lái xe kỳ cựu, hắn nhanh chóng ổn định tâm thần của mình, sau đó tiếp tục lái xe cực kỳ ổn định. Thần Bân theo tôi vài năm, bây giờ thân phận cũng đã là cán bộ. Bây giờ nên xuống tuyến xã làm một vị phó chủ tịch xã để rèn luyện, đường của mình dù sao cũng phải đi từng bước một. Vương Tử Quân khẽ khoát tay áo với Thái Thần Bân đang định lên tiếng, sau đó khẽ nói. Chủ tịch Vương, tôi muốn là lái xe của ngài, tôi cảm thấy lái xe cho ngài thì an tâm hơn. Thái Thần Bân nghe thấy Vương Tử Quân sắp xếp cho mình, tuy có chút lo lắng nhưng cũng cảm động. Hắn biết rõ mình xuống tuyến dưới dù chỉ là phó chủ tịch xã nhưng lại có Lý Cẩm Hồ và Vương Tử Quân quan tâm. Tuyệt đối có thể nói là bò trên một chiếc thang lớn tiến lên trời, không quá vài năm thì chính mình sẽ phát triển vượt bậc. Nhưng cũng giống như những lời hắn vừa nói, nếu so sánh với tình huống có tương lai tươi sáng hơn, hắn tình nguyện làm lái xe cho Vương Tử Quân. Ha ha ha, Thần Bân, nào có người chạy xe cả đời, đầu óc cậu rất linh hoạt, xuống rèn luyện biết đâu sẽ trở thành một người đắc lực và có khả năng. Người đắc lực và có khả năng, Thái Thần Bân tái diễn lời nói của Vương Tử Quân. Hắn không khỏi thầm cho ra quyết định, sau này mình nhất định phải làm sao cho ra dáng, tuyệt đối không để cho Vương Tử Quân mất mặt. Hắn phải công tác làm sao để vài năm sau trở thành một người đắc lực trong phái của Chủ tịch Vương. Sau khi xe rẽ vào đường đất thì càng thêm khó đi, chưa nói đường gồ ghề, có những nơi xuất hiện những hố sâu hóm, nếu không phải hai ngày qua không có mưa, chỉ sợ xe sẽ bị mắc lầy ở nơi này. Thái Thần Bân lái xe cực kỳ chú ý, trong lòng thầm mắng con đường quá xấu. Thầm nghĩ lái xe về thì ít nhất cũng phải đi tu sửa lại một lần. Hắn là một người rất có cảm tình với chiếc xe của mình, thế cho nên lúc này cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng Thái Thần Bân cũng không tiếp tục mắng con đường này, vì phía trước xuất hiện một ngã ba, hắn nhìn sang và thấy con đường kia càng khủng khiếp hơn, vừa xấu vừa hẹp. Hắn cười khổ một tiếng, giảm tốc độ xe đến mức chậm nhất, phương hướng chính là thôn Đỗ Gia Khẩu. Đường đất bụi mù mịt, chiếc xe màu đen được phủ thêm một lớp bụi đất màu vàng. Đường vẫn rất khó đi nhưng may mà không phải rẽ vào bất kỳ con đường nào khác, sau hơn chục phút chạy xe gập ghềnh, đám người Vương Tử Quân đi đến một thôn nhỏ. Thôn này không khác gì những thôn khác trong thành phố Đông Bộ, dưới ánh nắng gay gắt, ngoài tiếng ve sầu rộn rã thì căn bản không còn quá nhiều sức sống. Dưới bóng cây là những con chó nằm bẹp dí, khi xe Vương Tử Quân chạy đến thì chúng cũng không thèm đứng lên sủa lấy lệ. Nhưng xe hơi đến thì chỉ sau vài phút đã kéo đến một đám trẻ con. Đám trẻ mặc quần áo ngắn củn cỡn dùng ánh mắt tò mò nhìn người lạ và chiếc xe đi đến thôn của mình, vẻ mặt đứa bé nào cũng tràn đầy hiếu kỳ và hưng phấn. Cậu bé, trong thôn các cậu có ai tên là Đỗ Ngọ Thành không? Vương Tử Quân bước xuống xe, hắn nhìn về phía một tên thiếu niên hơn 10 tuổi rồi cười hỏi. Không biết, tên thiếu niên thấy Vương Tử Quân bước xuống xe thì có chút sợ hãi, thế nhưng khi Vương Tử Quân nở nụ cười hỏi một câu, hắn nhanh chóng lắc đầu trả lời. Vương Tử Quân chợt cảm thấy lạnh lẽo, tuy trong thôn có rất nhiều đứa trẻ không biết tên của các cụ già, thế nhưng không biết tên như vậy còn đại biểu cho một khả năng,
chính là ông lão kia đã mất, vì vậy đám trẻ trong thôn mới không biết được sự tồn tại của ông cụ. Ông nội yêu cầu Vương Tử Quân đến tìm Chiến Hữu, hắn tất nhiên sẽ hy vọng ông nội của mình có thể gặp được Chiến Hữu, có thể nắm tay trò chuyện vui vẻ với nhau, cùng nói về những sự việc xảy ra năm xưa. Có thể nói gặp lại bạn cũ rất có lợi cho sức khỏe của Vương Lão Gia Tử vào lúc này. Nếu biết Chiến Hữu đã qua đời thì dù thế nào Vương Lão Gia Tử cũng có chút đả kích, Vương Tử Quân cũng biết mình thật sự khó thể nào gạt được ông mình, hắn căn bản không làm được điều này. Khi Vương Tử Quân do dự thì có vài người đến vây quanh, trong số này có già có trẻ, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vương Tử Quân lại có gì đó không đúng. Ánh mắt của bọn họ rõ ràng có địch ý. Vương Tử Quân là người sinh sống dưới thôn không ít năm, hắn kêu biết phải làm thế nào để liên hệ với thôn dân. Hắn rút ra một điếu thuốc mời một người đàn ông hơn 60 đứng bên cạnh xe đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chính mình, lại tươi cười nói. Chào chú, mời chú điếu thuốc. Ông lão nhận thuốc nhìn, cũng không nói lời nào. Lúc này Vương Tử Quân tiếp tục mời thuốc một tên thanh niên ở bên cạnh. Bộp, tên thanh niên xắn tay áo lên khuỷu tay tiếp nhận điếu thuốc của Vương Tử Quân, sau đó trực tiếp ném xuống đất rồi giẫm lên thật mạnh. Anh muốn gì? Sau khi Vương Tử Quân xuống xe thì Thái Thần Bân cũng xuống xe, hắn thấy tên thanh niên kia ném điếu thuốc của Vương Tử Quân xuống đất, thế là hắn nổi giận chỉ vào tên thanh niên kia rồi quát lớn. Ông không hút thuốc của các người, muốn đánh nhau sao? Tôi cho anh biết, loại người như anh tôi chấp cả ba. Tên thanh niên kia còn nóng hơn cả Thái Thần Bân, sau khi nghe thấy Thái Thần Bân quát một tiếng thì trực tiếp nhảy ra lớn tiếng quát lại Thái Thần Bân. Thần Bân, đừng nói nữa. Vương Tử Quân vung tay lên với Thái Thần Bân rồi trầm giọng quát. Thái Thần Bân tuy không sợ tên thanh niên kia thế nhưng lại không thể không nghe lời Vương Tử Quân, hắn nhìn lướt qua tên thanh niên kia, sau đó lui về phía sau, đứng bên cạnh Vương Tử Quân. Nhị pháo, cậu quay về, đây không phải chỗ cậu có thể nói chuyện. Một ông lão hơn 50 nói một câu với tên thanh niên, sau đó lạnh giọng nói với nhóm Vương Tử Quân. Chúng tôi không chào đón các anh, thế nên các anh đi đi. Vừa đến thăm đã không được chào đón, Vương Tử Quân dù có chút không thoải mái nhưng vẫn cười nói. Chào anh, chúng tôi muốn tìm một người, hỏi xong chúng tôi sẽ đi ngay. Chương 520, đến núi nào hát bài ca nấp. Tam gia gia, bọn họ muốn tìm nhị gia gia. Tên thiếu niên vừa rồi lắc đầu với Vương Tử Quân chợt lớn tiếng nói với ông lão bên kia. Hừ, đám khốn kiếp này thật sự muốn ức hiếp người khác, hôm nay chúng mày đừng hòng đi. Ông cùng lắm thì một mạng đổi một mạng. Tên thanh niên hơn 20 tuổi vừa mới lui ra thì lại nhảy sổ đến, vừa hét lớn vừa phóng về phía Vương Tử Quân. Nhưng tên thanh niên còn chưa tiếp cận Vương Tử Quân đã bị Thái Thần Bân đã sớm có chuẩn bị tiến lên đánh chặn. Thái Thần Bân hất tay tên thanh niên, tuy người này rất mạnh nhưng thật sự không so sánh được với một người được huấn luyện nghiêm chỉnh trong quân đội như Thái Thần Bân, vì thế sau khi bị hất tay thì có chút loạng choạng không đứng vững, cuối cùng bị Thái Thần Bân đè ngã ra trên mặt đất. Vương Tử Quân thấy phản ứng của tên thanh niên, hắn biết chắc trong chuyện này có hiểu lầm gì đó. Hắn cũng không muốn rước lấy phiền toái không cần thiết, thế là nhanh chóng tranh thủ thời gian giới thiệu với ông lão phía bên kia. Chào chú, chúng cháu không phải đến làm phiền, ông nội của cháu là chiến hữu của ông Đỗ Ngọ Thành, cháu đến đây để thăm ông Đỗ. Đám thôn dân đang chuẩn bị tiến lên tấn công, bây giờ nghe được lời của Vương Tử Quân thì ngây cả người, ánh mắt mọi người nhìn về phía ông lão bên kia. Sao? Là chiến hữu của nhị thúc. Ông lão phía bên kia dùng giọng hoài nghi hỏi Vương Tử Quân. Đúng vậy, chiến hữu của ông nội tôi ở thôn Đỗ Gia Khẩu này, tên ông ấy là Đỗ Ngọ Thành. Vương Tử Quân nhìn vào mắt ông lão bên kia rồi chăm chú nói. Ông lão nhìn gương mặt chân thành của Vương Tử Quân thì chợt yên lòng, sau đó dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Vương Tử Quân, lại dùng giọng xấu hổ nói. Xem kìa, trong thôn lại xảy ra chuyện này, mọi người đứng tránh ra, chỉ là hiểu lầm. Ôi! Vương Tử Quân nhìn gương mặt ngại ngùng của ông lão rồi cười nói. Không có gì, cũng trách tôi không nói rõ ràng mà thôi, thần bân, mau thả người. Vương Tử Quân vừa nói vừa lấy bật lửa châm thuốc cho ông lão phía trước. Ông lão hút thuốc của Vương Tử Quân, lại nhìn tên thanh niên được thả ra, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Dân quê chất phác, người ta đến tìm chiến hữu cũ cũng giống như người ta đến thăm người thân, thế nhưng lại bị bọn họ đến vây quanh định gây rối. Thật sự không ra gì. Lão càng nghĩ càng cảm thấy áy náy, thế là kẹp điếu thuốc trong tay nói. Tiểu tử, cũng đừng trách người trong thôn chúng tôi nóng tính, chẳng qua là nhà nhị thúc của tôi mấy hôm trước có xảy ra chút chuyện,
chỉ sợ đám lưu manh lại tiếp tục đến gây sự. Khi nói đến câu đám lưu manh đến gây sự thì trên mặt ông lão có chút lo lắng. Vương Tử Quân cung không biết có chuyện gì xảy ra, hắn cũng không tiếp lời. Ông lão bên kia sau khi nói lời xin lỗi thì nói với Vương Tử Quân. Tiểu tử, nhị thúc của tôi ở bên này, các người đi theo tôi. Sau khi một đoạn đường đá gập ghềnh hơn 200 mét thì Vương Tử Quân được đưa đến một căn nhà nhỏ cũ nát, cánh cổng làm bằng gỗ, tất cả đầy tang thương lịch sử. Khi đẩy cổng thì phát ra những âm thanh kéo kẹt thật sự rất não lòng. Ai vậy? Bên trong vang lên âm thanh của một cô gái, tuy cô gái kia nói không quá lớn nhưng giọng điệu khá trong trẻo. Nhị nha đầu, là ta, có khách đến. Tam thúc nói vào bên trong cánh cửa. Một lát sau một cô gái có mái tóc dài, gương mặt hơi đen với dáng người cao gầy xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân. Khi thấy có vài người xa lạ thì nàng chợt ngẩn ngơ, sau đó nở nụ cười ngượng ngùng. Tam thúc, có chuyện gì sao? Cô gái hỏi những lời này với gương mặt có chút lo lắng. Nhị nha đầu, ông có ở nhà không? Chiến hữu cũ của ông phái người đến tìm. Ông lão vừa nói vừa chỉ về phía đám người Vương Tử Quân. Nghe nói chiến hữu cũ đến tìm ông, vẻ mặt cô gái chợt trầm tĩnh trở lại, nàng dùng ánh mắt dò xét nhìn đám người Vương Tử Quân, sau đó tranh thủ thời gian cúi đầu. Ông có ở nhà, cháu sẽ đi gọi. Cô gái ngượng ngùng nói một câu rồi chạy đi. Ai tìm tôi vậy? Một giọng nói khá lớn vang lên, một ông lão hơn 70 với cơ thể cường tráng từ trong nhà đi ra. Ông lão mặc một bộ trang phục nhà nông bình thường, nhưng mỗi hành vi giơ tay nhấc chân đều có thể loáng thoáng nhìn thấy phong thái quân nhân. Vương Tử Quân có thể cảm nhận được phong thái này trên người ông mình, cũng cảm nhận được trên người Lưu lão gia tử, càng thấy rõ trên người Mạc lão gia tử. Thế cho nên lúc này hắn nhìn ông lão kia, trong lòng chợt bùng lên cảm giác thân cận theo bản năng. Ngài là ông Đỗ có phải không? Ông nội của cháu tên là Vương Chính Kỳ. Vương Tử Quân thấy ông lão kia đi ra thì nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Ông lão kia đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt dùng giọng kinh ngạc nói. Là cháu nội của đại đội trưởng. Ha ha ha, mới đó mà đã lớn như vậy rồi, tôi nhớ lần đầu tiên gặp mặt đại đội trưởng thì con của anh ấy mới đi học mà thôi. Vương Tử Quân chợt đổ mồ hôi, bố mình mới đi học. Khi đó thậm chí còn chưa có mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất vui vì tìm được Đỗ lão gia tử, dù thế nào thì đây cũng là chiến hữu năm xưa của ông mình, nhất định ông sẽ rất mừng. Đúng rồi, cậu là con của con đầu hay con thứ hai của đại đội trưởng? Ông lão dùng hai bàn tay khô gầy bắt tay Vương Tử Quân rồi cười lớn hỏi. Bố cháu là con cả. Lúc này Vương Tử Quân cũng không giới thiệu bố mình là thư ký trưởng văn phòng thị ủy tỉnh Chiết Giang, hắn dứt khoát giới thiệu gọn gàng với Đỗ Ngọ Thành. Ha ha ha, bố cậu có lẽ cũng đã 50 rồi. Trước đây tôi cũng muốn nhân cơ hội đi thăm đại đội trưởng, nhưng sau khi đại đội trưởng thay đổi khu vực phòng thủ, hai bên cũng không liên lạc, những năm nay sức khỏe của đại đội trưởng thế nào? Đỗ Ngọ Thành nói đến đây thì hai mắt có chút ươn ướt. Vương Tử Quân thấy ông cụ chân thành như vậy thì cũng tranh thủ thời gian nói. Ông nội cháu vẫn khỏe, ông nội cháu rất nhớ ông, còn muốn cháu đón ông về nhà chơi vài ngày. Vậy thì tốt rồi. Đỗ Ngọ Thành giống như đã yên tâm, lão xoa xoa hốc mắt rồi phân phó ra sau lưng. Nhị nha đầu, đi dọn bàn, đúng rồi, lát nữa lấy ra chút rượu. Vâng. Cô gái nghe thấy ông nói lấy rượu thì gương mặt có chút do dự, nhưng chỉ lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Ông à, cũng không cần uống rượu, trước khi cháu đến thì ông dặn cháu mang theo rượu gạo đặc sản Chiết Giang, nói ngài chỉ cần nhìn thấy rượu sẽ nhớ lại những chuyện năm xưa. Những câu nói này của Vương Tử Quân làm cho hai mắt Đỗ Ngọ Thành có hơi ướt, mà người được gọi là Tam Thúc lại cười ha hả nói. Nhị Thúc, cháu cũng săn được con thỏ, vừa vặn có rượu và thức ăn lấy ra đãi khách. Ông lão kia vừa nói xong thì cô gái đã đưa ra một chiếc bàn gỗ, cái bàn cũng không biết đã qua bao năm tháng, thậm chí ấm trà bên trên cũng rất có niên đại. Nhưng Vương Tử Quân là người quen thuộc cuộc sống nông thôn, hắn biết ấm trà và ly trà kia chính là bộ trà cụ đãi khách thượng đẳng trong nhà Đỗ Ngọ Thành. Vì dưới tình huống bình thường thì dân quê thường dùng chén, trừ khi đến dịp lễ Tết mới mang bình trà ra mà thôi. Ôi, đã quên hỏi tên cậu rồi. Đỗ lão gia tử chờ Tam Thúc bên kia châm trà xong thì cười tủm tỉm hỏi Vương Tử Quân. Ông cứ gọi cháu là Tử Quân thì được. Vương Tử Quân nói rồi nâng ly trà lên mời mọi người rồi uống một ngụm lớn, sau đó lại quệt mồm dùng giọng có chút xấu hổ nói. Cháu đã đi một quãng đường dài, thật sự có chút khát. Đây là loại trà bồn, trước kia ngay cả Thái Thần Bân cũng chưa từng uống loại trà này,
nhưng khi nhìn thấy Chủ tịch Vương uống hết ly trà mà không nhăn mặt nhíu mày, hơn nữa lại cực kỳ thoải mái, thế là trong lòng càng bội phục. Con người phải có bản lĩnh như vậy, đến núi nào hát bài ca núi đó. Khi cô gái lại châm trà thì dùng ánh mắt lo lắng nhìn Vương Tử Quân, nhưng khi thấy Vương Tử Quân uống hết ly trà mà không có chút vấn đề, ánh mắt lo lắng của nàng mới biến mất. Sau khi Đỗ Ngọ Thành ân cần hỏi thăm sức khỏe của Vương Lão Gia Tử, Vương Tử Quân lấy điện thoại ra bấm số của ông nội. Vương Lão Gia Tử ở đầu dây bên kia đang lúc ở nhà, sau khi nghe được lời báo cáo của Vương Tử Quân thì cũng cực kỳ kích động. Đỗ Ngọ Thành nào đã gặp qua điện thoại bao giờ? Dưới sự trợ giúp của Vương Tử Quân thì cuối cùng cũng nghe được âm thanh quen thuộc của Vương Lão Gia Tử ở bên kia, lão không khỏi dùng giọng nghẹn ngào và khí phách nói. Đại đội trưởng, tiểu đội trưởng Đỗ Ngọ Thành báo danh với ngài. Vương Tử Quân cầm điện thoại nghe hai ông lão một hỏi một trả lời thì trong lòng cực kỳ cảm khái, chiến hữu nhiều năm không gặp thật sự tình nghĩa sâu nặng, thật sự khó có được. Khi Vương Tử Quân đang cực kỳ cảm thán thì Tam Thúc và cô gái trẻ nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay Vương Tử Quân, thứ vuông vức kia thật sự quá thần kỳ. Đại đội trưởng, hai ngày nữa tôi nhất định sẽ tìm ngài báo danh. Sau khi kết thúc nói chuyện thì Đỗ Ngọ Thành dùng giọng khẳng định nói. Cậu Tử Quân, tối nay cũng đừng đi. Cậu ở lại uống với tôi một chút. Lúc này sức khỏe của đại đội trưởng là rất tốt, tôi cũng không có gì phải lo lắng. Sau khi đặt điện thoại xuống thì Đỗ Ngọ Thành dùng giọng kích động nói với Vương Tử Quân. Vâng, cháu sẽ cùng uống với ông. Vương Tử Quân đỡ lấy Đỗ Ngọ Thành rồi cười nói. Cô gái nhìn thấy gương mặt vui vẻ của ông thì cũng nở nụ cười, nhưng chút lo lắng vẫn cứ liên tục xuất hiện trên mặt nàng. Bố đã về. Khi Vương Tử Quân và Đỗ Ngọ Thành đang nói chuyện với nhau, cổng bị đẩy ra, một người đàn ông hơn 50 từ bên ngoài đi vào trong sân. Lão đi vào có hơi vội, khi thấy Đỗ Lão Gia Tử đang trò chuyện vui vẻ với Vương Tử Quân thì chợt ngây người. Bố, không mua được. Cô gái thấy hai tay bố mình rỗng tuếch thì dùng giọng gấp gáp hỏi. Nhưng còn chưa nói xong thì nàng chợt nhớ đến điều gì đó, thế là tranh thủ ngậm miệng không nói thêm điều gì. Đỗ Ngọ Thành lại vung tay lên ngoắc. Định Quốc, đến đây, đây là cháu nội của bác Vương, là con trai của Vương Quang Vinh. Đỗ Định Quốc miễn cưỡng nặn ra nụ cười, lão dùng giọng lúng túng nói. Con trai của Quang Vinh đã lớn như vậy rồi à? Vương Tử Quân nhìn gương mặt đầy phong sương năm tháng của Đỗ Định Quốc mà có chút thương cảm, chỉ cần nhìn cách xưng hô của Đỗ Định Quốc với bố mình thì rõ ràng hai bên từng có kết giao. Nhưng lúc này năm tháng đổi thay, lúc này bố mình về già đã là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Chiết Giang. Đỗ Định Quốc tuy cùng tuổi với bố mình, thế nhưng diện mạo lại già nua hơn rất nhiều, hơn nữa nhìn biểu hiện của cả nhà thì giống như đang gặp phải chuyện gì đó phiền lòng. Khi Vương Tử Quân đang định mở miệng hỏi một câu xem mình có thể giúp được gì hay không, đúng lúc này cánh cổng lại được đẩy ra, nhưng lúc này lại là ba người đàn ông đi vào. Ba người kia có cách ăn mặc khác hẳn người trong thôn, chỉ cần nhìn vào chiếc máy nhắn tin ở bên hông người đàn ông đi đầu thì có thể kết luận thân phận của bọn họ, chính là cán bộ. Khi thấy người đi đến thì vẻ mặt Đỗ Định Quốc, cô gái và Tam Thúc chợt trở nên khó nhìn, nhưng vẻ mặt của Đỗ Lão Gia Tử vẫn không chút biến đổi. Cán bộ Lý, sao ngài lại đến đây thế này? Mời ngài uống nước. Tam Thúc trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng nhiệt tình chào đón một người đàn ông mặc áo trắng quần xanh đi ở sau cùng nói. Người đàn ông này hơn 30 tuổi, mái tóc rất bóng mượt, cũng không quan tâm đến sự chào đón của Tam Thúc. Hắn nhanh chóng tiến lên phía trước. Sau đó chỉ tay vào người đàn ông có đeo máy nhắn tin ở bên hông nói. Anh Đỗ, hôm nay Chủ tịch Hà tự mình đến thôn Đỗ Gia Khẩu, thật sự cũng có vài phần quá mức rồi. Đỗ Tam Thúc xoa xoa đôi bàn tay nhìn thoáng qua nhóm người Đỗ Định Quốc, sau đó vội vàng lên tiếng nghênh đón Chủ tịch Hà. Chủ tịch Hà, ngài muốn đến chỉ cần phân phó một tiếng, như vậy cũng có thể cho chúng tôi chuẩn bị tốt một chút. Chủ tịch, mời anh ngồi uống nước. Đỗ Tam Thúc nói rồi kéo một chiếc băng ghế đặt xuống bên cạnh bàn, mời chủ tịch xã ngồi xuống. Ghế này phải nhường cho chủ tịch của chúng tôi ngồi. Cậu thanh niên, cậu đứng lên đổi vị trí cho lãnh đạo của chúng tôi. Tên cán bộ Lý vừa nói vừa chỉ vào Vương Tử Quân. Vẻ mặt Thái Thần Bân đang đứng bên cạnh Vương Tử Quân chợt trở nên lạnh lẽo, hắn vừa định lên tiếng thì bị Vương Tử Quân kéo tay lại. Anh Lý, sao lại nói như vậy, cũng phải giữ lễ phép chứ. Chủ tịch Hà nói một câu với tên cán bộ Lý, sau đó nhìn về phía Vương Tử Quân cười nói. Anh bạn, tôi thấy anh giống như không phải người thôn Đỗ Gia Khẩu thì phải. Tôi họ Vương, tôi đến đây thăm người thân. Vương Tử Quân chỉ về phía Đỗ Ngọ Thành rồi cười nhạt nói.
Chủ tịch Hà làm quan nhiều năm cũng có ánh mắt nhìn người, sau khi nhìn qua tên thanh niên ngồi trên ghế, người này có tướng mạo đường đường, khí thế hiên ngang. Chỉ cần nhìn qua là biết không phải người trong thôn Đỗ Gia Khẩu, thế cho nên Chủ tịch Hà cảm thấy có chút không yên, đã muốn tìm hiểu chi tiết về Vương Tử Quân. Đến thăm người thân. Chủ tịch Hà thấy người thanh niên kia ăn mặc rất đường hoàng, ắt hẳn là người có chút thân phận trong xã hội, thế là hắn cười hì hì trầm giọng nói. Nghe khẩu âm của cậu thì hình như không phải là người địa phương thì phải. Tôi là người thành phố Giang Thị. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói. Thành phố Giang Thị là một nơi tốt. Chủ tịch Hà nghe nói Vương Tử Quân là người Giang Thị thì trái tim mới bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn gương mặt ung dung bình tĩnh của Vương Tử Quân, thầm nghĩ người dù nghèo hèn thế nào cũng có người thân giàu có, xem ra người này được Đỗ Gia gọi đến hỗ trợ. Nhưng gọi người đến thì thế nào? Chẳng lẽ một người đến từ thành phố Giang Thị có thể làm loạn trên địa bàn của mình? Chủ tịch Hà nghĩ như vậy mà nở nụ cười tự tin, sau đó đưa mắt nhìn đám người Đỗ Gia. Ông Đỗ, những năm gần đây việc quản lý những quân nhân xuất ngũ của huyện Nhạc Huy có chút hỗn loạn, đến nỗi bây giờ có không ít người chui qua lỗ hổng chính sách. Thậm chí còn xuất hiện tình huống mạo nhận để lấy trợ cấp của nhà nước. Vì muốn tiến thêm một bước trong công tác an ủi và ưu đãi thật tốt quân nhân xuất ngũ, chính thức làm cho những công thần đã đổ mồ hôi xương máu cho quốc gia cảm nhận được sự quan tâm của Đảng ủy chính quyền, thế là Đảng ủy chính quyền huyện cho ra công văn liên hợp, quyết định điều tra toàn diện các quân nhân xuất ngũ đang lĩnh trợ cấp của huyện. Lần này chúng tôi đến chính là muốn được xem những tài liệu xác minh ngài thật sự là quân nhân xuất ngũ. Đỗ Định Quốc giống như đã nghĩ đến điều gì đó. Vì vậy sau khi nghe được lời của Chủ tịch Hà thì gương mặt có chút tái nhợt. Lão cầm lấy ly trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, sau đó bàn tay chợt siết chặt lại với nhau. Nếu đã muốn xem thì tôi sẽ lấy ra cho các người. Đỗ lão gia tử có biểu hiện khác biệt với con trai, tuy năm nay đã gần 80 thế nhưng lại cực kỳ trấn tĩnh. Lão vung tay lên với cô gái đứng bên cạnh. Nhị nha đầu, vào trong giường của ông lấy cái hộp kia ra đây. Nhị nha đầu đang cắn chặt răng. Sau khi nghe được lời phân phó của ông nội thì nhanh chóng chạy vào phòng, sau đó ôm một chiếc hộp chạy ra. Cái hộp không lớn, được lau chùi sạch sẽ, đủ để thấy địa vị của chiếc hộp trong lòng chủ nhân của nó là như thế nào. Đây chính là căn cứ xác minh của tôi. Đỗ lão gia tử mở hộp ra, vài chiếc huân chương xuất hiện trước mắt mọi người. Những chiếc huân chương này rất khác nhau, chúng lẳng lặng nằm trên một miếng vải đỏ. Chủ tịch Hà nhìn những chiếc huân chương rồi khẽ gật đầu với một tên cán bộ ở bên cạnh. Tên cán bộ kia cầm huân chương len xem, sau đó lại nhìn vài tài liệu chứng minh khác ở bên trong, trên mặt lộ ra nụ cười. Ông Đỗ, ông không còn tài liệu văn bản nào chứng minh sao? Tài liệu văn bản chứng minh. Đỗ lão gia tử lặp lại lời nói của người kia, sau đó dùng giọng nghi hoặc nói. Tài liệu kia không phải đã giao cho cục dân chính huyện rồi sao? Giao cho cục dân chính rồi. Ông Đỗ, thấy ông như thế này thì tôi cũng nhắc nhở một tiếng. Trong danh sách có tài liệu chính xác để xác minh không có tên của ông. Nếu bây giờ ngài không có căn cứ chính xác để chứng minh thì sau này ngài sẽ không tiếp tục nhận được trợ cấp của nhà nước, hơn nữa dựa vào văn bản xử lý đối với những người mạo nhận chiếm đoạt tiền của nhà nước, ông còn phải trả hết tất cả số tiền trợ cấp mình đã nhận được trong nhiều năm qua. Anh nói cái gì vậy? Tất cả tài liệu xác minh đều được nhị thúc của tôi giao hết cho huyện rồi. Đỗ Tam Thúc cũng tỏ ra gấp gáp. Lão chỉ tay vào tên cán bộ trẻ tuổi rồi dùng giọng bất mãn chất vấn. Anh Đỗ, anh cũng là một cán bộ, sao có thể nói như vậy được? Tôi nói cho anh biết, nếu không có chứng cứ thì đừng làm loạn. Theo ý anh thì cục dân chính đã lầm lẫn gì sao? Đúng là đáng chê cười, không có chứng cứ thì đừng nói lung tung, nếu không sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Pháp luật nghiêm trị. Một câu nói của tên cán bộ trẻ làm cho khí thế của Đỗ Tam Thúc rơi xuống vực sâu ngàn trượng. Lão dùng ánh mắt khó xử nhìn Đỗ Ngọ Thành, bộ dạng nổi giận mà không biết nói gì hơn. Chẳng lẽ huân chương của tôi ở đây là giả sao? Đỗ lão gia tử thật sự giận đến mức mặt trắng không còn chút máu. Tôi cũng không nói huân chương này là giả, nhưng có phải là thật hay không còn chưa thể xác nhận được, vì huyện lân cận cũng không phải chưa xuất hiện người ỉa mạo làm quân nhân. Người kia không biết lấy từ đâu ra một đống huân huy chương, còn nhiều hơn của ngài, kết quả làm kiểm tra mới biết đều được mua ngoài chợ. Tôi không dám có kết luận với những chiếc huy chương của ngài, thế này đi, tôi sẽ lấy về kiểm nghiệm. Tên cán bộ trẻ vừa nói vừa đưa tay về phía những chiếc huân chương. Vương Tử Quân thấy ba tên cán bộ xã rõ ràng là đang hát vướng với nhau, bọn họ không những muốn bác bỏ thân phận quân nhân xuất ngũ của Đỗ Ngọ Thành, còn muốn lấy huân chương của ông lão đi mất.
Chỉ cần nhìn vào khí thế của đám người này thì thấy rõ vấn đề, nếu để bọn họ cầm huân chương đi thì căn bản là khó thể lấy lại. Vương Tử Quân từng được thấy những chiếc huân huy chương kia, là những món đồ được ông nội cất giữ rất kỹ, hình thức không khác biệt gì huân chương của Đỗ Ngọ Thành. Hắn biết những chiếc huân chương này không những là vinh dự, thậm chí là nơi ký thác tinh thần của những quân ngân đã xuất ngũ. Khi Vương Tử Quân định mở miệng ngăn cản thì cửa ngoài cổng lại bị đẩy ra, một tên đàn ông hơn 30 tuổi với bộ dạng râu ria xồm xoàm đi vào trong nhà. Tên kia mặc áo ba lỗ, hai cánh tay xăm hình rồng cuồn cuộn. Hắn đi vào trong nhà, vừa thấy Chủ tịch Hà thì cúi đầu khom lưng bắt chuyện, sau đó móc thuốc ra mời, lại nhanh chóng lấy hột quẹt ra châm lửa. Khi thấy tên kia đi đến thì trong mắt Đỗ lão gia tử chợt tóe lửa. Nhị nha đầu nhìn tên đàn ông kia thì vẻ mặt càng thêm tái nhợt, nàng vô thức trốn ra sau lưng ông mình. Đỗ Định Quốc dùng ánh mắt căng thẳng nhìn tên đàn ông kia, bộ dạng tứ giận mà không dám nói gì. Lại ngủ, sao lúc này mới đến? Chủ tịch Hà uống một hớp nước rồi dùng giọng từ trên cao nhìn xuống nói. Chủ tịch Hà, điều này, hi hi, ngài ra lệnh thì tôi đã phải vội vàng chạy đến. Nhưng trong nhà xảy ra chút chuyện, thế cho nên mới đến chậm. Lại ngũ cẩn thận đi đến bên cạnh Chủ tịch Hà, sau đó khẽ giải thích. Hừ, cậu thì có chuyện gì, tám phần là đi ức hiếp con gái nhà lành, ức hiếp người thành thật, mới từ bàn mặt trược chạy ra phải không? Cán bộ Lý nhìn về phía Lại ngũ rồi cười ha hả nói. Cán bộ Lý nói như vậy thì Chủ tịch Hà và tên cán bộ vừa định đưa tay giữ lấy những chiếc huân chương đều nở nụ cười. Lại ngũ giống như bị vạch trần sự việc xấu xa, hắn nở nụ cười xấu hổ nói. Không, Chủ tịch Hà là người biết rõ tôi là người thành thật, nào làm những chuyện thất đức thế kia. Lại ngũ không giải thích thì còn khá tốt, hắn mở miệng nói như vậy càng giống như giấu đầu lòi đuôi. Đặc biệt là Chủ tịch Hà cười đến mức ôm bụng đỏ cả mặt, hắn liên tục khoát tay nói. Được rồi Lại ngũ, tôi cũng không để cho đồn trưởng Triệu tìm anh cần gì phải sợ hãi như vậy. À. Tôi không sợ hãi, không làm việc gì trái với lương tâm thì đến tối cũng không sợ quỷ gõ cửa. Lại ngũ giống như một diễn viên vừa đi ra sân khấu, hắn cố gắng biểu diễn trước mặt Chủ tịch Hà. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, bây giờ làm việc chính sự. Chủ tịch Hà đột nhiên nghiêm mặt nói với Lại ngũ. Lại ngũ lên tiếng đồng ý, sau đó hắn đi đến trước mặt Đỗ Định Quốc, hắn dùng ánh mắt tham lam nhìn qua bộ ngực của nhị nha đầu hai lượt, sau đó mới nói. Bố vợ. Không phải, anh Đỗ, nhị nha đầu thật sự quá tốt, tôi thật sự không xứng. Hi hi, tôi em như rút lui, bây giờ muốn thu về tiền hỏi. Bốp, Đỗ lão gia tử vỗ tay thật mạnh lên bàn, lão dùng ánh mắt hung hăng nhìn con trai mình, miệng liên tục run rẩy. Ông đừng nổi giận, điều này không trách bố được, là cháu tự nguyện. Nhị nha đầu vừa giữ chặt lấy tay vừa vỗ lưng để ông nội nhuận khí. Nhị thúc, ngài, điều này. Đỗ Tam Thúc cũng muốn nói gì đó thế nhưng lúc này lại không thể mở miệng. Hi hi, Đỗ lão gia tử, bây giờ xem như tôi không có phúc phận, không thể nào làm cháu rể của ngài. Hi hi, mong ngài trả lại tiền hỏi cho tôi. Lại ngũ cười hi hi nhìn về phía Đỗ lão gia tử, sau đó ưỡn mặt lên nói. Bao nhiêu tiền? Sau khi Đỗ lão gia tử đã áp chế được cơn tức giận, Vương Tử Quân chợt dùng giọng lãnh đạm nói. Lại ngũ lúc này mới chú ý đến Vương Tử Quân. Tuy hắn chỉ là một tên lưu manh nhưng đôi khi cũng có ánh mắt tinh đời. Hắn thấy Vương Tử Quân ngồi bên cạnh bàn cực kỳ ung dung trấn định, hắn cảm thấy tên thanh niên kia không dễ chọc vào, ít nhất thì loại người này không phải mình có thể chọc vào được. Lại ngũ sinh ra cảm giác như vậy, thế là hắn cung kính nói. Cũng không nhiều, 500 đồng. Vương Tử Quân nhìn gương mặt có vài phần xinh đẹp của nhị nha đầu, lại nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của Đỗ Định Quốc, trong lòng hắn chợt sinh ra cảm giác bi ai. Thật không ngờ một người thuở nhỏ làm bạn với bố mình, bây giờ chỉ vì 500 đồng mà ném con gái cho một tên lưu manh như vậy. Vương Tử Quân móc bóp lấy ra 500 đồng đặt trên bàn. Tiền đây, anh cầm lấy đi. Đỗ lão gia tử nhìn Vương Tử Quân lấy tiền, vẻ mặt thật sự không nhịn được. Lão há miệng, còn chưa kịp nói thì Vương Tử Quân đã cười cười lên tiếng. Ông, trước khi đến ông nội có dặn cháu mua cho ông vài món quà, cháu đến quá gấp nên quên mất. Đỗ lão gia tử nhìn nụ cười trên mặt của Vương Tử Quân, lão cũng chỉ khẽ cười rồi gật đầu với Vương Tử Quân. Lại ngũ cũng không dám cầm tiền, hắn đưa mắt nhìn Chủ tịch Hà, lúc này Chủ tịch Hà cũng đang nhíu mày. Chủ tịch Hà thấy một kế hoạch cực kỳ tốt đẹp của mình đang được thực hiện tốt, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một trình rào kim,
Thế là hắn khẽ gật đầu với Lại Ngũ, sau đó cười lạnh một tiếng. Này, cậu thanh niên, cậu đến thăm người thân, cũng đừng xen vào chuyện của người khác. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười của Chủ tịch Hà, hắn cũng không mở miệng chỉ nhìn sang chỗ khác trò chuyện với Đỗ Lão Gia Tử. Thái độ hờ hững của hắn thật sự chọc giận Chủ tịch Hà, tuy hắn chỉ là một phó chủ tịch nhưng dù thế nào cũng là người có tiếng nói trong xã, là kẻ chỉ cần nói một tiếng cũng đủ làm cho kẻ khác chết đi sống lại, không ngờ lại có kẻ không nể mặt mình như vậy. Ông Đỗ, chúng tôi đưa những thứ này đi, nếu như là huân huy chương thật thì chúng tôi sẽ trả lại. Chủ tịch Hà nói với Đỗ Ngọ Thành, sau đó phất tay với tên cán bộ Lý. Tên cán bộ Lý gật đầu, hắn đưa tay định cầm lấy chiếc hộp. Nhưng khi người này còn chưa chạm tay vào hộp thì Vương Tử Quân đã vung tay giữ lấy, nàng dùng giọng chuẩn xác nói. Không cần kiểm nghiệm huân huy chương này, nếu muốn tài liệu văn bản chứng minh, 2 ngày sau sẽ trực tiếp đưa lên. Thấy kế hoạch của mình lại bị Vương Tử Quân cắt đứt thì Chủ tịch Hà thật sự rất tức giận, đúng là thật sự không thể không bạo phát. Tất nhiên hắn sẽ cực kỳ không hài lòng để một kế hoạch quan trọng như vậy bị tên thanh niên kia làm rối loạn. Thế là hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Tử Quân, lại dùng giọng không khách khí nói. Cậu thanh niên, liệu cơm gắp mắm, tùy cơ ứng biến mới tốt, nếu làm việc lỗ mãng, tỏ thái độ lung tung, sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi lớn. Vương Tử Quân nghe câu nói của Chủ tịch Hà mà chỉ cười cười không thèm quan tâm, hắn nghiêm trang nói. Có tài liệu chứng minh là được, cũng không quan tâm nhiều làm gì cho mệt. Chủ tịch Hà nhìn đám người Đỗ Định Quốc đứng trong sân, thế là hắn vung tay lên nói. Nếu đã như vậy thì chúng tôi đi trước, nếu đã có người lấy ra tài liệu chứng minh, chúng tôi sẽ chờ tài liệu đó. Khi đám người rời khỏi nhà thì khoảng sân khôi phục bầu không khí tĩnh lặng, lúc này Đỗ Định Quốc vẫn ngồi ngơ ngác trên ghế. Bố, chuyện này hay là chúng ta coi như xong đi, chúng ta đấu không lại người ta. Đỗ Định Quốc trầm mặc một lúc lâu, sau đó lão chợt lên tiếng với bố mình, cặp mắt đục ngầu càng chứa đựng nhiều dòng lệ. Coi như xong. Ba chữ này rất hời hợt nhưng rơi vào trong tai Vương Tử Quân thì lại cực kỳ khó chịu như hóc xương, mới thấy người trong cuộc như Đỗ Định Quốc sẽ có tâm tình phức tạp như thế nào. Đỗ Lão Gia Tử vung tay lên thật mạnh, nhưng khi lão vung tay thì Nhị Nha Đầu và Tam Thúc ở bên cạnh đã nhanh chóng giữ lại. Nhị Thúc, điều này cũng không trách được Định Quốc, cánh tay sao có thể vặn được đùi. Chúng ta thật sự không thể nào đấu lại người ta, lúc này còn không gom được tiền thuốc men cho Long Nhi, thật sự là không còn cách nào khác. Định Quốc cũng là không có biện pháp nào khác mà thôi. Tam Thúc vừa kéo tay Đỗ Lão Gia Tử vừa nói lời an ủi. Ông nội, chuyện này cũng không thể trách bố cháu được, trong nhà thật sự quá. Nhị Nha Đầu tuy khẽ lên tiếng nhưng giọng điệu lại tràn đầy cầu khẩn. Tên khốn kiếp này không có tiền thì có thể tìm biện pháp khác, ai lại hứa gả Nhị Nha Đầu có tên khốn nạn Lại Ngũ kia. Tuy sự việc cuối cùng cũng qua, nhưng sau này Nhị Nha Đầu xông trong thôn Đỗ Gia khẩu này như thế nào? Có người làm cha nào giống anh chứ? Đỗ Lão Gia Tử rủ cánh tay xuống nói. Đỗ Định Quốc cũng không nói lời nào, lão chỉ ôm đầu vào ngồi trong một góc, ngay sau đó vang lên tiếng nức nở của một người đàn ông một đời phong sương. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng khó chịu của Đỗ Lão Gia Tử, hắn nói. Ông, trong nhà rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngài và ông nội cháu không phải là người ngoài, chúng ta đều là người một nhà. Nếu ngài không xem cháu là người ngoài thì có thể nói cho cháu, có thể cháu sẽ giúp được vài việc. Đỗ Tam Thúc biết rõ Vương Tử Quân chạy xe đến, lại nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân lấy tiền trả cho Lại Ngũ, hắn nói ngay. Nhị Thúc, cháu thấy tình hình của Long Nhi là không thể chậm trễ được, dù là thế nào cũng cần giúp đỡ. Vương Tử Quân nhìn vào mắt Đỗ Lão Gia Tử và cảm nhận được nỗi bất đắc dĩ, ông cụ không muốn bày chuyện khó coi trong nhà ra ngoài. Chỉ là sự việc đến nước này. Lão cũng không thể làm gì khác hơn được. Ông, ngài và ông nội cháu là chiến hữu cùng sinh tử, nếu như ông nội cháu biết rõ ông có việc khó khăn mà không nói, chỉ sợ sẽ đích thân tìm đến. Vương Tử Quân rót một ly trà cho Đỗ Lão Gia Tử rồi khẽ an ủi. Vương đại ca, là thế này, trước đó anh của em có đi theo một đội xây dựng đến huyện bên cạnh làm việc, sau đó lại té từ trên lầu xuống bị gãy chân. Khi đó ông chủ công trường có thanh toán cho anh của em 5.000 đồng tiền thuốc men thì không thấy xuất hiện nữa. Vài ngày trước bọn họ có thông qua trung gian đưa đến 2.000 đồng xem như xong việc. Nhị Nha Đầu thấy ông nội mình tỏ ra bất đắc dĩ, thế là nói rõ sự việc cho Vương Tử Quân. Còn chưa lành bệnh thì đưa đến 2.000 đồng xem như xong sao. Sự việc này sẽ có ai tình nguyện xảy ra với mình. Vương Tử Quân sau khi nghe xong lời của Nhị Nha Đầu thì dùng giọng chân thành nói.
Em cứ ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Hừ. Đỗ lão gia tử uống một hớp nước rồi nói. Tôi không đồng ý với bọn họ, thế là lên xã tố cáo, yêu cầu đám người kia cho ra câu trả lời rõ ràng. Đỗ lão gia tử dùng giọng đứt quãng tự thuật lại sự việc, Vương Tử Quân xem như đã biết được những chuyện đã xảy ra. Sau đó nhà thầu xây dựng và Đỗ gia hiệp thương không thành công, cũng không tiếp tục thương lượng, càng không quan tâm đến Đỗ Long đang nằm viện giống như sự việc chưa từng phát sinh. Sau khi bán đi tất cả mọi thứ trong nhà để chữa bệnh cho Đỗ Long, Đỗ lão gia tử tự mình tìm ra công ty xây dựng kia, muốn bọn họ cho ra một câu trả lời rõ ràng nhưng lại bị đám bảo vệ của công ty đuổi ra ngoài. Đỗ lão gia tử nổi giận đi đến tìm chính quyền huyện, gặp được một vị phó chủ tịch họ Hào. Vị phó chủ tịch Hào này nghe rõ những lời phản ánh của Đỗ Ngọ Thành, đồng ý sẽ điều tra rõ ràng, nhất định sẽ giải quyết thích đáng. Không ngờ ông cụ mới chân trước về đến nhà thì đám người công ty xây dựng kia đã chạy đến. Không những không bồi thường tiền còn tuyên bố không sợ Đỗ lão gia tử đi tố cáo, dù có tố cáo đến tận chân trời thì hắn cũng không sợ. Những chuyện tiếp theo thì xem như Vương Tử Quân đã biết, tuy Đỗ lão gia tử nói đơn giản nhưng hắn lại cảm nhận được ông cụ cực kỳ bất đắc dĩ ở sự kiện này. Bác Định Quốc, công ty xây dựng kia tên là gì? Vương Tử Quân gõ tay xuống mặt bàn, hắn quay sang hỏi Đỗ Định Quốc. Đỗ lão gia tử dù sao cũng đã lớn tuổi, người xử lý vụ này chủ yếu là Đỗ Định Quốc. Nãy giờ Đỗ Định Quốc ngồi chồm hổm một góc không lên tiếng, bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân hỏi, lão vô thức ngẩng đầu lên nói. Hình như gọi là Lập Phong, đúng rồi, là công ty bất động sản Lập Phong. Công ty bất động sản Lập Phong, hèn gì có năng lực lớn như vậy. Vương Tử Quân nghe cái tên mà không khỏi có chút kinh ngạc, thế là hắn cũng hiểu ý của đám cán bộ chủ tịch Hà lúc vừa rồi. Đám cán bộ kia chính là những người bị đưa lên đầu súng. Kẻ ra tay chính là Lưu Siêu Cử trước đó đã gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Lão gia tử, anh Long bây giờ đang ở chỗ nào? Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi khẽ nói. Đang ở trong phòng nghỉ ngơi, hôm trước đã hết tiền thế chấp, bệnh viện không cho ở lại, chỉ có thể đưa về nhà dưỡng bệnh. Lão gia tử thở dài một hơi, trên mặt mang theo vẻ bi ai. Vương Tử Quân cũng không nói lời nào, hắn đi vào trong phòng. Căn phòng nửa gạch nửa gỗ thật sự có chút u ám. Thế nhưng nhờ vào ánh sáng từ cửa sổ mà Vương Tử Quân thấy được một hình bóng gầy gò đang nằm không nhúc nhích trên giường. Long Long, có người đến thăm. Đỗ lão gia tử đi đến bên cạnh cháu nội của mình rồi khẽ nói. Đỗ lão gia tử dùng khăn lau mồ hôi trên mặt cháu trai của mình, tên thanh niên nằm trên giường nhìn ông nội với gương mặt khổ sở, hắn thở dốc như một con cá bị đưa lên bờ, hắn liên tục xoa ngực và hỏi ông mình. Có phải cháu sắp chết rồi không? Cháu sao lại cảm thấy hít thở khó khăn như vậy? Ông, cháu rất nóng lòng, không biết khi nào có thể xuống đất đi được đây. Những lời nói của Đỗ Long giống như một con dao nhọn khoét sâu vào lòng người nhà, nhị nha đầu đi vào theo mọi người, lúc này cũng không nhịn được phải rơi lệ. Anh bạn còn trẻ, đừng nên suy nghĩ nhiều, sự việc sớm muộn cũng sẽ được giải quyết. Vương Tử Quân khẽ kéo ga giường che lên người Đỗ Long, sau đó khẽ an ủi. Vương Tử Quân ở trong phòng một lát. Hắn chợt cảm nhận được mùi mồ hôi đặc quánh, dù cố gắng chịu đựng vẫn thấy giống như có chút khó hít thở, chiếu chút nữa không thở được. Cũng may Đỗ lão gia tử thấy Đỗ Long đã khôi phục như thường, thế là kéo Vương Tử Quân ra ngoài. Ông, bệnh của Đỗ Long là không có vấn đề, tuy cháu chưa từng học y thế nhưng cũng có chút kiến thức về phương diện này, cháu thấy Đỗ Long rơi khá nặng nhưng vẫn chữa trị tốt. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt đau khổ của Đỗ lão gia tử rồi khẽ an ủi. Tử Quân, thật vậy sao? Vương Tử Quân nói thật sự giống như cỏ cây cứu mạng với Đỗ lão gia tử, lão dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Vương Tử Quân, dùng giọng không thể chờ đợi được hỏi. Ông, chuyện này ngài cứ giao cho cháu là được. Vương Tử Quân nhìn sắc trời rồi nói. Bây giờ vẫn còn sớm, nếu không hôm nay chúng ta đưa Long Long đến bệnh viện luôn một thể. Ôi, Tử Quân, chân của Long Long cũng không phải chữa khỏi ngày một ngày hai, cũng không nóng lòng chốc lát được. Lần đầu tiên cháu đến nhà. Cũng không thể để cháu đói bụng đi về được. Ông cụ bướng bỉnh muốn giữ Vương Tử Quân ở lại dùng cơm. Nội dung cuộc trò chuyện sau đó của Đỗ lão gia tử và Vương Tử Quân xoay quanh những câu chuyện đời lính năm xưa. Tử Quân, năm xưa đại đội trưởng nói tôi đi theo anh ấy, thế nhưng tôi lại không thể để mẹ ở nhà một mình, thế cho nên ở lại làm lính địa phương. Đỗ lão gia tử nói, sau đó nâng ly trà lên uống ửng ực. Vương Tử Quân biết rõ người già có một đặc điểm chung chính là hoài cựu, người giống như Đỗ lão gia tử có cuộc đời chìm nổi, những chuyện tốt đẹp nhất có lẽ là khi còn ở trong quân ngũ,
càng thường xuyên nhắc nhở trong lòng. Dù Vương Tử Quân là người sống hai đời nhưng hắn vẫn cảm thấy phần nhân tình này của Đỗ lão gia tử là khá nặng. Lần trước tôi gặp đại đội trưởng chính là thời điểm vừa giải phóng, khi đó bố cậu được vài tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh và rất có tinh thần. Vương Tử Quân thật sự không nhịn được cười với lời đánh giá của Đỗ lão gia tử, hắn liên hệ hình tượng bố mình với lời miêu tả khỏe mạnh kháu khỉnh đáng yêu của ông, nếu lời này rơi vào trong tai thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Chiết Giang, cũng không biết sẽ sinh ra cảm tưởng gì. Có một lần tôi đến ở nhà đại đội trưởng 3 ngày, khi đó anh ấy muốn tôi đi theo cùng công tác, nhưng tôi là số nông dân trồng trọt, cũng không bỏ được vài mẫu ruộng nhà mình. Hi hi, thế là cứ mãi như vậy đến hôm nay. Ông, dù thế nào cũng là một cuộc sống, đôi khi cũng không nên nghĩ quá nhiều, vì mỗi một cuộc sống đều có hạnh phúc riêng của nó. Vương Tử Quân thầm hiểu được chút tâm tư của Đỗ lão gia tử, hắn khẽ lên tiếng an ủi. Vẻ mặt Đỗ lão gia tử khẽ động. Lời nói của Vương Tử Quân làm cho lão có hơi ngẩn người, sau đó cười lên ha hả nói. Cậu không hổ danh là cháu nội của đại đội trưởng, nếu nói về lý lẽ thì chỉ hơn chứ không kém, nói ra làm cho người ta cảm thấy cực kỳ nhập tâm. Khi hai người nói chuyện với nhau thì nhị nha đầu đã bưng vài món ra ngoài đặt lên bàn, cũng chỉ là vài món ăn gia đình, một dĩa củ cải, một tô bánh canh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 59.